Chương 381 Xì 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 Tuy vũ hạt đại tiên bị chém đứt một bàn tay, rất nhanh lại được tái sinh một lần nữa, thế nhưng bác chỉ kính đã rơi vào trong tay Diệp Trần. Sau khi vũ hạt đại tiên kịp phản ứng, ngay lập tức mặt mũi đầy vẻ khó tin sau đó thì hét lớn, không. Không có khả năng. Ta lấy khôi lỗi phân thân của thiên chiếu đại thần làm thân thể, thần khí dựa vào ta làm chủ, làm sao lại bị người cướp đi. Diệp Trần trực tiếp ném bát chỉ kính vào trong càng không trạc, sau đó cười lạnh nói. Thần khí cái quái gì? Chẳng qua chỉ là bảo lưu một đạo tàn niệm chân nguyên của chủ nhân mà thôi. Muốn phá giải lại có gì khó? Nói xong, Diệp Trần vung thập quyền kiếm trong tay lần, lần nữa nhào về phía vũ hạt đại tiên. Khanh khanh khanh. Trong nháy mắt, hai người đã giao thủ được hơn 10 chiêu, xung quanh một trận đất trung núi chuyển, sớm đã trở nên đổ nát không chịu nổi. Sau khi vũ hạt đại tiên trải qua giây phút kinh ngạc ngắn ngủi đã bình tĩnh trở lại một lần nữa. Dù sao thì thực lực của hắn cũng là kim đan hậu kỳ, trong tay lại cầm thánh khí, mặc dù không có thánh khí phòng ngự bác chỉ kính này, trên phương diện lực công kích thì cũng không có tổn thất quá lớn, vẫn có thể vững vàng ngăn chặn được Diệp Trần. Đáng tiếc là, lưu ly kim thân của Diệp Trần có lực phòng ngự thật sự biến thái, với cả trong tay cũng cầm thánh khí, ngược lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Dần dần, Vũ Hạc Đại Tiên lập tức bắt đầu lúng cuốn, tình trạng của hắn bây giờ cũng không thể tiếp tục quá lâu, nhất là khi không có thánh khí phòng ngự bác chỉ kính này thì chỉ có thể thông qua việc tiến công không ngừng áp chế đối phương, khiến cho chân nguyên tiêu hao rất lớn. Theo tình huống trước mắt tới xem, một khi chân nguyên hao hết, nguyên thần của hắn sẽ không thể duy trì ở trong khôi lỗi ngọc nữa, một khi thời gian tới, nhất định phải tìm được một cái thể xác mới để đoạt xá mới được. Dịp cùng tiên hai chúng ta cứ tiếp tục đánh xuống như vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương ta có thể cho ngươi phận bản đồ này tuy nhiên ngươi nhất định phải đáp ứng điều kiện của ta sau này không bao giờ được đặt chân lên đảo quốc như thế nào rơi vào đường cùng vũ hạc đại tiên đành phải lựa chọn nhận sợ bắt đầu hướng diệp trần cầu hòa đáng tiếc diệp trần chỉ cười lạnh hoàn toàn không rảnh để ý đến lời vũ hạc đại tiên nói nếu như nhục thân của vũ hạc đại tiên này không phải bị hủy thì lấy thực lực kim đan hậu kỳ của hắn lượng chân nguyên vượt xa Diệp Trần, Diệp Trần đương nhiên sẽ không kéo dài chiến đấu với hắn. Thế nhưng dưới tình huống trước mắt, đối phương chẳng qua chỉ là dựa vào khôi lỗi ngọc để chiến đấu với hắn, rõ ràng lực lượng dự trữ không đủ, căn bản không thể chiến đấu lâu dài được với hắn. Thật ra thì đây cũng là lý do tại sao Diệp Trần trước đó chọn cướp đoạt bác chỉ kính của hắn mà không phải là Thảo Trị Kiếm. Nếu như Vũ Hạc Đại Tiên lấy bác chỉ kính ra để cố thủ thì chỉ sợ mình phải tốn mất thời gian hơn nửa ngày đến lúc đó đại quân đảo quốc chạy tới trợ giúp chuyện này chỉ sợ sẽ thêm phiền toái. tuy trước đó dịp Trần đánh lui được lực lượng phòng vệ thứ bảy nhưng chẳng qua chỉ là lực lượng một phần nhỏ của đảo quốc mà thôi. hơn nữa hôm đó suýt nữa thì hao hết sạch chân nguyên nguy hiểm quả thực không nhỏ. nếu như đảo quốc điều động quân đội càng nhiều càng mạnh hơn hoặc là quân đội của mỹ quốc đang trú đóng ở đảo quốc sẽ nhúng tay vào. tới lúc đó hắn chỉ sợ thoát thân cũng có chút khó. âm uhm. Diệp Trần chém xuống thêm một kiếm nữa. Tuy Vũ Hạc Đại Tiên ngay lập tức nhất kiếm lên ngăn cản nhưng khí tức cả người trở nên ảm đạm hơn không ít. Diệp Trần thấy thế thì trong lòng lập tức vui mừng, biết đối phương đã kiên trì không còn được quá lâu, ngay lập tức bắt đầu tấn công càng thêm mạnh mẽ hơn. Mà nhóm người quy điền tam lan ở phía xa, thấy tình huống chiến đấu bắt đầu xuất hiện tình huống nghịch chuyển thì vẻ mặt của mọi người ngay lập tức trở nên khó coi vô cùng, thật chẳng lẽ phải lấy toàn bộ lực lượng mới có thể chống lại người này sao? Quy Điền Tam Lan nhìn vào thiếu niên ở nơi xa xa, trong lòng chứa hận ý ngập trời đồng thời trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ đáng chát. Vũ Hạc Đại Tiên là con ác chủ bài sau cùng của bọn họ, nếu như ngay cả người này đều không thể đối kháng với dịp cuồng tiên vậy thì hắn chỉ có thể điều động binh lực của cả một nước, lợi dụng chiến thuật biển người đến ngăn cản ác ma này. Một người chống lại một nước, Quy Điền Tam Lan làm sao cũng không nghĩ tới, loại chuyện chỉ có ở trong truyền thuyết vậy mà xuất hiện ở trên đảo quốc bọn họ. Còn về năm người Âu Dương Hàn, khi nhìn thấy Diệp Trần đã chiếm thượng phong thì cũng thi nhau thở phào nhẹ nhõm, cảm thán không thôi, không hổ là Diệp cuồng tiên. Không nghĩ tới ngay cả Vũ Hạc cũng không phải là đối thủ của ngài ấy. Ai, các ngươi nói, chờ Diệp thiếu tướng giết chết Vũ Hạc này thì mục tiêu tiếp theo của ngài ấy sẽ là ai? Vân Lệ Cơ bỗng nhiên đưa ra một vấn đề như vậy, bốn người lập tức thi nhau rơi vào trầm tư, không phải ngài ấy muốn một mình phá đổ toàn bộ đảo quốc đó chứ. Nhậm Trường Phong nói ra lời nói kinh người. Lỗ Thiên Bá cười ha ha một tiếng, nói. Theo ta thấy, đây cũng không phải là chuyện không có khả năng. Ngay cả vũ hạt đều không phải là đối thủ của Diệp Thiếu Tướng, đảo quốc lại không có vũ khí hạt nhân, còn có thể lấy ra thứ gì có thể uy hiếp được ngài ấy. Một người diệt một nước, chuyện này, chuyện này chơi có phần lớn a à? muốn diệt đi một cường quốc đương thời nào có dễ dàng như vậy tuy nhiên lấy năng lực của diệp thiếu tướng thì chỉ cần tránh đi sự vây quét của quân đội quấy cho đảo quốc long trời lỡ đất có lẽ vấn đề không phải quá lớn a à? ha ha mọi người càng nói càng hưng phấn giống như đã thấy dáng vẻ đại loạn của đảo quốc không nghĩ tới lúc này âu dương hàn nói ra một câu coi như đảo quốc không có lực lượng có thể làm gì được dịp thiếu tướng thế nhưng ngươi cho rằng Mỹ quốc sẽ để cho ngài ấy tùy ý làm như vậy sao? Nước Mỹ chắc chắn sẽ điều động vũ khí hạt nhân tới đối phó dịp thiếu tướng. Bốn người nghe được điều này, ngay lập tức cảm thấy có đạo lý đành phải dừng lại cái ý nghĩ không thiết thực đó. Đảo quốc năm đó có ba vị tiên nhân, thực lực cường đại cỡ nào? Cuối cùng vẫn bị Mỹ quốc tiêu diệt mất hai người. Huống chi, lúc đó chỉ là Mỹ quốc của 70 năm về trước mỹ quốc bây giờ khẳng định đã có được vũ khí cường đại hơn nhiều cho dù thực lực của dịp trần có cường đại tới đâu đi nữa chỉ sợ cũng khó mà rung chuyển được mỹ quốc con quái vật khổng lồ này mọi người đang suy nghĩ thì chợt nghe được giọng tức giận của vũ hạt đại tiên truyền tới từ chiến trường phía trước dịp cuồng tiên đây là người bức ta phải sử dụng cấm thuật giọng nói rơi xuống năm người lập tức nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rung động thiến chiếu đại thần vĩ đại xin ngài mở to mắt nhìn con dân của ngài gặp nạn một chút đi. Theo vũ hạt đại tiên cao giọng ngâm sướng một lúc, trong khu phế tích thiên chiếu thần cung vậy mà rung chuyển dữ dội. Chỉ chốc lát sau, một cái bóng mờ to lớn cao ngạo dài tới mấy chục mét từ trong khu phế tích chậm rãi dâng lên. Chỉ thấy, cái bóng dáng to lớn này là có dáng vẻ của một nữ nhân xinh đẹp người mặc áo bào màu vàng có áo choàng dài, toàn thân ánh sáng vàng kim sáng chói, hơn nữa lộ ra một cổ uy nghiêm khó mà hình dung, để cho người ta nhìn không được mà muốn quỳ bái mà quy điền tam lang và một nhóm người của đảo quốc nhìn thấy cái bóng mờ trước mắt này thì mọi người ngay lập tức kích động tới nói năng lộn xộn thi nhau té quỵ trên đất bắt đầu bái lạy thiên chiếu đại ngự thần hiển linh chúng ta được cứu rồi phải biết thiên chiếu đại thần thế nhưng là vị thần tối cao trong thần thoại của đảo quốc bây giờ rõ ràng hiển lộ chân thân điều này làm sao không khiến bọn họ kích động cho được cảm giác giống như là đang mơ sau khi vũ hạt đại tiên triệu hội ra cái bóng mờ to lớn này thì khí tức đã suy yếu vô cùng nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ điên cuồng bóng mờ to lớn kia dường như không có ý thức chỉ có bản năng chiến đấu nắm lấy thảo trị kiếm trực tiếp vung ra một kích bá tuyệt thiên hạ hướng dịp trần hung hăng chém xuống vào lúc này tất cả mọi người cực kỳ chấn động âm âm một kiếm này chém xuống giống như nghiền nát toàn bộ không trung xung quanh vậy mà tạo thành một cái lỗ đen thật lớn mà Diệp Trần ở phía dưới thì trong nháy mắt bị hắc động kia nuốt mất. Xong. Đây là vật gì? Làm sao lại mạnh như vậy? Diệp Thiếu Tướng lần này sợ là không ngăn được. Năm người Âu Dương Hàng thấy thế thì lập tức thi nhau thay đổi sắc mặt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, vũ hạt đại tiên này lại còn có con ác chủ bài cường đại như thế. Mà vẻ mặt của đám người quy điền tam lan thì mặt mũi của tất cả đều đang tràn đầy sự vui mừng, thi nhau hô tô, thiên chiếu đại thần vạn tuế âm âm. Đợi hết thảy đều kết thúc thì tại chỗ xuất hiện một cái hố lớn rất sâu, đã không nhìn thấy tung tích của Diệp Trần đâu nữa, mà cái đạo bóng mờ của thiên chiếu đại thần kia cũng từ từ tiêu tán. Còn về vũ hạt đại tiên vừa đưa hết toàn lực vào để sử xuất ra cấm thuật thì cả người biến thành suy yếu vô cùng, nguyên thần dường như lúc nào cũng có khả năng phá diệt. Ha ha ha! Vũ Hạc Đại Tiên thấy một chiêu giải quyết Diệp Trần, cũng không thể không cười lên ha hả, Diệp Cuồng Tiên A à, Diệp Cuồng Tiên. Có thể để cho lão phu phải trả một cái giá lớn suýt chút nữa thì hồn phi phách tán, người chết cũng coi như có ý nghĩa a. À. Vừa mới thi triển ra môn cấm thuật này, nguyên thần của vũ hạt đại tiên suýt chút nữa thì vỡ vụn. Xem ra chỉ có nhanh chóng tìm một bộ thể xác mới để đoạt xá sau đó lại tu luyện từ đầu. Vừa nghĩ tới đây, vũ hạt đại tiên quay đầu nhìn về phía nhóm người quy điện tam lang ở sau lưng, ánh mắt lập tức nhìn chầm chầm vào trên người tuyết cơ, đáng tiếc nhục thân của tiểu tử kia đã không có ở đây, bằng không đó là mục tiêu tốt nhất để đoạt xá. Vì kế trước mắt, thân thể của Giang Khẩu ảnh tử đã không thể dùng, chỉ có thể dùng thân thể của bé con này trước tiên chống đỡ một đoạn thời gian. Sau khi thấp giọng một mình một lúc, Vũ Hạc đại tiên trực tiếp hướng tiểu đồ đệ của mình vẫy tay một cái, "Tuyết Cơ, ngươi qua đây." Tuyết Cơ nghe được Vũ Hạc đại tiên cho gọi, tuy trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên mệnh lệnh của sư phụ là không thể vi phạm, vẫn là tung người nhảy lên vượt qua khu phế tích kia, ngoan ngoãn đi tới trước mặt vũ hạt đại tiên, sư, sư phụ. Tuyết cơ nhìn qua ông lão như là hình chiếu ba dê ở trước mặt này, trái tim đập bang bang như muốn nhảy ra ngoài, sau đó lại nhìn về phía gian khẩu anh tử vẫn còn đang đứng ngẩn ngơ ở nơi xa đó, trong lòng càng lúc càng hoang mang sợ hãi. Vũ hạt đại tiên nhìn thấy vẻ mặt của tuyết cơ vào trong mắt, biết cô ta cũng đã đoán ra được một chút gì đó, thế là hai mắt khẽ híp lại một cái, ông nhu nói. Tuyết cơ, ngươi từ lúc còn nhỏ là một đứa trẻ mồ côi, là do sự phụ nuôi dưỡng ngươi 20 năm, nói một cách khác, tính mạng của ngươi đều là do sư phụ trao cho ngươi. Bây giờ cũng đã đến lúc ngươi nên báo đáp lại sư phụ. Tuyết cơ nghe được điều này thì toàn thân lập tức trung lên, loáng thoáng cũng đoán được dụng ý của Vũ Hạc Đại Tiên, tuy nhiên nhớ lại 20 năm qua chính mình đã nhận được ân của sư phụ, cũng chỉ đành bất chấp khó khăn, không người nói. Không biết cần ta làm cái gì? mời sư phụ dặn dò rất tốt vũ hạc đại tiên nghe được điều này trên mặt hiện ra vẻ mặt hài lòng trạng thái nguyên thần của sư phụ bây giờ đã không thể duy trì được quá lâu cần một bộ nhục thân tới để gánh chịu nguyên thần ngươi có bằng lòng đưa nhục thân của ngươi cho sư phụ sử dụng không vốn là nếu như ở trường hợp bình thường vũ hạc đại tiên đương nhiên sẽ không nói nhảm nhiều như vậy trực tiếp để cho nguyên thần phụ thể là có thể chiếm cứ được cái thể xác này của tuyết cơ thế nhưng ở trước mắt nguyên thần của hắn đang bị thương nặng nếu như cưỡng ép cướp đoạt thể xác hay còn gọi là nhục thân mà nói thì có khi còn không có cách nào khống chế được đối phương ngược lại có khả năng sẽ bị thần thức của đối phương bài xích tạo thành thương thế lớn hơn dứt khoát còn không bằng trực tiếp nói cho tuyết cơ để cho cô ta phối hợp với mình đoạt xá như vậy thì nguy hiểm tự nhiên cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều tuyết cơ nghe được điều này gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch một hồi thân thể mềm mại lung lay sắp đổ không thể không nhìn gian khẩu anh tử một cái rồi nhìn không được nói. Sư phụ, anh tử sư tỷ không phải đã bị ngài đoạt xá được sao? Ngài làm sao? Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này, không thể không nhướng mày, trên mặt hiện ra vẻ không vui, liếc qua gian khẩu anh tử, thản nhiên nói. Ở một cái thể xác không thể tiến hành đoạt xá lần thứ hai. Hơn nữa thể xác này của anh tử, sư phụ còn chưa có hoàn toàn đồng hóa. Nói đến đây, Vũ Hạc Đại Tiên dừng lại một chút, sau đó cảm thấy cay đắng thầm nghĩ. Tuyết Cơ, sư phụ biết ngươi đang lo lắng, ngươi yên tâm đi. Sư phụ cam đoan, trước mắt chỉ tạm thời mượn dùng thân thể của ngươi một đoạn thời gian, chờ tìm được thân thể thích hợp, ta sẽ lập tức đi ra khỏi thân thể của ngươi. Đến lúc đó, sư phụ chẳng những trả lại thân thể cho ngươi, còn sẽ làm thức tỉnh anh tử để cho hai tỷ muội các ngươi đoàn tụ với nhau. Ngươi xem như vậy được không? lời nói này của vũ hạc đại tiên rất có sức hấp dẫn sau khi tuyết cơ nghe xong quả nhiên rất động tâm không thể không nhìn vào gian khẩu anh tử còn đang đứng ngẩn ra ở nơi đó anh tử sư tỷ thật sự còn có thể sống lại hay sao vũ hạc đại tiên lập tức nói ngay đương nhiên có thể sư phụ đã lúc nào lừa ngươi chưa vũ hạc đại tiên ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh thật sự là ngây thơ a à? Các ngươi chẳng qua chỉ là vật chứa mà lão phu nuôi dưỡng mà thôi, còn vọng tưởng đào thoát khỏi sự khống chế của lão phu sao? Được. Toàn bộ ta đều nghe theo lão sư. Tuyết cơ không nghi giờ gì nữa lập tức gật đầu đáp ứng. Rất tốt. Vũ Hạc Đại Tiên lập tức lộ ra nụ cười mỉm, trực tiếp mở miệng nói. Bây giờ ngươi buông lỏng toàn thân, không được phản kháng lại, để nguyên thần của sư phụ tiến vào trong thức hải của ngươi. Rõ. Tuyết cơ lên tiếng, Lập tức buông lòng tâm thần, chuẩn bị tiếp nhận nguyên thần của Vũ Hạc Đại Tiên Tuy nhiên, đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đầy chế giễu đột nhiên vang lên Vũ Hạc Lão Nhi Ngươi thật đúng là vô liêm sĩ A Thậm chí ngay cả đồ đệ của mình cũng không buông tha Bành Cùng lúc với giọng nói kia rơi xuống Ở trong đống phế tích của cái hố sâu to lớn kia đột nhiên nổ tung lên Sau đó, một bóng người màu vàng ống từ trong hố sâu to lớn kia chui ra phóng lên tận trời không phải dịp trần thì còn là ai cái gì nhìn thấy dịp trần thế mà bình yên vô sự tất cả mọi người lập tức đều trận mắt khá hốc mồm đám người quy điện tam lang trước đó còn đang reo hò chúc mừng trong nháy mắt sắc mặt của toàn bộ đều không còn một chút máu mà mấy người âu dương hàng ở trên ngọn núi phía xa thì tinh thần của tất cả đều trở nên phấn chấn thi nhau hoan hô lên ta đã nói rồi dịp thiếu tướng sẽ không thể chết dễ dàng như thế quá lợi hại Diệp Thiếu Tướng Uy Vũ Một kích bá tuyệt thiên hạ trước đó, mọi người đều cho rằng Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới hắn vậy mà đỡ được. Không, đây không có khả năng. Vũ Hạc Đại Tiên lập tức nhìn không được hét lớn một tiếng, Lão Phu đã hao hết lực lượng nguyên thần mới triệu hồi ra một kích của Thiên Chiếu Đại Thần, cho dù là cảnh giới nguyên anh cũng chưa chắc có thể chống đỡ được một kích này, ngươi làm sao có thể. Không đợi Vũ Hạc Đại Tiên nói xong, Diệp Trần giơ bác chỉ kính trong tay lên, vẻ mặt đùa cợt nói: "May mà nhờ có bảo bối này của ngươi, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa a." À. Hóa ra, ở thời khắc sống còn, Diệp Trần đã lấy kiện thánh khí phòng ngự bác chỉ kính này ra, lại thêm bản thân Diệp Trần còn có lưu ly kim thân, cho nên mới có thể sống sót trước một kích cực kỳ cường hãn vừa rồi đánh trúng. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này, lập tức tức giận đến suýt chút nữa thì phun máu, sau đó quay người định chạy trốn đáng tiếc lấy tình trạng bây giờ của hắn thì làm sao có thể trốn được dịp trần tiện tay vung ra một cái ngay lập tức nắm được nguyên thần của vũ hạc đại tiên vào trong tay tiền bối tha mạng a à? tuyệt đối không nên hủy nguyên thần của ta đi a à? tổ tiên của ta thật ra thì cũng là người hoa hạ tên hoa hạ của ta gọi là từ quy nhiên lúc này vũ hạc đại tiên đã không còn phách lối như trước đó nữa đã bắt đầu liều mạng cầu xin đã hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm của mình thậm chí ngay cả võ sĩ bình thường của đảo quốc cũng không bằng vì mạng sống vậy mà nói mình là người hoa chỉ cần tiền bối không giết ta ta nguyện ý dân lên phần bản đồ của ta cho ngài còn có đồ nhi này của ta cũng nguyện ý dân hiến cho tiền bối cô ta thế nhưng là thánh linh chi thể là lô đỉnh tu luyện tốt nhất cái gọi là lô đỉnh tu luyện chính là dùng phương thức thải âm bổ dương cưỡng ép cướp đoạt chân nguyên của nhà gái để đạt tới mục đích tẩm bổ của mình ở trong tu chân giới thuộc về tà thuật làm người khác khinh thường. Vũ Hạc Đại Tiên nếu không phải bởi vì lúc trước đoạt xá thân thể của một cô gái, đoán chừng sớm đã biến tuyết cơ này thành lô đỉnh tu luyện của chính mình nhằm đề thăng tu vi của mình. Mà tuyết cơ nghe được lời này của Vũ Hạc Đại Tiên thì lập tức vừa tức giận vừa kinh ngạc, thân thể mềm mại không nhìn được mà rung động một trận. Thẳng đến lúc này, cô ta mới hoàn toàn hiểu được nguyên lai mình chẳng qua chỉ là một quân cờ mà vũ hạc đại tiên nuôi dưỡng dự trữ mà thôi trước đó muốn đoạt xá thể xác của mình bây giờ lại muốn hiến mình cho người khác để bảo vệ tính mạng hèn hạ vô sĩ sau khi tuyết cơ thấy rõ ràng bộ mặt thật của sư phụ mình nhìn không được giận dữ mắng mỏ một tiếng đáng tiếc vũ hạc đại tiên căn bản là không để ý lắm tiếp tục hướng diệp trần để cầu xin ta còn biết rất nhiều bí mật liên quan tới bồng lai tiên đảo chỉ cần tiền bối đừng diệt nguyên thần của ta đi ta nguyện ý nói ra toàn bộ những bí mật này cho tiền bối dịp trần nghe được điều này thì lông mày không thể không hơi nhíu lại không thể không nói câu nói này của vũ hạc đại tiên thật sự đã làm hắn động tâm hắn đối với tình hình của bồng lai tiên đảo hoàn toàn không biết gì cả mà vũ hạc đại tiên này hiển nhiên biết được một chút giữ lại nguyên thần của hắn sau đó từ từ khảo vấn cũng là một cái lựa chọn tốt được tạm thời ta giữ lại ngươi trước hết nói cho ta biết phần bản đồ kia ở đâu. Vũ Hạc Đại Tiên nghe được điều này thì vô cùng vui mừng ngay lập tức vội vàng nói. Bẩm tiền bối, ta vì phòng ngừa khoa lạc phu quân đoàn thiên lang của Tô Quốc tới đoạt cho nên đặc biệt sắp xếp nó ở một vị trí hết sức an toàn. Chỉ cần tiền bối đáp ứng tìm một bộ nhục thân để cho ta khởi tử hồi sinh, ta sẽ nói cho tiền bối biết phần bản đó ở chỗ nào. Diệp Trần cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách bàn điều kiện với ta sao? Không nói đúng không, vậy ta phải để cho ngươi nếm thử tư vị bị vạn quỷ phệ hồn nó là như thế nào. Nói xong, tay trái của Diệp Trần vừa lật, đã lấy khay ngọc phệ hồn từ trong càng không trạc ra ngoài, sau đó ném nguyên thần của vũ hạt đại tiên vào bên trong. a à. sau một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nguyên thần của vũ hạt đại tiên đã bị Diệp Trần phong ấn vào bên trong khay ngọc phệ hồn. Sau đó thuận tiện ném khay ngọc phệ hồn vào trong càng không trạc, Diệp Trần lại nhìn về phía tuyết cơ ở bên cạnh. Tuy rằng Vũ Hạc Đại Tiên nói không sai, lấy thánh linh chi thể làm lô đỉnh tu luyện hoàn toàn chính xác có thể để cho tu vi tăng tiến lên với tốc độ rất nhanh. Tuy nhiên Diệp Trần cũng không có nhỏ nhen dùng loại tà thuật này. Ta niệm tình ngươi cũng là người đáng thương, không làm khó dễ ngươi, ngươi đi đi. Quảng xuống câu nói này, Diệp Trần định muốn quay người rời khỏi. Không nghĩ tới, tuyết cơ ngược lại lại đuổi theo, tiền bối. Xin chờ một chút ta có một chuyện muốn nhờ. Diệp Trần lập tức vui vẻ, tuy nhiên vẻ mặt lại tỏ ra lạnh lùng, ta thấy ngươi đáng thương cho nên mới không giết ngươi, ngươi vậy mà còn dám được voi đòi tiên sao? Phu phu. Tuyết cơ ngay lập tức quỳ xuống đất, tuyết cơ không dám mạo phạm tiền bối. Tuyết cơ chỉ muốn cả gan hỏi tiền bối một vấn đề. Diệp Trần nhìn qua cô gái tuyệt sắc đang quỳ gối ở trước mặt mình này cũng không đành lòng hạ sát thủ, vấn đề gì? Nói. Tuyết cơ mừng rỡ, vội vàng chỉ vào gian khẩu anh tử vẫn còn đang ngẩn người đứng ở nơi đó, nói Ta muốn hỏi tiền bối, sư tỷ à không chỉ của ta, còn có thể cứu được không? Nói đến đây, trên gương mặt xinh đẹp của tuyết cơ hiện ra vẻ vô cùng mong chờ. Diệp Trần dùng thận niệm quét qua trên người gian khẩu anh tử, sau đó thản nhiên nói Thần trí của cô ta còn chưa bị đồng hóa hoàn toàn, chỉ là bị phong ấn, chỉ cần xóa phong ấn này đi là có thể đoạt lại nhục thân của mình một lần nữa. Sau khi thuận miệng nói ra tình huống này, Diệp Trần quay người muốn đi. Không nghĩ tới, Tuyết Cơ nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức ở trên mặt đất dập đầu như giả tỏi, khẩn cầu tiền bối ra tay cứu chị của ta một mạng. Chỉ cần tiền bối chịu cứu sống chị của ta, Tuyết Cơ nguyện ý làm nô tỳ, làm trâu làm ngựa để báo đá ân đức của tiền bối. Vang cầu tiền bối A. À. Tuyết Cơ vừa nói vừa dập đầu, thậm chí cả mặt đất đều bị tráng của cô ta nện xuống ầm ầm rung động, cái trán vốn trắng nõn như tuyết, cũng đã đập tới máu chảy ra, nhìn qua rất thê thảm. Diệp Trần lập tức trao mày, bắt đầu âm thầm suy nghĩ, tuyết cơ này cũng coi như là một người trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa thiên phú tu luyện cũng không yếu, còn có gian khẩu anh tử kia cũng có được thiên phú cực cao, nếu như thu hai người này nhập vào thế lực của mình thì cũng không phải là chuyện gì xấu. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần nhẹ gật đầu, được rồi. Ta đáp ứng ngươi. Mang theo chị của ngươi đi theo ta đi. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, tuyết cơ được hắn dùng chân nguyên trực tiếp đỡ lên. Tuyết cơ nghe được Diệp Trần đồng ý thì ngay lập tức vô cùng vui mừng, đa tạ tiền, đa tạ chủ nhân. Ừm. Diệp Trần thuận miệng lên tiếng, quay người đi về phía khu phế tích, mà tuyết cơ cũng vội vàng ông lấy gian khẩu anh tuyết nhìn như người thực vật sau đó bước nhanh đi theo. Về phần đám người quy điện tam lan nhìn thấy tình huống không ổn sớm đã trốn thoát ra ngoài hơn 10 dặm, ở một trụ sở của lực lượng cảnh sát đặc công, quân đội của lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai sau bây giờ còn chưa có tới. bọn họ làm ăn kiểu gì vậy? Quy Điền Tam Lan lao thẳng tới trước mặt thuộc hạ của mình trống giận. hắn vốn cho là Vũ Hạc Đại Tiên ra mặt nhất định có thể giải quyết Tiểu Tử Hoa Hạ này, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí ngay cả Vũ Hạc Đại Tiên cũng bị đối phương tiêu diệt. Bây giờ hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở quân đội. Đáng tiếc đội quân được điều động lại chậm chạp cho tới bây giờ, đội quân tiên phong cũng còn chưa có chạy tới. Giọng nói của Quy Điện Tam Lan vừa mới rơi xuống, bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên, Thủ tướng Đại Nhân vì đối phó dịp cùng tiên ta thật đúng là nhọc lòng a. À. Giọng nói vừa rơi xuống, một đạo thân ảnh quỷ dị xuất hiện ở bên trong trụ sở, hóa ra chính là Diệp Trần. Ngươi ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Mặc dù Quy Điện Tam Lan thân là thủ lĩnh của một nước, nhưng vào lúc này cũng không có cách nào bình tĩnh lại lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán nhìn không được liên tục lùi lại mà mấy người cầm lái của tứ đại tập đoàn gia chủ của tam đại thế gia võ đạo và nguyên điền khang sinh liễu sinh chính bình đồng dạng cũng hiện ra vẻ mặt trắng bệch dịp cuồng tiên ngươi cần phải biết mưu sát nguyên thủ của một nước ngươi là muốn cho đảo quốc và hoa hạ quốc khai chiến sao quy điền tam lang không hổ là thủ tướng của một nước sau khi sợ hãi đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Diệp Trần nghe được điều này cũng không thể không nhíu mày lại, hoàn toàn chính xác, nếu như hôm nay hắn một lần hành động chém giết hết những người này, tất nhiên có thể làm cho đảo quốc trở nên đại loạn, nhưng đồng thời cũng khơi mào chiến tranh. Một khi đảo quốc và Hoa Hạ quốc xảy ra chiến tranh thì Mỹ quốc, Tổ quốc các quốc gia xung quanh khẳng định cũng sẽ dây dưa vào, đến lúc đó chỉ sợ sẽ xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba cũng nên. Tuy Diệp Trần không phải loại người lương thiện gì, nhưng cũng không hy vọng loại tình huống này xảy ra. Hơn nữa ngay cả khi cho dù hắn giết chết quy Điền tam lan này thì chẳng mấy nhóc mà đảo quốc sẽ bầu ra một thủ tướng mới, thật ra thì giết đi cũng không có ý nghĩa gì quá lớn, chẳng bằng giữ lại tính mạng của người này. Người này đã bị mình dọa cho sợ vỡ mật, nghĩ sau này hắn cũng không dám tùy ý khiêu khích chính mình, khiếu khích hoa hạ quốc. Vừa nghĩ tới đây, khóe miệng dịp trần hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười lạnh nói, muốn ta không giết các ngươi cũng được, nhưng phải đáp ứng ba điều kiện của ta thì ta mới tha cho các ngươi một mạng. Hô! Nghe được lời này của Diệp Trần, mọi người nhất thời thi nhau âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Quy Điền Tam Lan cũng đã khôi phục được mấy phần bình tĩnh của ngày xưa, tuy nhiên vẫn không dám buông lỏng, trầm giọng nói. Diệp tướng quân mời nói. Chúng ta nguyện ý rửa tai lắng nghe. Quy Điền Tam Lan cố ý xưng hô chức tước Diệp Trần trong quân đội, thật ra thì cũng đang nhắc nhở hắn, hãy nhớ kỹ thân phận của mình. Chỉ cần Diệp Trần còn hơi cố kỵ đại cuộc một chút thì sẽ không giết chết nguyên thủ của một nước dễ dàng như vậy, khơi màu chiến tranh giữa hai nước. Diệp Trần thản nhiên nói. Điều kiện thứ nhất, lúc đầu ta bị tổ chức sam khẩu treo thưởng ở thế giới ngầm trên toàn cầu là 10 tỷ đô la Mỹ, nếu như các ngươi muốn mạng sống mỗi người nhất định phải xuất ra 10 tỷ đô la Mỹ. Mọi người nghe được điều này thì vẻ mặt tất cả đều hơi đổi một người 10 tỷ. Bọn họ ở đây có khoảng hơn 20 người, vậy chẳng phải là phải lấy ra hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Cho dù là người cầm lái của bốn tập đoàn, tất cả cũng phải cảm thấy đau lòng một trận. Được. Điều kiện thứ nhất ta thay mọi người đáp ứng ngươi. Quy điện Tam Lan trực tiếp mở miệng đồng ý. Hơn 200 tỷ đô la Mỹ, tuy rằng không phải là một con số nhỏ, nhưng dùng để mua tính mạng của những người như bọn họ cũng xem như là rất có lời. Điều kiện thứ hai Diệp Trần sớm biết bọn họ khẳng định sẽ đáp ứng Trực tiếp đưa ra điều kiện thứ hai Năm đó đảo quốc các ngươi xâm lấn hoa hạ Hình như cho tới bây giờ cũng còn chưa có nói lời xin lỗi đi Ta muốn ngươi Nói đến đây Diệp Trần chỉ vào quy điện tam lan Khóe miệng hiện ra nụ cười tinh quái Từ từ mở miệng nói Lấy thân phận thủ tướng của đảo quốc Công khai hướng hoa hạ quốc nói lời xin lỗi Cái gì? Nghe được điều kiện thứ hai này của Diệp Trần, tất cả mọi người ngay lập tức đều thi nhau biến sắc mới nghe cái điều kiện thứ hai này dường như dễ làm hơn so với điều kiện thứ nhất rất nhiều thế nhưng vậy cũng phải xem ai là người đứng ra làm nếu như là người bình thường tự nhiên không sao cả thế nhưng nếu để Quy Điền Tâm Lan tới làm loại chuyện này vậy ý nghĩa hoàn toàn không giống nhau bởi vì hành động của hắn sẽ đại biểu cho cả một quốc gia và toàn bộ chính phủ đảo quốc Quy Điền Tam Lan cũng thay đổi sắc mặt sau khi trải qua do dự một lúc bỗng nhiên cười theo nhỏ giọng cẩn thận nói diệp tướng quân thật ra thì sớm tại vài thập niên trước lúc đảo quốc và hoa hạ thiết lập quan hệ ngoại giao thủ tướng trước của nước ta đã hướng quý quốc nói ra lời xin lỗi rồi a à. ô thật sao diệp trần nghe được điều này lông mày không thể không hơi nhíu lại ngay vào lúc quy điền tam lan tưởng diệp trần sẽ bỏ qua việc này nhưng câu nói sau của diệp trần ngay lập tức khiến cho tâm tư của quy điền tam lan trong nháy mắt chìm vào đáy nồi nếu là như vậy, vậy làm lại lần nữa đi a, à? có mất đi đâu a? À? dù sao lấy tội ác của các ngươi năm đó, coi như xin lỗi một ngàn lần cũng không quá đáng chút nào. cái này, cái này. sắc mặt Quy Điền Tam Lan khó coi đến nỗi giống như kiểu ăn phải rùi a. À? Diệp Trần nhìn thấy Quy Điền Tam Lan chần chừ, vẻ mặt đột nhiên phát lạnh, sát khí trên người phóng ra. làm sao? ngươi dám không đáp ứng sao? Quy Điền Tam Lan lập tức bị dọa đến toàn thân rung nhu cày sấy, cuối cùng thì hắn cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, lấy đấu ra sức để mà chống lại sát khí cường đại như thế, vì mạng sống, sau khi cắn răng một cái thì gật đầu đáp ứng, được, ta đáp ứng nói lời xin lỗi là được rồi. Lúc này Diệp Trần mới thu hồi sát khí, thản nhiên nói. Nếu như ngươi dám can đảm đổi ý, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong lời này, Diệp Trần không còn để ý tới quy điện Tam Lan sớm đã toàn thân run rẩy, tiếp tục nói. Còn về điều kiện thứ ba. Nói thật, Diệp Trần mở miệng đưa ra ba cái điều kiện này, chỉ là tạm thời nảy ra ý nghĩ, hai điều kiện trước đã nói xong, điều kiện thứ ba này trong lúc nhất thời vẫn còn không có nghĩ ra. Trái tim yếu ớt của đám người quy điện Tam Lan lập tức bị nâng lên tới cổ họng, sợ ác ma này lại nói ra điều kiện quá phận gì đó. Diệp Trần hơi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên tâm niệm vừa động, chậm rãi nói. Điều kiện thứ ba này, ta muốn đảo quốc các ngươi trong vòng ba ngày nhất định phải rút khỏi đảo Thùy Điếu. Chỉ cần các ngươi rút quân thì ta sẽ rời khỏi đảo quốc. Mọi người nghe được điều này, rõ ràng đều thở vào nhẹ nhõm, duy chỉ có vẻ mặt của Quy Điền Tam Lan hiện ra vẻ khó khăn, ai? Dịp tướng quân, ngài đây thật sự là làm khó cho ta rồi. Thật sự không dám dối gạt ngài a tất cả các hành động quân sự của đảo quốc chúng ta đối ngoại thật ra thì đều bị Mỹ quốc quản chế. Cho dù là trên quyết sách về chính trị cũng không phải chính chúng ta có thể làm chủ được. Diệp Trần cười lạnh, đây là chuyện giữa Mỹ quốc và các ngươi, ta không cần biết. Dù sao hôm nay ta nói ra ba cái điều kiện ở đây, hoàn thành ba cái điều kiện mà ta nói ra, ta sẽ lập tức rời khỏi đảo quốc, nếu như không làm được, hắc hắc. Nói đến đây, Diệp Trần trực tiếp vẫy tay một trảo, Liễu sinh chính bình vẫn luôn trốn ở trong góc, trong nháy mắt bị Diệp Trần hút kéo tới trước mặt. Ngay sau đó Diệp Trần tiện tay vỗ một cái. Âm. Liễu sinh chính bình trong nháy mắt bị một chưởng của Diệp Trần đập thành thịt vụn, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười tà ác, từ từ nhìn mọi người ở xung quanh, lạnh lùng nói. Trong vòng ba ngày, nếu không làm được ba điều kiện mà ta nói, người này chính là tấm gương của các ngươi. Nói xong lời này, Thân thể Diệp Trần nhoáng một cái Người đã như là Thuấn Di Đang ở trong nhà ngay lập tức biến mất không thấy đâu nữa Giống như từ trước cho tới bây giờ chưa từng tới Nhóm người quy điền tam lang im lặng một lúc lâu mới phản ứng lại là có chuyện gì xảy ra Nhìn qua một vũng máu trên đất kia Vẻ mặt của tất cả mọi người đều trắng bệch Lộ vẻ sầu thảm Sau khi rời khỏi trụ sở của lực lượng cảnh sát đặc công Diệp Trần cùng với tuyết cơ đang cổng theo gian khẩu anh tử nhẹ nhõm vượt qua phòng tuyến mà cảnh sát đặc công bày ra, trực tiếp theo hướng kinh đô mà chạy đi. Tuy nhiên, vừa mới chạy đi ra ngoài được hơn 10 dặm, lông mày dịp trần hơi nhíu, bỗng nhiên ngừng lại. Tuyết cơ ở bên cạnh cũng vội vàng đứng lại, chủ nhân, có chuyện gì sao? Dịp trần mỉm cười, có người quen đến rồi. Giọng nói rơi xuống không lâu, năm thân ảnh từ trên cây cối ở xung quanh nhảy ra. Hóa ra chính là năm người Âu Dương Hàn. Dịp thiếu tướng, chúng ta cuối cùng cũng tìm được ngài năm người bước nhanh đi tới trước mặt Diệp Trần, thi nhau một mực cung kính chào theo quân lễ tiêu chuẩn. Một trận chiến trước đó ở tổng bộ tổ chức sam khẩu với trận chiến ngày hôm nay, sau khi năm người chính mắt nhìn thấy thực lực của Diệp Trần, vào lúc này trong lòng đối với thiếu niên trước mắt này đã kính như kính thần linh. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, là lão dịch phái các ngươi tới sao? Năm người lập tức gật đầu nói phải. Lấy tư cách và sự từng trải của dịch Sơn Hà, cho dù là đại thủ trưởng cũng phải xưng hô một tiếng là dịch lão tướng quân phóng tầm mắt trong toàn bộ quân đội của hoa hạ chỉ sợ cũng chỉ có thiếu niên trước mắt này mới dám xưng hô như thế tuy nhiên năm người cũng không có cảm thấy có gì không ổn cả nhất là sau khi trải qua chuyến đi đảo quốc lần này địa vị của dịp trần ở trong lòng quân đội hoa hạ sợ rằng sẽ trực tiếp vượt qua dịp thiên ca trở thành chiến thần mới của hoa hạ dịp thiếu tướng ngài không có làm gì thủ tướng của đảo quốc chứ âu dương Hàng bỗng nhiên thận trọng mở miệng hỏi bốn người con lại thì tất cả đều hiện ra vẻ mặt khẩn trương chờ đợi câu trả lời từ phía diệp trần lấy sự hiểu biết của bọn họ về diệp trần thì dưới gầm trời này chỉ sợ không có chuyện gì mà hắn không dám làm nếu như thật sự bẻ cổ thiếu tướng của một nước vậy coi như dẫn tới rắc rối lớn a à, chỉ sợ đảo quốc và hoa hạ quốc bởi vậy mà sẽ phải khai chiến không có Diệp Trần đang muốn mở miệng nói chuyện này cho mấy người thì lúc này ở trên bầu trời phía xa xa bỗng nhiên truyền tới đợt tiếng máy bay nổ vang rền. Nhậm trường phong biến sắc, không tốt. Đây chính là đội quân tiên phong của lực lượng phòng vệ của đảo quốc. Nghe nói quy điện tam lan này vì đối phó với Diệp Thiếu Tướng mà trực tiếp điều động lực lượng phòng vệ thứ nhất và thứ hai, trọn vẹn điều động tới mấy vạn binh lực. Vân Lệ Cơ cũng nói theo. Diệp Thiếu Tướng, chúng ta hay là trước tiên tránh một chút đi. Diệp Trần nhẹ gật đầu, trở về lại nói. Lúc mọi người trở về Kinh Đô thì trời cũng đã tối. Trở lại khách sạn mà Diệp Trần dừng chân, Diệp Trần trực tiếp thuê thêm mấy gian phòng tổng thống, sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho tất cả mọi người. Năm người Âu Dương Hàng nhìn thấy Diệp Trần, chẳng những mang về hai cô gái vô cùng xinh đẹp, trong khách sạn vậy mà còn cất giấu một cô bé xinh đẹp, lập tức thi nhau hiện ra vẻ mặt kỳ quặc. thế nhưng Diệp Trần không có nói, bọn họ nào có dám hỏi nhiều a? À? Sau khi thu xếp tốt cho tất cả mọi người, Diệp Trần trở lại gian phòng của mình, nhanh chóng bố trí xung quanh một đạo cấm chế, sau đó, phốc. Diệp Trần vậy mà phun ra một ngụm máu tươi. Hóa ra, tuy rằng trước đó hắn dùng bát chỉ kính, mặc dù chặn lại được một kích của thiên chiếu đại thần, thế nhưng cuối cùng vẫn có chút quá miễn cưỡng, thể nội thực ra sớm đã bị thương không nhẹ. Chỉ có điều vẫn luôn được hắn đè nén nhẫn nhịn, bây giờ có được thời gian thả lỏng, thương thế trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát ra. May mà trước đó chiếm được bác chỉ kính bằng không một trận chiến ngày hôm nay, ai thắng ai thua thật đúng là chưa biết được. Diệp Trần ngồi xếp bằng trên mặt đất, sau khi hơi điều tức một lúc, nhìn không được cảm thán một hồi, Vũ Hạc Đại Tiên đã có được thực lực như thế rồi, vậy thực lực của đám tu tiên giả trong bồng lai tiên đảo kia chỉ sợ còn mạnh hơn rất nhiều. Trải qua một trận chiến này với Vũ Hạc, cũng đã làm cho Diệp Trần ý thức được, truyền thừa tu tiên ở trái đất vẫn còn, hơn nữa hạng người có thực lực cường hãn cũng không thiếu, Diệp Trần hắn chỉ sợ cũng chưa chắc đã vô địch. Vốn định sau khi chiếm được phần bản đồ từ trong tay Vũ Hạc sẽ trực tiếp tiến về Tô Quốc tìm phần bản đồ thứ ba, nhưng hôm nay xem ra, việc này phải suy nghĩ kỹ hơn một chút mới được, ít nhất cũng phải dưỡng thương thế trong cơ thể cho tốt lên thì sau đó mới tính tiếp. Diệp Trần vừa âm thầm suy nghĩ vừa lấy một bình bội nguyên đang trong cạn không trạc ra ăn vào, sau đó thì bắt đầu vận công điều tức. Sáng sớm ngày thứ hai, trải qua một đêm điều tức, kinh mạch bị tổn hại trong cơ thể của Diệp Trần trên cơ bản đã được chữa trị, điều dưỡng một khoảng thời gian nữa thì tự nhiên có thể khôi phục. Thuận tay bỏ đi cấm chế ở xung quanh, Diệp Trần ra khỏi phòng, không nghĩ tới ở cửa lại bị một người chặn lại. Hóa ra chính là Tuyết Cơ. Chủ nhân. Tuyết Cơ nhìn thấy Diệp Trần xuất hiện, lúc này đang muốn quỳ xuống làm lễ thì lại được Diệp Trần trực tiếp dùng chân nguyên đỡ lên, thản nhiên nói, sau này không cần phải quỳ gì cả có chuyện gì nói thẳng đi tuyết cơ ấp úng nói chủ nhân ngài ngài đã đáp ứng ta sẽ cứu chị của ta à sau khi được chứng kiến sự cường đại của diệp trần tuyết cơ vốn là không dám lỗ mãn thế nhưng cô ta nóng lòng muốn cứu chị của mình sợ cứ như vậy thì gian khẩu anh tử sẽ phải thật sự chết mất cho nên đánh bạo chạy tới thúc giục diệp trần diệp trần nhướng mày trong lòng có chút khó chịu tuy nhiên nhìn thấy vẻ mặt cầu xin của tuyết cơ, cuối cùng vẫn nhìn được, thản nhiên nói. Đi ôm chị của ngươi tới phòng ta đi. Tuyết cơ đầu tiên là sững sờ, sau đó thì hết sức vui mừng. Chẳng mấy chốc, tuyết cơ đã ôm gian khẩu anh tử vào trong phòng của Diệp Trần, để nằm thẳng ở trên ghế salon. Không thể không nói, gian khẩu anh tử này chẳng những có vóc người cực đẹp, dáng người cũng tương đối nóng bỏng, hơn nữa bởi vì bị vũ hạt chiếm cứ thân thể hơn 10 năm, tu luyện tới cảnh giới kim đan, làn da toàn thân giống như một viên ngọc hoàng mỹ không chút tì vết nào. Khí chất của tu tiên giả lại thêm bản thân cô ta đã là một đại mỹ nữ, trong số các cô gái ở trên trái đất, tuyệt đối có thể được coi là một trong những mầm họa hàng đầu. Chỉ có điều, Diệp Trần nghĩ tới tấm thân thể này đã từng bị vũ hạt lão quái vật kia chiếm cứ, trong lòng cũng cảm thấy có chút quái quái. Hơi dùng thần niệm dò xét một phen, Diệp Trần không thể không cho mày, Tuy rằng Vũ Hạc còn chưa có hoàn toàn đồng hóa thần thức của gian khẩu anh tử thế nhưng chiếm cứ cũng đã không sai biệt lắm, bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn niệm, hơn nữa còn bị phong ấn. Tuy rằng lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần có thể dễ dàng phá giải đạo phong ấn này, thế nhưng muốn để cho cô ta khôi phục lại trạng thái tinh thần trước khi bị đoạt xá thì chỉ sợ không dễ dàng cho lắm. Tuyết cơ ở một bên, nhìn thấy Diệp Trần cho mày, trong lòng lập tức thấp thỏm một hồi, chủ nhân, chị của ta, chị ấy còn có thể cứu không? Diệp Trần liếc qua tuyết cơ, thản nhiên nói. Cứu thì đúng là có thể cứu được. Chỉ có điều có chút khó khăn. Tuyết cơ nghe được điều này, còn tưởng rằng Diệp Trần đang muốn bàn điều kiện, không thể không căng môi một cái, đỏ mặt, thấp giọng nói. Chỉ cần chủ nhân có thể cứu sống chị của ta, tuyết cơ nguyện ý nguyện ý hiến thân thể này của ta cho chủ nhân. Nói xong lời này, đầu vai mảnh mai của tuyết cơ khẽ rung lên, Dây đeo váy màu tím nhạt ở trên người lập tức từ trên đầu vai của cô chảy xuống dưới. Hơn nữa để cho Diệp Trần cảm thấy hơi ngoài ý muốn chính là bên trong của cô gái này thế mà không mặc nội y. Mắt thấy váy dài đã trượt xuống tới chỗ bờ eo thon nhỏ kia của cô ta, Diệp Trần không thể không lắc đầu, trực tiếp thuận tay vung lên, váy dài đang trượt xuống lập tức trở lại trên đôi vai mảnh mai của Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức kinh ngạc đang không biết đối phương đây là có ý gì thì Diệp Trần đã nói ra lời nói có giọng điệu bình thản bên trong đó lại lộ ra bá khí vang lên, nếu ngươi là nô tỳ của ta, vậy cả người ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta. Không có sự cho phép của chủ nhân, tuyệt đối không được tự ý đưa ra yêu sách của cá nhân mình hiểu chưa? Tuyết Cơ lập tức ngây ngẩn cả người, sau đó thì nhìn thấy hai con ngươi lãnh đạm của Diệp Trần đang nhìn lấy mình thì trong lòng lập tức giật mình, vội vàng quỳ cúi trên mặt đất, vân vân, chủ nhân ta sai rồi ta không nên tự theo ý mình. Hư. Diệp Trần hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu lạnh như băng nói. Lần này tạm thời tha cho ngươi, sau này còn dám tự cho mình là thông minh ta sẽ không dễ dãi như thế nữa đâu. Đứng lên đi. Lúc này tuyết cơ mới run rẩy đứng dậy, trong lòng hoảng sợ một trận đồng thời, đồng thời cũng cảm thấy rất là thất bại. Cô ta đối với dung mạo, dáng người của mình vẫn luôn rất tự phụ, vốn cho rằng chủ động cởi áo nới dây lưng thì đối phương khẳng định khó mà nhẫn nhịn thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới diệp trần chẳng những không nhúc nhích chút nào ngược lại còn hung hăng khiển trách cô ta một phen nhất là nhớ tới câu nói vừa rồi cả người ngươi đều hoàn toàn thuộc về ta tuyết cơ vậy mà không hiểu được vì sao phương tâm lại loạn chiến cô ta lại làm sao biết được rằng kiếm trước bản thân diệp trần là cuồng đế của tu chân giả cho dù là nữ từ hay người hầu tùy tiện lôi ra một người tư sắc đều không thể kém hơn tuyết cơ tu vi càng là mạnh hơn cô ta rất nhiều so sánh dưới cô ta đối với dịp trần bây giờ thì không có lực hấp dẫn gì chớp mắt một cái thời gian hơn nửa ngày đã trôi qua mấy người âu dương hàn vẫn đang chờ ở ngoài cửa không có dịp trần phân phó bọn họ tự nhiên không dám tùy tiện xông loạn ai các ngươi nói dịp thiếu tường cùng với hai cô gái người đảo quốc ở trong phòng làm cái gì đó không phải là làm cái chuyện đó đó chứ Hắc hắc. âm bất bình nhịn không được vẽ mặt hèn mọn nói nhậm trường phong cười ha ha một tiếng không phải là không có loại khả năng này tu vi của dịp thiếu tướng tuy rằng sâu không lường được nhưng nói cho cùng thì vẫn chỉ là một thiếu niên chưa tới 20 tuổi a à. độ tuổi này chính là lúc máu nóng a à. huống chi những cô gái đảo quốc ở trên phương diện kia từ trước tới nay đều cởi mở hơn nữa hai cô gái người đảo quốc này lại có dáng dấp đẹp như vậy nếu như chủ động câu dẫn dịp thiếu tướng chỉ sợ là cái nam nhân đều không cầm giữ được a. À. Lỗ bá thiên cũng đi theo tỏ vẻ hâm mộ nói. Vân lệ cơ thì nhịn không được lộ ra vẻ ghen tuông nói. Không nghĩ tới lão nương ta còn chưa có ra tay, nhưng lại bị hai cô gái người đảo quốc này đoạt trước mất rồi, sớm biết, hư hư. Nói đến đây, vân lệ cơ không thể không hết bộ ngực đầy đặn của chính mình lên, lập tức lắc loạn một hồi. Duy chỉ có Lâm Vũ y sửng sốt một lúc mới hiểu ra ý tứ của mọi người, không thể không chu cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của mình lên trong lòng cảm thấy rất khó chịu mà đúng lúc này âu dương hàn vẫn luôn ngồi ở trên một cái ghế salon đang vuốt vuốt điện thoại di động của mình rồi đột nhiên đứng dậy hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào màn hình lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc tin tức lớn tin tức quá lớn các ngươi mau tới đây xem quy điền tam Lan thủ tướng của đảo quốc hướng hoa hạ quốc chúng ta Công khai nói lời xin lỗi về những tội ác mà mấy chục năm trước đây gây ra khi đảo quốc xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta. Còn có còn có. Đồng thời hắn còn tuyên bố quân đội đảo quốc sẽ rút khỏi đảo Thùy Điếu vô điều kiện và cũng có ý định bồi thường cho Hoa Hạ chúng ta 200 tỷ đô la trong cuộc xâm chiếm Hoa Hạ chúng ta mấy chục năm trước. Âu Dương Hàn nói tin tức thật nhanh cho mọi người nghe một lần, kích động tới toàn thân đều run rẩy lên mà bốn người vân lệ cơ đầu tiên là sững sờ sau đó thi nhau lao tới trước mặt Âu Dương Hàn, tất cả đều có vẻ mặt nghi ngờ chất vấn. Chuyện này không có khả năng lắm đi. Từ trước tới nay chính phủ đảo quốc đều chết không thừa nhận, làm sao lại đột nhiên đổi giọng, công khai xin lỗi. Ta thấy đây chắc chắn là một cái âm mưu. Nhưng nếu như là âm mưu vậy thì mục đích của bọn họ là cái gì? Điều này thật sự là khó hiểu à nha. Sau khi bốn người đọc tin tức tiêu đề này một cách cẩn thận và cẩn thận, vững tin đây không phải là tin tức giả, lúc này mới bắt đầu tranh luận kịch liệt. Mà cùng lúc đó, vô luận là trong nước Hoa Hà Quốc hay là đảo quốc đều bởi vì cái tin tức nặng ký này mà khiến cho tất cả đều triệt để sôi trào. Quân đội Hoa Hạ, ngay trong ngày đầu tiên tổ chức hội nghị cấp cao thì trực tiếp dùng màn hình lớn chiếu tin tức này ra. Mặt mũi của đại thủ trưởng tràn đầy vẻ kích động, chỉ vào màn hình lớn nói, các vị, mọi người cảm thấy chuyện này là như thế nào? Vào thời điểm này đảo quốc đột nhiên lại hành động như này, họ đến cùng là đang âm mưu chuyện gì vậy? Đại thủ trưởng nói xong thì lập tức có người vỗ bàn đứng dậy, âm mưu. Đây chắc chắn là âm mưu chính trị mà đảo quốc và Mỹ quốc hợp mưu với nhau. Lời này vừa nói ra thì có rất nhiều người thi nhau thể hiện đồng tình, chuyện này ở hơn 70 năm trước cho tới bây giờ đảo quốc chưa từng ở trong trường hợp chính thức nào công khai nói xin lỗi những chuyện đã xảy ra trước kia thậm chí còn phủ nhận đối với tội ác năm đó không tiếc xuyên tạc lịch sử bây giờ làm sao lại nhận sai dễ dàng như thế đây không sai dựa theo tính tình chết vẫn không chịu thừa nhận của người đảo quốc trừ khi dùng vũ lực cường đại đánh bại hoàn toàn bọn họ bằng không chắc chắn sẽ không chủ động nói xin lỗi như vậy huống chi sau đảo quốc còn có mỹ quốc Quy Điền Tam Lan càng là dựa vào sự ủng hộ của Mỹ quốc mới có thể leo lên ngồi vào cái ghế thủ tướng thì làm sao có thể đột nhiên làm ra cái hành động này, trừ khi hắn bị hóa điên. Mọi người nghị luận âm ỉ, hiển nhiên tuyệt đại đa số đều có khuynh hướng coi đây là một âm mưu, gần như không có người nào tin tưởng, Quy Điền Tam Lan là thật tâm thực lòng hướng hoa hạ nói xin lỗi. Khụ khụ. Đại thủ trưởng ho khan nặng nề một tiếng, sau đó lại gõ gõ mặt bàn, mọi người đang nghị luận sôi nổi lúc này mới bình tĩnh lại. Dịch lão tướng quân, việc này ông thấy thế nào? Đại thủ trưởng ngược lại nhìn về phía dịch Sơn Hà ở một bên mở miệng hỏi. Ánh mắt của tất cả mọi người ngay lập tức đồng loạt chuyển dời về, về phía dịch Sơn Hà. Dịch Sơn Hà ho nhẹ một tiếng mới từ từ nói. Bất kể từ góc độ cá nhân hay là từ góc độ của một quốc gia hay là dưới tình hình quốc tế hiện tại, cử động lần này của quy điền Tam Lan quá mức khác thường. Tuyệt không giống tác phong làm việc của hắn thường ngày. Tuy nhiên, Dịch Sơn Hà nói tới chỗ này dừng lại một chút, đề tài câu chuyện bỗng nhiên xoay một cái lại nói tiếp. Quân đội xung quanh đảo Thùy Điếu hoàn toàn chính xác là rút sạch. Hơn nữa, Quy Điền Tam Lan công khai xin lỗi chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ nào là làm ra vẻ. Nếu như nói đây là âm mưu vậy, mục đích chân chính của bọn họ là gì? Chẳng lẽ các ông không cảm thấy cái giá mà hắn trả ra vô cùng khổng lồ sao? Phải biết, quy định Tam Lang làm như thế, đầu tiên chắc chắn sẽ khiến Mỹ quốc rất không vừa lòng, đồng thời những người ủng hộ hắn sẽ bởi vì vậy mà phỉ nhổ hắn. Không khách khí chút nào mà nói, con đường chính trị của hắn rất có thể vì chuyện này mà vẽ lên dấu chấm hỏi. Nghe xong Dịch Sơn Hà giải thích một phen, mọi người ngay lập tức rơi vào bên trong sự im lặng. Không thể không nói, Dịch Sơn Hà phân tích quá có đạo lý thế nhưng chính là bởi vì quá có đạo lý ngược lại để cho mọi người lại càng thêm không hiểu. dịch lão quy điền tam lang đã biết rõ làm như thế đối với hắn sẽ rất bất lợi vậy tại sao còn muốn làm như thế? có người không nhìn được mà mở miệng hỏi đôi mắt già nua của dịch sơn hà khẽ híp lại một cái rồi từ từ nói hỏi rất hay quy điền tam lang là một nhà chính khách thành thục không có khả năng làm mà không nghĩ tới hậu quả tuy nhiên hắn vẫn quyết định lựa chọn làm như vậy như vậy thì chỉ có một lý do thôi nói đến đây dịch sơn hà dựng lại một chút trong đôi mắt lộ ra một vệt ánh sáng nhỏ trầm giọng nói lý do chính là hắn không thể không làm như vậy bằng không hắn và toàn bộ đảo quốc sẽ đứng trước hậu quả nghiêm trọng hơn nói ngắn lại một chút cho dễ hiểu thì chắc là có người buộc hắn phải làm như thế dịch sơn hà vừa nói lời này ra khỏi miệng thì tất cả mọi người ngay lập tức bùng nổ Người nào mà có thể ép thủ tướng của một nước đi vào khuôn khổ vậy a? À? Lời này của Dịch lão tướng quân có chút giống như nói chuyện giật gân đi a. À? Quy Điền Tam Lang không phải là người dễ dàng chịu khuất phục như vậy. Nếu quả thật như lão tướng quân nói, vậy người đó là ai? Dịch Sơn Hà cười ha ha một tiếng, nếu như trên đời này thật có tồn tại người như vậy, vậy hắn chỉ có thể là người kia. Đôi mắt của đại thủ trưởng ngưng tụ lại, từ từ nói. dịp Cùng Tiên mọi người ngay lập tức hai mặt nhìn nhau hoảng sợ một trận một người thật chẳng lẽ mạnh đến mức để cho một quốc gia phải cúi đầu sao chuyện này quá khó để tin nổi a à? cho dù hắn đánh lui được lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc cho dù hắn đánh bại vũ hạt tiên nhân cũng không đủ làm cho cả một quốc gia vì đó mà cúi đầu a à? thế nhưng hình như ngoài cái lý do đó ra dường như cũng không còn lời nào để giải thích hợp lý hơn dịch lão ông lập tức đi xác minh chuyện này Đại thủ trưởng kích động đến toàn thân rung rẩy, hướng về phía Dịch Sơn Hà ở một bên ra lệnh. Thật ra thì ngay cả Dịch Trần kẻ đầu têu tạo ra cái tin tức lớn này cũng không nghĩ tới, quy điện Tam Lan rõ ràng quyết đoán như thế, ở ngày thứ hai đều đã làm được ba cái điều kiện mà hắn nói ra. Rất rõ ràng, đây phần nhiều là hắn hy vọng Dịch Trần có thể nhanh chóng rời khỏi đảo Quốc A. Tuy nhiên đám người Dịch Sơn Hà cũng không ngờ tới cử động lần này của Quy Điền Tam Lan là đã được Mỹ quốc ngầm đồng ý. Thậm chí ở nội bộ đảo quốc cũng gần như đạt thành nhất trí, đều hy vọng có thể mời cái tên ông thần Diệp Trần này tranh thủ thời gian nhanh chóng rời khỏi cảnh nội đảo quốc. Nếu như không đáp ứng điều kiện của hắn thì hắn tùy ý làm loạn một lần nữa thì đảo quốc chỉ sợ thật đúng là phải thiên hạ đại loạn. Căn cứ trú đóng của quân đội Mỹ quốc tại đảo quốc, ngài thượng tướng. Chẳng lẽ chúng ta cứ tùy tiện buông tha cho dịp cuồng tiên như vậy sao? Một tên người sĩ quan da trắng, vẻ mặt hắn không cam lòng mở miệng nói. Thượng tướng Mại Khắc Lạp Tư hít sâu một hơi nói. Đây là quyết nghị của quốc hội. Thực lực của dịp Cùng Tiên vượt xa khỏi dự đoán trước đó, muốn diệt trừ người này thì nhất định phải vạch ra kế hoạch một lần nữa, hơn nữa phải nhất kích tất sát, bằng không sẽ để lại hậu quả vô cùng to lớn. Người sĩ quan da trắng tỏ vẻ không phục nói chẳng lẽ chính đại chủ thần của mỹ quốc chúng ta cùng lúc xuất thủ phối hợp với vũ khí tiên tiến của siêu năng cục cũng không thể giết được người này sao thượng tướng mại khắc Lập tư khẽ thở dài nói ta đây cũng không rõ lắm tuy nhiên theo ta được biết bên siêu năng cục gần đây đang một mực nghiên cứu người anh cùng cha khác mẹ của dịp cuồng tiên kia hy vọng có thể thông qua việc nghiên cứu ghen của người này tìm ra được khuyết điểm của dịp cuồng tiên hơn nữa hình như đã lấy được một chút đột phá xem ra bên quốc hội hơn phân nửa là đang chờ kết quả bên siêu năng cục kia đi. Dù sao không phải rơi vào tình thế vạn bất đắc dĩ thì không thể sử dụng vũ khí hạt nhân một cách tùy tiện, nhất là không thể tùy tiện sử dụng trong Hoa Hạ Quốc. Bởi vì đối phương cũng là một nước lớn có vũ khí hạt nhân. Sâu bên trong một phòng thí nghiệm bí mật của siêu năng cục, Mỹ Quốc. Dịp tiên sinh. Ngươi cần phải biết tuy rằng gen của ngươi có tính bền dẻo so với người bình thường cao hơn mấy vạn lần, thế nhưng một hơi hấp thu một ngàn bình ghen thuốc nước tiến hóa rất có khả năng làm cho tế bào của ngươi căng nứt cho dù ngươi đã nắm giữ được pháp môn của người tu tiên thượng cổ đồng thời kết hợp hoàn mỹ giữa pháp môn tu tiên và kỹ thuật ghen hiện đại nhưng ngươi vẫn còn quá nôn nóng làm như vậy lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm mà mất mạng tiến sĩ tesla đứng ở trên đài thí nghiệm hướng về phía một tên thanh niên có dáng người cường tráng ở trong phòng thí nghiệm phía dưới vẻ mặt ngưng trọng nói nếu như dịp trần ở chỗ này thì khẳng định là có thể liếc mắt nhận ra thanh niên cường tráng trước mắt này hóa ra chính là dịp vô thương mất tích một cách bí ẩn khoảng thời gian ngắn mũi 3 tháng dịp vô thương chẳng những bị phế hai chân bây giờ đã hoàn toàn khôi phục cả người cũng trở nên cao lớn hơn rất nhiều đã cao hơn 2 mét hơn nữa cơ bắp toàn thân như kim công trên thân lộ ra khí tức khủng bố khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt hóa ra ba tháng vừa qua sau khi dịp vô thương được tiến sĩ tesla đưa tới siêu năng cục của mỹ quốc liền được hắn sử dụng như một thí nghiệm ghen mà kết quả cũng làm cho toàn bộ siêu năng cục phải chấn động theo thông qua thí nghiệm nghiên cứu đã phát hiện ra ghen của dịp vô thương có tính bền dẻo mạnh hơn người bình thường tới mấy vạn lần vô luận là thí nghiệm ghen có cường độ cao tới cỡ nào dùng ở trên người dịp vô thương đều không thể pháp hủy ghen của hắn được hơn nữa một thử so với một lần trước ghen càng mạnh hơn vậy mà còn đang tiến hóa thật nhanh. Lúc này mới chỉ ngắn ngủi ở trong thời gian 3 tháng, thực lực của Diệp Vô Thương so với trước đó đã cường đại gần trăm lần. Chẳng những học được toàn bộ kỹ năng của 12 vị chủ thần của Mỹ quốc hơn nữa còn tìm hiểu pháp môn tu luyện tu tiên cổ xưa mà tiến sĩ Tesla cho hắn. Diệp Vô Thương lúc này so với 3 tháng trước thì có thể nói là thay da đổi thịt thoát thai hoán cốt. Hôm nay, Diệp vô thương lại làm ra quyết định to gan, hắn muốn một hơi hấp thu một ngàn bình ghen thuốc nước tiến hóa. Một khi thành công thực lực của hắn một lần nữa sẽ tăng lên gấp 10, thậm chí mấy chục lần. Ngay cả tiến sĩ Tesla luôn được xưng là tên điên, cũng bị quyết định này của Diệp vô thương mà dọa sợ, cho nên muốn cực lực khuyên can hắn không làm như thế. Tiến sĩ Tesla, ta đã quyết định rồi. Thực lực của tiểu tử kia càng ngày càng mạnh, nếu như ta không làm thủ đoạn phi thường, vậy sẽ có sự chệnh lệch đối với hắn càng lúc càng lớn mà ta sẽ vĩnh viễn không báo thù được cho nên mời ngươi tôn trọng sự lựa chọn của ta đi đối mặt với sự khuyên can của tesla vẻ mặt của dịp vô thương tỏ ra kiên định nói vốn dịp vô thương cũng không muốn mạo hiểm thế nhưng khi nghe thấy tin tức dịp trần giết chết vũ hạt đại tiên của đảo quốc hắn lập tức đứng ngồi không yên dịp vô thương bỗng nhiên ý thức được cũng không phải chỉ có thực lực của hắn đang tăng nhanh như gió chính người em trai này của mình cũng vẫn đang liên tục tiến bộ từ lúc đánh bại tần đạp thiên đến giết chết bảy đại cao thủ thần cảnh lại đến bây giờ ngay cả cường giả vô địch trăm năm trước cũng bị dịp trần diệt đi tốc độ tiến bộ của đối phương vậy so với hắn chắc chắn cũng không chậm hơn nếu như hắn không đi nước cờ hiểm chỉ sợ đời này kiếp này đều báo thù trong vô vọng tesla thấy được thái độ cương quyết của dịp vô thương biết tên trước mắt này sớm đã không phải là tên vô dụng khúng núng đối với hắn lúc hắn vừa mới đưa về siêu năng cục bây giờ đã trở thành một cường giả cấp bậc thần cảnh tuy rằng hắn vì kiềm chế dịp vô thương nên có ý giữ lại thủ đoạn thế nhưng không phải vạn bất đắc dĩ vẫn là không thể tùy tiện trở mặt với người này vậy được rồi ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi cùng một lúc tiêm vào cơ thể ngươi một ngàn bình ghen thuốc nước tiến hóa nếu như ngươi không chịu nổi thì nhất định phải lập tức báo với ta vẻ mặt của tesla tỏ ra quan tâm nói dù sao dịp vô thương cũng là vật thí nghiệm hoàn mỹ nhất của hắn hắn cũng không muốn đối phương chết đi một cách dễ dàng như thế chẳng mấy chốc dịp vô thương ngồi vào trên đài thí nghiệm tay chân thân thể trong nháy mắt bị thiết bị được chế tạo từ hợp kim khóa lại tesla hít sâu một hơi trực tiếp nhấn cái nút màu đỏ ở trước người một cái bá 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 Toàn bộ xung quanh đài thí nghiệm trong nháy mắt xuất hiện từng chiếc từng chiếc lít nhà lít nhíp kim tiên, gần như bao phủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới của dịp vô thương, sau đó một ngàn chiếc kim tiên này cùng một lúc đâm xuống. a à, Theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, một ngàn bình ghen thuốc nước cùng một lúc được trót vào trong cơ thể của dịp vô thương. Toàn bộ thân thể của dịp vô thương trong nháy mắt phòng hơn hai lần, biến thành một quả cầu rất lớn, giống như lúc nào cũng có khả năng nổ tung. Ngay cả Tesla thấy cảnh này cũng không thể không lo lắng Hắn cũng quan tâm dịp vô thương sống hay chết Một vật thí nghiệm hoàn mỹ như vậy nếu chiếu chết đi như thế vậy thì thật là đáng tiếc A a a Tiếng kêu thảm thiết vẫn ở bên tai không dứt Thân thể của dịp vô thương cũng bắt đầu ngọ ngoại biến hóa không ngừng khi thì như viên cầu Khi thì dài nhỏ như rắn Khi thì lại có thành một đoàn Loại tình huống này kéo dài đến mấy giờ Cuối cùng Đóng Dịp vô thương đột nhiên phát ra một tiếng gầm rú như thể là mảnh thú thời thượng cổ. Bành, bành, bành. Khóa còng tay được chế tạo từ hợp kim chế cùng với bàn thí nghiệm có giá trị mấy chục đô la Mỹ trong nháy mặt sụp đổ toàn bộ. Không được. Tesla nhìn thấy tình huống không đúng, ngay lập tức nhanh chóng lùi xa. Bành. Toàn bộ phòng thí nghiệm trong nháy mắt sụp đổ. Lúc này, trong khách sạn. Diệp Trần đang thi pháp đánh thức gian khẩu anh tử thì bỗng nhiên ở sâu trong ý thức cảm nhận được một trận rung động. Diệp Trần lập tức hơi kinh hãi, đây là lực lượng huyết mạch dẫn tới cảm ứng. Chẳng lẽ là... Thân hồn của Diệp Trần đã đạt tới cảnh giới có thể thông qua lực lượng huyết mạch cảm ứng được biến hóa to lớn của người có huyết mạch gần gũi với mình. Giống như lúc trước, Diệp Trần căn cứ lực lượng huyết mạch của ba người liễu mộ bạch đế để đồ sát tộc nhân của bọn hắn mà khi người có quan hệ huyết mạch gần gũi với dịp trần có được thân thể và linh hồn xảy ra biến hóa to lớn thì hắn sẽ có cảm ứng nhìn vào những người trên đời ngày nay người có quan hệ huyết mạch với dịp trần gần nhất ngoại trừ dịp thiên ca còn đang ở vào trạng thái gần chết thì chỉ còn lại người kia dịp vô thương xem ra ngươi cũng đã có được kỳ ngộ của mình a à. cũng tốt như vậy mới càng thêm thú vị hy vọng lúc gặp lại ngươi đừng để cho ta thất vọng lắc đầu dứt bỏ đạo suy nghĩ này diệp trần lại bắt đầu tiếp tục thi pháp lấy sau đó hai ngón tay của diệp trần ở chỗ mi tâm của gian khẩu anh tử bỗng nhiên điểm một cái phong ấn giải thần thức bị vũ hạt đại tiên phong ấn lại rốt cuộc được diệp trần thuận lợi giải cứu đi ra mà lúc này cũng đã trôi qua được hơn nửa ngày ưm ừ. Giang khẩu anh tử một mực vẫn như là người thực vật đột nhiên phát ra một tiếng kêu trên rỉ động lòng người sau đó thân thể mềm mại nóng bỏng cũng theo một trận vặn vẹo, ở dưới ánh mắt tràn ngập vui mừng rốt cuộc từ từ mở ra đôi mắt đẹp, chị anh tử. Chị rốt cuộc tỉnh lại rồi. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Tuyết cơ nhìn thấy gian khẩu anh tử tỉnh lại thì lập tức kích động không thôi, lập tức bổ nhào tới trước mặt gian khẩu anh tử, muốn ông lấy cô ấy. Nhưng không ngờ, gian khẩu anh tử giống như giật nảy mình, trực tiếp từ trên ghế salon nhảy dựng lên, nhanh chóng trốn ở đằng sau lưng Diệp Trần, sau đó một mặt hoảng sợ nhìn qua Tuyết Cơ. Tuyết Cơ lập tức choáng váng, chủ nhân, chị của ta, cô ấy bị sao vậy? Diệp Trần thản nhiên nói. Thần trí của cô ta bị phong ấn quá lâu, đã bị tàn phá hủy hoại không chịu nổi, tuy rằng ta đã giúp nàng khôi phục lại ý thức, thế nhưng cũng không thể làm một lần mà xong được, trí lực của nàng bây giờ chắc là tương đương với trình độ của một đứa bé 7-8 tuổi. Diệp trần thuận miền hướng tuyết cơ giải thích nguyên nhân một phen thì lúc này cũng đã cảm ứng được mấy người âu dương hàng ngoài phòng thế là muốn xoay người đi mở cửa không nghĩ tới lại bị gian khẩu anh tử gắt gao níu lại hơn nữa vừa lung lay cánh tay dịp trần vừa làm nũng nói chú a à, chú a à, chú đi đậu vậy đừng bỏ rơi anh tử lại có được hay không bà gì này thật đáng sợ dịp trần đột nhiên lảo đảo một cái và suýt chút nữa thì ngã cắm đầu xuống đất Tuổi tác thực sự của Giang Khẩu Anh tự đoán chừng so với Diệp Trần còn phải lớn hơn gấp đôi, cô ta là mẹ của hắn còn thừa sức a. Bây giờ thế mà lấy một bộ giọng điệu của đứa bé gọi hắn là chú. Hơn nữa, bản thân Giang Khẩu Anh tử còn là một đại mỹ nữ tuyệt sắc, bây giờ chính là lúc rơi vào độ tuổi thành thục nhất, lôi kéo lay động Diệp Trần một hồi đồng thời một đôi hung khí mềm mại mà sung mãn cũng ở trên cánh tay Diệp Trần đi loạn một trận. Dù Diệp Trần tràn diện gì mà còn chưa từng gặp qua, cũng không thể không đến tức sạm mặt lại mặt mũi đầy vẻ xấu hổ. Phốc phốc. Ngay cả tuyết cơ sau khi trải qua thường người ra một lúc, thấy vẻ mặt lúng túng của Diệp Trần cũng không nhìn được mà cúi đầu cười lén. Đây là lần đầu tiên khi cô ta đi theo Diệp Trần đến nay nhìn thấy hắn lộ ra bộ biểu tình này. Phải một lúc lâu sau Diệp Trần và Tuyết Cơ vừa dỗ vừa lừa một phen, cuối cùng cũng trấn an được gian khẩu anh tử. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao, cô gái này dường như đối với diệp trần có tâm lý ỷ lại cực mạnh vẫn luôn gấp gao giữ chặt lấy cánh tay của diệp trần không buông ra diệp trần cũng không biết phải làm sao đối với một cô gái có trí lực của một đứa bé thì hắn có thể làm thế nào cũng không thể một bàn tay đưa ra chụp chết cô ta à hết cách rồi diệp trần đành phải kéo theo gian khẩu anh tử đi tới trước cửa mở cửa phòng thì mấy người âu dương hàn lập tức lao tới mọi người thấy Diệp Trần và Giang Khẩu Anh tử thân mật như vậy thì lập tức càng thêm tin tưởng vào phán đoán trước đó. Lâm Vũ Y thì cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn vẫn lên rất cao, tỏ vẻ không vui. Diệp Trần nhìn thấy ánh mắt của mọi người biết được bọn họ chắc chắn hiểu lầm, tuy nhiên hắn cũng lười giải thích, trực tiếp nhìn về phía Âu Dương Hàn, có chuyện gì xảy ra sao? Âu Dương Hàn lập tức cẩn thận nói một lần về tin tức quá lớn vừa rồi kia cho Diệp Trần, sau đó thận trọng nói. Diệp Thiếu Tướng, dịch lão tướng quân vừa mới gọi điện thoại cho ta để cho ta hướng ngài xác minh một chút việc này thật là do ngài gây nên hay sao dịp trần nhẹ gật đầu đây chính là ba điều kiện mà ta yêu cầu quy điền tam Lan làm ta hứa hẹn với hắn chỉ cần hắn làm được ba cái điều kiện này thì ta tha cho hắn một mạng hơn nữa lập tức rời khỏi đảo quốc mấy người âu dương hàn nghe được điều này thì mọi người lập tức tỏ ra kích động ánh mắt nhìn về phía dịp trần cũng càng thêm sùng bái kính nể thật đúng là Diệp thiếu tướng, ngài thật sự quá là uy vũ. Việc này chính là buộc đảo quốc cắt đất bồi thường cho chúng ta. Quá hả giận. Diệp Trần khoát tay áo giống như là làm một cái việc nhỏ không có ý nghĩa. Nếu quy điện Tam Lan này đã thức thời như thế, vậy ta cũng phải tuân thủ ước định. Các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng phải mau chóng trở về Hoa Hạ. Rõ. Mấy người Âu Dương Hạng lập tức lên tiếng, đang muốn tiến lên chuẩn bị thủ tục trở về Hoa Hạ trước khi đi nhậm trường phong cười hì hì nói dịp thiếu tướng làm trễ nải chuyện tốt của ngài thực sự không có ý tứ ngài tiếp tục tiếp tục đi a à? dịp trần biết cái tên này chắc chắn là hiểu lầm quan hệ giữa mình và gian khẩu anh tử nhưng mà hắn cũng lười đi giải thích không nghĩ tới ngay vào lúc này gian khẩu anh tử vẫn luôn kéo lấy cánh tay của dịp trần chớp chớp đôi mắt to sáng ngời bỗng nhiên mở miệng chú chú bọn họ là người nào đó Nhìn qua dáng vẻ thật là dữ a. À. Mấy người Âu Dương Hàn toàn bộ lập tức đứng chết chân tại chỗ. Bọn họ thân là tinh anh của thần long vệ, tinh thông các ngôn ngữ quốc gia, tự nhiên có thể nghe được lời nói này của Giang khẩu anh tử, nghe được cô gái này vậy mà gọi Diệp Trần là chú thì tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhưng muốn hỏi cũng đều không dám hỏi, tất cả đều giống như chạy trốn mà rời đi. Chờ sau khi mấy người Âu Dương Hàn rời khỏi, Diệp Trần mới phí hết một phen công phu, cuối cùng mới dỗ cho gian khẩu anh tử đi ngủ, lúc này mới thoát khỏi ma trảo của cô gái này. Lâm Vũ Y lúc này mới biết được chân tướng chuyện này, hơn nữa trò chuyện với Tuyết Cơ rất vui vẻ, hai người đã bắt đầu lấy chị em ra kêu gọi. Diệp Trần trực tiếp ném gian khẩu anh tử cho hai người chiếu cố, sau đó trở lại gian phòng của mình, tự trong càng không trạc lấy ra khen ngọc vệ hồn. Trước khi rời khỏi đảo quốc, hắn nhất định phải lấy phần bản đồ kia tới tay tiện tay trảo một cái, nguyên thần của Vũ Hạc đã bị Diệp Trần bắt lấy từ trong khay ngọc vệ hồn mang ra. Vũ Hạc lão nhi, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, phần bản đồ kia ở chỗ nào? Có nói hay không? Nguyên thần Vũ Hạc bị ác quỷ bên trong khay ngọc vệ hồn cắn xé nguyên một ngày, khí tức so với trước đó lại suy yếu hơn rất nhiều, nơi nào còn dám co kẻ mặt cả với Diệp Trần, tiền bối tha mạng. Ta nói, ta nói, đêm đã khuya, ở gần thiên chiếu thần cung có một ngọn núi nhỏ vô danh ở phía trước. Ngươi nói là, phần bản đồ ở ngay bên trong hang núi này sao? Diệp Trần lần nữa lấy nguyên thần của Vũ Hạc từ trong khay ngọc vệ hồn ra, chỉ vào một cái hang động bị che khuất ở trước mắt, lạnh lùng hỏi. Nguyên thần của Vũ Hạc vội vàng nói. Đúng. Nơi này là phần mộ của thiên chiếu đại thần, tiên pháp mà ta tu luyện cùng với pháp môn đoạt xa, thần khí. Đều là thu hoạch được ở trong động này. Thật ra thì Diệp Trần thông qua thần niệm cũng có thể cảm ứng được ở sâu trong huyệt động này có tầng tầng cấm chế, rõ ràng không phải là một nơi bình thường. Hơn nữa, Vũ Hạc đã luân lạc tới tình trạng này cũng không còn dám nói láo lừa gạt mình. Thế là, một tay Diệp Trần nắm lấy nguyên thần của Vũ Hạc trực tiếp cất bước đi vào. Hang động này rất sâu, hơn nữa vào lúc này còn là ban đêm tự nhiên rất tối, tuy nhiên lấy thị lực và lực lượng thần niệm của Diệp Trần bây giờ thì so với ban ngày cũng không có cái gì khác nhau. Đi được khoảng gần trăm mét, sau khi xông qua được hơn 10 đạo cấm chế, phía trước xuất hiện một cái cửa đá khổng lồ. Nhẹ nhõm đẩy cửa đá ra, bên trong rộng rãi và sáng sủa, lại là một tòa cung điện bao la hùng vĩ. Diệp Trần biết, người xưa lúc kiến tạo phần mộ của mình sẽ hoàn toàn mô phỏng theo nơi ở của chính mình khi còn sống, kiến tạo ra cung điện khổng lồ mà hoa lệ dưới đất, cũng chẳng có gì là lạ. Sưu sưu sưu. Diệp Trần công ngón tay búng ta, trong những ngọn đèn của cung điện dưới đất này đã thi nhau được thắp sáng không gian xung quanh lập tức sáng lên vừa tiếp tục đi sâu vào dịp trần cũng đã bắt đầu âm thầm quan sát cảnh tượng ở xung quanh và nhanh chóng bị thu hút bởi những bức tường xung quanh và những bức tranh tường trên đỉnh cung điện mặc dù không có hành văn giải thích thế nhưng tranh vẽ sinh động như thật kia hơn nữa dường như còn đang miêu tả một số cảnh đánh nhau thời kỳ thượng cổ tràn diện rất to lớn Vũ Hạc thấy thế thì vội vàng thừa dịp có cơ hội giải thích nói. Tiền bối, những bức tranh này nghe nói đều là cảnh tượng chiến đấu với người khác khi thiên chiếu đại thần còn sống. Nhưng không biết là thật hay giả, dù sao từ trên tranh vẽ tới xem, thực lực của thiên chiếu đại thần e là cho dù tiên nhân ở trên bồng lai tiên đảo cũng chưa chắc có thể bằng được. Ngươi nói trên đời này thật sẽ có người cường đại như thế sao? Nguyên thần của Vũ Hạc ngoan ngoãn biết vâng lời nói xong, nhìn không được nhìn về phía Diệp Trần dường như muốn từ trong miệng của hắn thám thính thêm xem có được gì không. Diệp Trần thản nhiên nói. Đây có thể coi là cái gì? Chẳng qua chỉ là cảnh giới hóa thần mà thôi. So với tu chân giới ở kiếp trước, cảnh tượng trước mặt này theo như suy nghĩ của Vũ Hạc là cảnh tượng mà không thể tưởng tượng nổi thì ở trong mắt Diệp Trần tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Tuy nhiên, để Diệp Trần cảm thấy hơi kinh ngạc là, từ trên hình ảnh tới xem, tu vi của thiên chiếu đại thần này cũng đã bước vào cảnh giới hóa thần đây cũng chính là nói trên trái đất rất có khả năng đã từng xuất hiện tu tiên giả có cảnh giới hóa thần phải biết cho dù là tu chân giới mênh mông vô biên ở một số tinh vực cấp thấp cảnh giới hóa thần cũng được tính là chúa tể của một phương xem ra trái đất quả nhiên không có đơn giản như ta nghĩ trước đây như vậy a à. ở trong lòng hơi cảm thán một hồi lúc này dịp trần cũng đã đi tới nơi cuối cùng của cung điện đây là một cái đại điện rất rộng lớn, ở giữa có một chỗ tòa đại cao hình tròn, mà trên đài cao đặt vào một cái giá bằng đá. Trên cái giá bằng đá thì có mấy kiện binh khí mang phong cách cổ xưa cùng với một tấm da yêu thú được chiếu sáng rạng rỡ. Phần bản đồ Trong lòng Diệp Trần vui mừng, tung người nhảy lên đã nhảy lên đài cao, sau đó trực tiếp lấy phần bản đồ này xuống. Tuy nhiên, đúng vào lúc này. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Trần nhìn lên trên đỉnh đầu, thế mà xuất hiện một một khối đá màu đen hết sức kỳ ạ à. mà hòn đá màu đen này vừa xuất hiện diệp trần lập tức cảm giác giống như một ngọn núi lớn đặt ở trên người hai chân sa vào trên đài cao vậy mà khiến hắn không thể động đậy mà vừa rồi cùng lúc diệp trần nhảy lên đài cao nguyên thần của vũ hạt ở trong tay hắn cũng nắm ngay thời cơ này từ trong bàn tay của hắn thoát ra trong nháy mắt chạy trốn ra ngoài được hơn 10 mét sau đó đắc ý cười lên ha hả diệp cuồng tiên ngươi không nghĩ tới sao lão phu chịu nhục chính là vì đưa ngươi dẫn tới nơi đây. Khối đá này tên là thiên dẫn thạch, là một món thần khí của thiên chiếu đại thần, nó có thể chuyển dời trọng lượng của cả ngọn núi này tới trên đầu của ngươi. Đây là cái cạm bẫy vốn mà ta chuẩn bị cho khoa lạc phu, không nghĩ tới ngược lại lại có đất dụng võ với ngươi. Ta nhìn lúc này ngươi còn không chết. Ha 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 ha. Vào lúc này hai chân Diệp Trần đã hoàn toàn lọt vào trong đài cao dưới chân, dường như đã bị thiên dẫn thạch vây khốn lại, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc, khóe miệng lại nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh, vũ hạt A. À. Ngươi cho rằng chỉ bằng khối đá vụn này thật có thể vây được ta sao? Nói xong, tay trái Diệp Trần vừa lật đã từ trong càng không trạch lấy ra một vật, bác chỉ kính. Bắn ngược. Âm. Dưới sự thúc giục của Diệp Trần, bác chỉ kính lập tức phát ra một đạo kim mang, trong nháy mắt triệt tiêu cổ lực đạo kia. Theo đó, dưới chân Diệp Trần giẫm một cái, thân thể cũng đã từ trong hố sâu nhảy ra, sau đó một tay nắm lấy khối thiên dẫn thạch đen nhánh kia vào trong tay. Vũ Hạc Đại Tiên thấy thế thì hai mắt ngay lập tức trận lên thật lớn, không. Ngươi làm sao có thể ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã hoàn toàn nắm giữ được bác chỉ kính. Đây không có khả năng. Nguyên thần của Vũ Hạc trống lớn một tiếng, sau đó quay người muốn chạy trốn. Đáng tiếc vừa mới chạy ra được mấy chục mét đã bị dịp trận đuổi kịp sau đó bắt lại. Vũ Hạc Lão Nhi, vốn ta còn muốn giữ lại nguyên thần của ngươi để hỏi thăm chuyện bồng lai tiên đảo một chút, thế nhưng ngươi không biết sống chết vậy ta cũng không thể để cho ngươi sống thêm nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần tâm niệm vừa động. Oanh! Trong nháy mắt tam mùi chân hỏa từ trong lòng bàn tay của Diệp Trần phóng ra. a à. Nguyên thần của Vũ Hạc lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đừng có giết ta. Không được. Không. Không chờ hắn nói cầu xin tha thứ xong, nguyên thần vũ hạt cũng đã bị tam mùi chân hỏa đốt sạch sành xanh, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói màu xanh, hoàn toàn tiêu tán giữ thiên địa. Sau khi thuận tay tiêu diệt nguyên thần của vũ hạt, Diệp Trần nghiên cứu khối đá đen nhánh kia một lát thì phát hiện khối đá này lại là trấn nguyên thạch mà ở tu chân giới cũng rất hiếm thấy. Tác dụng của khối đá này cũng không lớn, thế nhưng thích hợp nhất dùng để trấn thủ tiên môn, hơn nữa một khi kết hợp với hồ sơn đại trận, hiệu quả lập tức có thể gia tăng gấp bội. Nghĩ không ra trên địa cầu lại còn có thể tìm được một món đồ tốt như vậy. Vừa đúng lúc ta đang định thành lập thế lực tông môn của mình mà tiêu giao Sơn Trang cũng đã di chuyển tới hát Xâm lâm, lúc này chắc là cũng chuẩn bị gần đủ rồi. Chờ sau khi trở về lần này, ta lợi dụng khối đá này làm căn cơ, bố trí hộ Sơn Đại Trận thì cho dù tu tiên giả cảnh giới Nguyên Anh cũng có thể ngăn cản ở bên ngoài Sơn Môn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức thu trấn nguyên thạch này và bác chỉ kính, tất cả đều thu vào trong càng không trà. Sau đó lại dùng thần niệm, quét kỹ càng nhìn toàn bộ cung điện này một lần. Đáng tiếc là, lại chỉ tìm được mấy món linh khí phổ thông, đối với Diệp Trần mà nói cũng không có quá nhiều tác dụng lớn. Ngẫm lại cũng đúng, cái cổ mộ trước mắt này không biết bị bao nhiêu người vào xem qua, đồ tốt chỉ sợ sớm đã bị người lấy đi, chỗ nào đến lượt hắn. Tuy nhiên có một ít còn hơn không, Diệp Trần thu sạch mấy cái linh khí kia vào trong càng không trạc, lúc này mới rời khỏi hang động, hướng chạy về khách sạn. Ngày thứ hai, theo lệnh của Diệp Trần thì mọi người chính thức khởi hành trở về Hoa Hạ. Chuyến đi đảo quốc lần này, đầu tiên hắn nhổ tận gốc tổ chức sam khẩu, tiếp đến lại bức lui lực lượng phòng về thứ bảy, sau đó chém giết vũ hạt đại tiên, rồi bức bách thủ tướng đảo quốc phải cúi đầu chịu thua. Bây giờ phần bản đồ thứ hai đã ở trong tay, chuyến đi này cũng coi là công đức viên mãn tự nhiên không cần thiết phải tiếp tục ở lại đây. Mọi người đi tới sân bay, Âu Dương Hàng vì để tránh chính phủ đảo quốc truy lùng sớm đã chuẩn bị cho mấy người Diệp Trần mỗi người một thân phận giả. Tuy nhiên, năm người Âu Dương Hàng muốn trở về Kinh Đô để báo cáo nhiệm vụ, còn Diệp Trần thì trực tiếp trở về Thiên Hải cho nên cũng không đi cùng. Diệp Trần mang theo ba người Lâm Vũ Y, Tuyết Cơ và Giang Khẩu Anh Tử, sau khi thông qua kiểm an trực tiếp lên khoang hạng nhất của máy bay. Giang khẩu anh tử vẫn đối với Diệp Trần rất ỷ lại Từ đầu tới cuối gắt gao ông lấy cánh tay của Diệp Trần Sau khi lên máy bay thì ngồi xuống sát bên người Diệp Trần Rút vào đầu vai của hắn người ở bên ngoài nhìn thấy thì tưởng hai người là người yêu Điều này làm cho Diệp Trần cũng rất bất đắc dĩ Đối mặt với một đại mỹ nữ chỉ có trí lực của một cô bé 7-8 tuổi Đánh không được chửi cũng không được Để hắn đường đường là cuồng đế vậy mà cũng bó tay toàn tập Mà Lâm Vũ Y ở một bên thấy thế Sinh ra khó chịu trong lòng không cam chịu yếu thế, cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Trần, sau đó lặng lẽ rút vào đầu vai khác của Diệp Trần. Mà chỉ có tuyết cơ lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, nhìn qua giống như bị ba người bỏ đi. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh chỗ ngồi lại lại có mấy người đi tới hình như là đi cùng nhau. Cầm đầu là một tên thanh niên có tướng mạo khôi ngô tuấn tú khí vũ bất phàm, vừa nhìn là biết đây không phải nhân vật tầm thường, sau lưng còn đi theo một ông lão có khí thế rất mạnh, xem ra đây chắc là một tên cao thủ võ đạo, đằng sau còn có bốn người đàn ông trung niên có dáng người to con thì đây chắc là vệ sĩ của hắn. Thanh niên kia sau khi ngồi xuống ở trên chỗ ngồi bên cạnh, rất nhanh đã chú ý tới mấy người dịp trần, khi ánh mắt đảo qua trên thân của ba người gian khẩu anh tử thì hai mắt lập tức nổ đom đóm sáng trưng lên, sau đó trong đôi mắt lại hiện ra vẻ vô cùng ghen ghét, chân dài. Lô Nữ thân. Hơn nữa tất cả đều là cực phẩm, tiểu tử này thật đúng là diễm phúc không cạn a à. sau khi nhỏ giọng cảm thán một câu hai mắt thanh niên kia hơi đảo một cái giống như là đang có ý đồ gì đó sau đó đứng dậy đi tới ngồi xuống đối diện với diệp trần cười tủng tỉm nói người bạn này làm quen một chút a à? ta tên là trịnh đồng vũ người thiên hải cha của ta là thanh niên này còn chưa nói xong lời của mình diệp trần ngay cả mí mắt cũng không có nhất một chút nào trực tiếp lạnh lùng nói thanh niên kia đầu tiên là sững sờ ngay sau đó thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt ngay cả đám thủ hạ của thanh niên kia nghe thấy diệp trần cũng dám vô lễ đối với chủ tử của bọn hắn như thế cũng lập tức tất cả từng người đều đột nhiên đứng dậy hướng về phía mấy người diệp trần trận mắt lên tiểu tử ngươi có biết ta là ai không mà cũng dám nói như vậy với ta vào lúc này thanh niên này sớm đã không còn thái độ ưu nhã như lúc đầu đã bị thái độ của diệp trần làm cho tức giận đến suýt nữa thì điên lên Cha của hắn ở tỉnh Thiên Nam có quyền cao chức trọng, gia tộc của hắn càng là gia tộc có tên có tuổi ở toàn bộ Hoa Hạ, cho nên từ nhỏ tới lớn hắn đều là lớn lên trong sự vây quanh của đám người, và cho tới bây giờ thì không có một ai dám can đảm nói chuyện với hắn như thế này. Tuy nhiên, Diệp Trần vẫn thấy ngay cả mí mắt cũng không có nhất một chút, lạnh lùng nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, thu hồi chút tâm tư của ngươi đi. Còn dám nói nhảm với ta, có tin ta ném ngươi từ trên máy bay xuống hay không? ngươi dám thanh niên kia lập tức nổi giận nhìn không được muốn lao về phía dịp trần lại bị một lão giả nhanh tay lẹ mắt ở một bên trực tiếp kéo lại sau đó nghiêng cổ vào bên tai hắn nói khẽ công tử không được lỗ mãn người này thật không đơn giản ngay cả ta đều không thể nhìn thấu tu vi của hắn mà cô gái còn lại chắc là cũng không phải người bình thường dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở nước ngoài vẫn là khiêm tốn một chút mới tốt à Nghe thấy ông lão nói như vậy thanh niên kia lúc này mới lộ ra vẻ mặt không cam lòng lui sang một bên. Diệp Trần từ đầu đến cuối liếc mắt cũng không có liếc hắn một cái, nếu như vừa rồi không phải ông lão kia ngăn cản, thanh niên kia dám can đảm xông lên mà nói thì vào lúc này chắc là đang tập làm chim bay giữa bầu trời rồi. Nói đùa, ngay cả thủ tướng đảo quốc còn bị Diệp Trần ép cúi đầu nhận thua, ở đảo quốc còn dám giết người chứ đừng nói là người hoa hạ, ai dám nói thêm cái gì. Chỉ chốc lát, máy bay đã chính thức cất cánh, thanh niên kia vẫn luôn không có cam lòng, thi thoảng nhìn về phía mấy người Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng tức giận và ghen ghét. Rất nhanh, ánh mắt của thanh niên Trịnh Đồng Vũ đã chuyển dời tới trên người của Tuyết Cơ. Hắn phát hiện đại mỹ nữ này thanh thuần lãnh đạm giống như tiên tử, giống như không phải đi cùng với ba người đó, lại hoặc là bị ba người này xa lánh mà lẻ loi trơ trọi ngồi ở một bên, một đại mỹ như phong hoa tuyệt đại như vậy, bộ dáng cô đơn như thế để cho người ta không tự chủ được mà sinh ra mấy phần ý muốn bảo hộ. Vừa nghĩ tới đây, Trịnh Đồng Vũ lại đứng dậy đi tới ngồi xuống chỗ ngồi ở bên cạnh tuyết cơ, rồi nở một nụ cười trên khuôn mặt mà hắn nghĩ là rất mê người, từ từ nói. Vì tiểu thư xinh đẹp này, ta thấy ngươi chắc là người của đảo quốc phải không? Không biết ngươi đi thành phố Thiên Hải làm cái gì? Không phải là du học sinh ở Đại học Thiên Hải chứ? Tuyết cơ một mặt lạnh lùng, không nói chẳng rằng, giống như căn bản không có nghe thấy Trịnh Đồng Vũ đang nói cái gì. Trịnh Đồng Vũ còn tưởng rằng tuyết cơ không nghe hiểu tiếng hoa hạ thì lập tức lại dùng tiếng đạo quốc nói thêm lần nữa. Đáng tiếc, tuyết cơ vẫn im lặng như cũ, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không có nhấc lên một chút. Trịnh Đồng Vũ lập tức cảm thấy mất hết cả thể diện, hắn tự hỏi chính mình cũng coi là một anh chàng đại soái ca đi, hơn nữa gia thế lại tuyệt vời như thế, từ trước tới nay đều có rất nhiều cô gái trẻ đẹp yêu thương nhung nhớ, thế mà bây giờ thật vất vả chủ động xuất kích một lần, lại bị đối phương không thèm để ý tới, điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Mỹ nữ, gặp được tức là có duyên. Hay là kết giao làm bạn bè được chứ? Tuyết cơ tiếp tục không nói một lời. Trịnh đồng vũ dùng tiếng hoa hạ và tiếng của đảo quốc, sau khi liên tiếp thăm dò mấy lần, thấy tuyết cơ từ đầu tới cuối không nói một lời, lập tức cảm thấy có chút mất hết thể diện, tiếp tục lãm nhãm không ngừng nói. Mỹ nữ, Ta tên là Trịnh Đồng Vũ, cha của ta là Trịnh Quang Minh, là người đứng thứ hai ở tỉnh Thiên Nam. Sau này ngươi ở Hoa Hạ gặp được vấn đề gì đều có thể tới tìm ta, ta cam đoan không ai dám trêu chọc ngươi. Trịnh Đồng Vũ bị thái độ lạnh lùng của tuyết cơ kích động đến có chút tức hỗn hỉnh, trực tiếp khoe khoang của cải của nhà mình. Hắn vốn cho rằng, đối phương sau khi nghe được bối cảnh gia thế của mình thì khẳng định sẽ có phản ứng, khẳng định không có khả năng lại lạnh lùng như thế nữa. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, Trịnh Đồng Vũ lại thất vọng thêm lần nữa. Tuyết cơ vẫn như cũ giống như không nghe thấy, giống như một pho tượng đá ngồi ngay ngắn tại chỗ không có bất kỳ một chút phản ứng nào. Ngươi không phải là câm hay điếc gì chứ? Hay là ngay cả con mắt cũng mù tịt rồi sao? Trịnh Đồng Vũ thấy tuyết cơ từ đầu tới cuối không có bất kỳ phản ứng nào, không thể không nhỏ giọng thì thầm một câu, hai tay còn cố ý vẫy vẫy ở trước mắt của nàng. Ngoài lý do đó ra thì hắn thực sự không nghĩ ra cái lý do gì khác để giải thích tốt hơn. Tuy nhiên, lời kia của hắn vừa mới thốt ra, tuyết cơ vẫn luôn như là tượng băng, rốt cuộc có phản ứng, tuy nhiên lại là quay đầu nhìn về phía Diệp Trần, trong đôi mắt lộ ra sát khí, giọng điệu lạnh như băng nói. Chủ nhân, ta đề nghị giết người này đi. Hắn lại nhảy nảy giờ mệt cả đầu óc. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tuyết cơ vừa thốt ra lời này thì khí thế cả người cũng phóng thích ra ngoài, sát khí nghiêm nghị. Phải biết, tuyết cơ vẫn luôn được vũ hạt đại tiên bồi dưỡng để làm nhục thân cho chính hắn đoạt xá, tự nhiên là không giữ lại chút nào dốc hết toàn lực đi bồi dưỡng. Tuyết cơ mặc dù mới chỉ có 20 tuổi, thế nhưng tu vi thực lực đã có thể so với võ giả thánh cảnh. Trình đồng vũ tính cả đám thủ hạ kia của hắn ở dưới sự sát ý của tuyết cơ bao phủ lên, tất cả mọi người lập tức như rơi vào trong hầm băng trong khoang máy bay vốn rất ấm áp bây giờ lại như biến thành tu la địa ngục ngay lập tức mọi người thay đổi sắc mặt mà ông lão được nghi ngờ là cao thủ võ đạo kia ngay lập tức thân thể nhoáng lên một cái đã ngăn ở trước mặt trịnh đồng vũ kịp thời thay hắn hóa giải cổ sát khí cường đại áp bách kia dịp trần nghe được lời này của tuyết cơ lúc này mới liếc qua vẻ mặt đã sợ đến sắc mặt tái nhợt của trịnh đồng vũ kia thản nhiên nói được rồi nể tình hắn là người hoa hạ tha cho hắn lần này đi, nếu như còn dám vô lễ đối với ngươi, không cần xin chỉ thị trực tiếp giết là được rồi. Vâng. Chủ nhân. Tuyết cơ lập tức không người lên tiếng, đồng thời thu hồi sát khí trên người lại, khôi phục bộ dáng vẻ mặt hờ hững như trước đó một lần nữa. Mà lúc này, trịnh đồng vũ kia tuy rằng đã được ông lão kéo tới một nơi vắng vẻ, nhưng vẫn cảm thấy sợ mất mật một lúc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Đại Mỹ đảo quốc này nhìn bề ngoài yếu điệu thuộc nữ thế mà lại có thực lực kinh khủng như thế. Chờ một chút, cô ta vừa rồi hình như xưng hô thiếu niên kia là chủ nhân. Thiếu niên này đến cùng là có thân phận gì? Vậy mà có thể có được cao thủ đại Mỹ nhân như vậy làm người hầu cho hắn? Chẳng lẽ là công tử của đại gia tộc siêu cấp ẩn thế nào đó sao? Thế nhưng là vì sao ta từ trước tới nay chưa từng nghe nói qua có nhân vật này? Qua một lúc lâu, Trịnh Đồng Vũ mới bình phục tâm tình kích động của chính mình lại, nhìn không được thấp giọng hướng ông lão ở một bên hỏi. Lưu lão, thực lực cô gái này so với ông thì như thế nào? Ông lão được gọi là lưu lão khẽ châu mày, lần nữa nhìn về phía tuyết cơ một lần nữa rồi từ từ nói. Căn cứ khí tức đi lên phán đoán, ít nhất là có cảnh giới tông sư hóa kình, cũng rất có thể là thánh cảnh, tuy nhiên chỉ cần chưa có đạt tới thần cảnh thì lão phu cũng sẽ không để vào mắt. Nói đến đây, trên mặt lưu lão hiện ra vẻ ngạo nhiên. Trịnh Đồng Vũ nghe được lưu lão nói như vậy, lúc này trong lòng mới bình tĩnh hẳn, sợ hãi trước đó trong nháy mắt đã quét sạch sành xanh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần hiện ra vẻ kinh bỉ, thầm nghĩ trong lòng. Chẳng qua chỉ là ý vào chính mình có một cô hậu gái cường đại mà thôi. Chờ tới thành phố Thiên Hải, chính là địa bàn của bản công tử, coi như người có là lông thì cũng phải cuộn lại cho bản công tử. chớp mắt một cái, mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Sau khi trải qua đoạn ngắn khúc nhạc dạo đầu trước đó, Trịnh Đồng Vũ không còn dám tùy tiện tìm mấy người Diệp Trần bắt chuyện. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy Diệp Trần trái ông phải ấp, ông hai đại mỹ nữ một lớn một nhỏ, còn có mỹ nhân hầu gái lạnh lùng kiêu sa như tiên tử ở trên trời kia, vẻ ghen ghét đố kỵ trong đôi mắt ngay lập tức càng nhiều hơn. Cuối cùng thì máy bay cũng đã đáp xuống sân bay thành phố Thiên Hải trên mặt trịnh đồng vũ cũng lập tức khôi phục vẻ mặt tự tin trước đó anh bạn bản công tử tuy rằng không biết ngươi đến cùng là có lai lịch gì tuy nhiên ở thành phố thiên hải thì đây chính là địa bàn của ta lúc đi qua bên cạnh diệp trần trịnh đồng vũ như từ trên cao nhìn xuống liếc qua diệp trần đột nhiên lòi ra một câu nói như vậy sau đó vẻ mặt đắc ý đi ra khỏi máy bay diệp trần hoàn toàn không thèm để ý tới hắn thế nhưng gian khẩu anh tử ở bên cạnh thì biểu môi nói Người này thật là đáng ghét. Anh tử không thích hắn. Tuyết cơ ở bên cạnh cũng nói theo. Chủ nhân, người này cũng dám vô lễ đối với chủ nhân, có muốn ta đuổi theo giết hắn hay không? Không nghĩ tới, Diệp Trần từ trên ghế ngồi đứng dậy, thản nhiên nói. Chẳng qua chỉ là một con ruồi không biết suy nghĩ mà thôi, giết hắn chỉ sợ bẩn tay của ta a. À. Lại nói một đoàn người của trịnh đồng vũ dẫn đầu sau khi máy bay hạ cánh, sau đó đi ra sân bay từ đường VIP lập tức phát hiện tình huống có chút không đúng lắm chỉ thấy ở phía trước có quân đội còn có cả cảnh sát gần như phong tỏa toàn bộ ba tầng trong ba tầng ngoài xung quanh cửa ra từ sân bay hành khách từ sân bay đi ra đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt mới có thể cho qua trịnh đồng vũ đang muốn trực tiếp cất bước đi qua thì lại bị hai người lính mặc quân trang ngăn lại yêu cầu kiểm tra hành lý xác minh thân phận trịnh đồng vũ lập tức nhướng mày ngay cả ta cũng phải điều tra sao các ngươi có biết ta là ai không không nghĩ tới binh sĩ kia lại có vẻ mặt lạnh lùng nói ta không cần biết ngươi là ai đây là mệnh lệnh cấp trên cho dù là người đứng đầu tỉnh thiên nam đi qua nơi này cũng nhất định phải tiếp nhận kiểm tra trịnh đồng vũ lập tức trừng hai mắt một cái đang muốn chửi ầm lên thì lại bị lưu lão ở một bên giật giật ống tay áo công tử mau nhìn phía trước cha của ngươi đến rồi cái gì trịnh đồng vũ lập tức vui mừng vội vàng theo hướng mà Lưu lão chỉ nhìn lại. Quả nhiên thấy ngay ở phía trước hơn 10 mét, có một hàng người đang đứng mà Trịnh Quang Minh cha của hắn thì đột nhiên xuất hiện. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, Trịnh Đồng Vũ dường như phát hiện có gì đó khác thường, vẻ mặt lập tức hơi đổi. Hóa ra hắn phát hiện chẳng những Trịnh Quang Minh cha của hắn đột nhiên xuất hiện, thậm chí ngay cả người đứng đầu cả tỉnh Thiên Nam cũng ở đó. Mà đây còn chưa phải kinh khủng nhất, kinh khủng nhất là người đứng đầu người đứng thứ hai tỉnh thiên nam cũng chỉ đứng ở hàng vị trí thứ hai ở trước hai người thế mà còn có một ông lão mặc quân trang nghiễm nhiên mới là người đứng đầu ở nhóm người chỗ này hơn nữa từ chỗ đứng bên trên của mọi người là có thể biết được địa vị của mỗi người trịnh quang minh cha của hắn khả năng còn phải xếp ngoài năm vị trí đầu buồn cười hắn vốn còn tưởng rằng trịnh quang minh cha của hắn là tới đón hắn hắn còn đang cảm thấy băn khoăn đây hóa ra là có đại nhân vật đến rồi khó trách khó trách vừa nghĩ tới đây trịnh đồng vũ lập tức thu hồi vẻ kiêu căng lại bắt đầu thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra sau đó ngoan ngoãn ở bên cạnh lượng vòng ra ngoài tuy nhiên cũng không có vội vàng rời đi có thể để cho cha ta đi theo ở một bên vậy thân phận của vị đại nhân vật này khẳng định chỉ sợ còn phải cao hơn trời cũng không biết người này là ai vừa nghĩ tới đây trịnh đồng vũ lặng lẽ đi qua đám người lần nữa hướng về nhìn vào ông lão mặc quân trang kia mới nhìn có vẻ không quan trọng lập tức khiến trịnh đồng vũ giật mình kêu lên người này hình như là vị đại thủ trưởng kia quân lão một tên vệ sĩ ở bên cạnh trịnh đồng vũ nhìn không được hỏi công tử quân lão nào đó trịnh đồng vũ lập tức tức giận trừng mắt liếc hắn một cái phóng tầm mắt toàn bộ hoa hạ quốc có thể để cho cha ta đi theo ở một bên thì còn có thể là quân lão nào tự nhiên là vị đại thủ trưởng trong quân đội kia a à? cái gì Mấy vệ sĩ nghe được điều này thì mọi người lập tức trừng hai mắt một cái, vẻ mặt của tất cả đều tràn đầy kinh ngạc. Sau đó tất cả cũng không nhìn được thông qua khe hở giữa đám người nhìn về phía ông lão mặc quân trang kia. Thật đúng là vị này. Địa vị quân lão ở toàn bộ hoa hạ cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu đi. Đây chính là đại nhân vật chân chính A. Đại nhân vật giống như quân lão, làm sao lại đột nhiên đi tới nơi này? Xem ra hình như là đang chờ ai đó chuyện này không có khả năng lắm a à? người nào có thể để cho quân lão phải tự mình đi đón đây trong lúc nhất thời mấy người trịnh đồng vũ vừa sợ lại ngạc nhiên ta đã biết trịnh đồng vũ bỗng nhiên vỗ đầu một cái dường như nghĩ tới điều gì đó vẻ mặt kích động nói ta biết mấy người quân lão đang chờ người nào là hắn chỉ có thể là hắn mấy tên vệ sĩ đều có vẻ mặt mờ tiệt, hiển nhiên cũng không biết trịnh đồng vũ đột nhiên nổi điên nói nhảm cái gì duy chỉ có lưu lão ở một bên dường như cũng chợt hiểu ra hít sâu một hơi nói công tử nói người đó không phải là dịp cuồng tiên chứ trịnh đồng vũ nhẹ gật đầu vẻ mặt chắc chắn nói chắc chắn là hắn người có thể để cho quân lão tự mình ở đây chờ cũng chỉ có thể là hắn lưu lão nhẹ gật đầu cũng không nhịn được cảm thán nói đúng vậy nghe nói dịp cuồng tiên này đầu tiên là diệt thế lực đệ nhất của đảo quốc là tổ chức sam khẩu sau đó lại làm lực lượng phòng vệ thứ bảy bị thiệt hại nghiêm trọng đồ sát toàn gia tộc liễu sinh sau đó sang bằng thiên chiếu thần cung ở tổng bộ tinh quốc xã của đảo quốc thành bình địa hành động vĩ đại như thế thì cho dù là chiến thần diệp thiên ca trước đó cũng chưa từng làm được nhiều vệ sĩ nghe được lời này của lưu lão thì lập tức hiện ra vẻ kinh ngạc hóa ra tổ chức sam khẩu bị diệt lại là người hoa hạ của chúng ta làm quá mạnh đi à nha lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc bị người làm cho thiệt hại nghiêm trọng không phải đều nói là tin đồn sao chẳng lẽ lại là thật đây cũng khó mà tin nổi đi hóa ra tin tức tổ chức sam khẩu bị hủy diệt tuy rằng nội bộ đảo quốc lưu truyền sôi sùng sục thế nhưng là ngoại trừ cực ít một số cao tầng quốc gia biết việc này là dịp trần gây nên ra thì người bình thường cũng không biết rõ chuyện trong đó còn có chuyện làm cho lực lượng phòng vệ thứ bảy bị tổn thất nghiêm trọng sỉ nhục lớn như vậy đảo quốc liều mạng che giấu đi còn không kịp như thế nào lại để cho dân chúng bình thường biết được tuy rằng vẫn luôn có lời đồn liên quan được lưu truyền đi nhưng loại chuyện một người đánh trọng thương một nhánh quân đội thì lại có mấy người bình thường sẽ tin tưởng được bởi vậy những tên vệ sĩ này không hiểu rõ tình huống tự nhiên cũng hợp tình hợp lý không nghĩ tới trịnh đồng vũ nghe được điều này thì khẽ cười một tiếng nói há lại chỉ có từng đó là thật thôi sao còn rất nhiều chuyện cũng không phải các ngươi là có khả năng biết được bản công tử hôm nay phổ cập cho các ngươi một chút đi dịp cuồng tiên này cũng không chỉ có hủy diệt tổ chức sam khẩu của đảo quốc làm lực lượng phòng vệ thứ bảy của đảo quốc bị thiệt hại nặng nề đồ sát gia tộc liễu sinh sang bằng thiên chiếu thần cung thành bình địa còn có một việc các ngươi chắc là cũng đã nghe nói qua Thủ tướng đảo quốc Quy Điện Tam Lan vào ngày hôm qua đã công khai hướng Hoa Hạ chúng ta xin rỗi, rút quân khỏi đảo Thùy Điếu, hơn nữa còn coi như vì tội ác năm xưa mà bồi thường Hoa Hạ chúng ta hơn 200 tỷ đô la Mỹ. Các ngươi có biết, Quy Điện Tam Lan vì sao lại đột nhiên làm như vậy không? Mọi người không thể không liếc mắt nhìn nhau một cái, vẻ mặt càng phát ra hoảng sợ, ý của Trịnh Thiếu, những chuyện này, tất cả đều là do dịp cuồng tiên làm sao. Trịnh Đồng Vũ hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng sùng bái, nói Đương nhiên, chính là bởi vì dịp cùng tiên này Nghe nói hắn trực tiếp dết tới phủ của quy điền Tam Lan Lấy vũ lực cường đại bức bách hắn đầu hàng nhận thua lúc này mới có chuyện nói xin lỗi T Mọi người nghe được điều này thì nhau hít vào một ngùng khí lạnh Bức bách thủ lĩnh của một nước phải nhận thua xin lỗi Hơn nữa còn có các đất bồi thường Một người áp đảo một nước A Quá bá khí nhiều vệ sĩ thi nhau cảm thán, Trịnh Đồng Vũ cũng có vẻ mặt vinh dự, cười nói. Nói đến, dịp cuồng tan này cũng là người thiên nam, hơn nữa hình như là hôm nay về nước, cho nên mấy người quân lão mới có thể đứng chờ ở chỗ này tự mình nghênh đón. Ai? Trịnh Đồng Vũ ta đời này không có người nào đặc biệt bội phục, duy chỉ có đối với vị Vân Châu dịp tiên sinh này mà súng bái đến nỗi đầu rạp xuống đất. Nếu như có được cơ hội bái nhập vào môn hạ của hắn, cho dù chỉ là tên đồng tử bưng trà rót nước ta cũng nguyện ý a à. trịnh đồng vũ nói tới đây trên mặt lộ ra vẻ say mê mong chờ ngay vào lúc trịnh đồng vũ đang cảm thán chợt nghe thấy ở cửa sân bay truyền đến một trận âm thanh sao động lập tức theo tiếng động nhìn lại chỉ thấy tên thiếu niên kia cùng trên máy bay cùng khoan với mình đã mang theo ba mỹ nữ cực phẩm để cho hắn thèm nhỏ giải không thôi từ trong sân bay đi ra hơn nữa không biết vì sao dường như có xích mích với nhân viên kiểm tra kia trịnh đồng vũ thấy thế thì lập tức mừng rỡ nhìn không được dễu cợt nói tiểu tử thúi không biết trời cao đất rộng này hắn căn bản không biết chính mình đang đối mặt với chuyện gì a à? ngay cả bản thiếu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận kiểm tra hắn vậy mà dám can đảm phản kháng thật sự là không biết sống chết tiểu tử này xác thực đủ can đảm trịnh thiếu mau nhìn mấy người quân lão đi qua ha ha xem ra không cần chúng ta phải ra tay, tiểu tử này chỉ sợ sẽ phải xong đời rồi. Mọi người thấy cảnh tượng này thì thi nhau chế giễu cười trên nỗi đau của người khác. Tuy nhiên, sau đó lại xảy ra cảnh tượng mà lập tức khiến cho tất cả bọn họ đều phải trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ nói không nên lời. Chỉ thấy... Quân lão dẫn theo một đám đại lão bước nhanh đi tới trước mặt tên thiếu niên kia. Quân lão cười ha ha một tiếng, vậy mà đầu tiên hướng thiếu niên kia vươn tay ra, nói chuyện rất phóng khoáng. Diệp tướng quân Ta đại biểu quân đội Hoa Hạ hoan nghênh ngươi về nước Đám người trịnh đồng vũ nghe được lời này của quân lão thì lập tức đứng chôn chân tại chỗ Sau đó tất cả đều nhìn chồng chọc vào tên thiếu niên kia Từng cái vẻ mặt giống như con chó Nhật A Người quân lão chờ, lại là hắn Còn có vừa rồi, quân lão gọi hắn là Diệp tướng quân Chẳng lẽ hắn chính là Diệp cuồng tiên kia Cái này, cái này sau khi trịnh đồng vũ kịp phản ứng càng là liều mạng lắc đầu trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn không không có khả năng chắc chắn là quân lão nhận nhầm người rồi làm sao lại là hắn hắn vừa rồi còn nói với thủ hạ của mình vì dịp tiên sinh kia trâu bò như thế nào chính mình đều nguyện ý bưng trà đổ nước cho dịp cuồng tiên làm sao không nghĩ tới mình nói tới người kia lại chính là thiếu niên gặp được ở trên máy bay này làm sao hắn lại là dịp cuồng tiên ta không tin ta không tin. Vào lúc này, nội tâm của Trịnh Đồng Vũ đã tan vỡ. Tuy nhiên, đồng thời trong lòng còn có một chút may mắn, hy vọng là quân lão sai lầm. Tuy nhiên, cảnh tượng xảy ra tiếp theo khiến cho Trịnh Đồng Vũ hoàn toàn bị phá vỡ ảo tưởng cuối cùng. Diệp Trần trước đó cũng chưa từng gặp qua vị quân lão này, chỉ là từ trong miệng Dịch Sơn Hà nghe nói qua cho nên có hơi ngạc nhiên một chút cũng không có vội vàng đáp lại mà dịch sơn hà ở một bên lập tức bước nhanh về phía trước hướng hắn giới thiệu nói dịp lão đệ vị này là quân lão bây giờ dịp trần mới biết được thân phận của đối phương nhận lấy bàn tay của đối phương nắm chặt lại cười nhạt một tiếng nói hóa ra là đại thủ trưởng giá lâm dịp mổ được sủng ái mà lo sợ a à? Khóe miệng quân lão không thể không co lại một chút được sủng ái mà lo sợ làm sao mà ta một chút cũng không nhìn thấy ngươi lo sợ gì a à? tuy nhiên vừa nghĩ tới thực lực của dịp trần cường đại vô song trong lòng quân lão cũng bình thường trở lại đối phương đạt tới loại cảnh giới này một người là đủ phá vỡ một nước một người cũng đủ để bảo vệ một đất nước như đặt ở thời cổ đại đó chính là quốc sư đế sư ngay cả hoàng đế cũng phải nhượng lễ ba phần nhìn thế giới ngày nay còn có người nào có thể để cho loại tồn tại này trong lòng sinh gió lớn đây dịp tướng quân vì nước vì dân thật là quân nhân mẫu mực của hoa hạ chúng ta. Ta đại biểu quân đội cảm tạ hành động của ngươi. Quân lão nói xong lời này vậy mà hơi không người thi lễ một cái, nhiều đại lão còn lại thấy thế cũng vội vàng thi nhau không mình hành lễ. Còn về những binh lính xung quanh kia cũng thi nhau nghiêm, cúi chào. Mà Trịnh Đồng Vũ thấy cảnh này thì lập tức mong đặt phịch xuống đất, hoàn toàn tan vỡ. Thật ra thì ngay cả Diệp Trần cũng không có nghĩ tới, đích thân vị đại thủ trưởng này sẽ tới sân bay đón mình tuy rằng hắn làm người hai đời bây giờ đối với mấy thứ quyền lực thế tục này đã sớm không có để trong lòng tuy nhiên đôi phương có ý tốt hắn tự nhiên cũng không từ chối sau khi hai người hàn huyên vài câu rồi dắt tay nhau leo lên một chiếc xe jeep quân dụng định chế vốn là quân lão sai người chuẩn bị tiệc rượu ở thành phố thiên hải dự định vì dịp trần bày tiệc mời khách thuận tiện làm tiệc ăn mừng vì chuyến đi đảo quốc này của hắn tuy nhiên lại bị dịp trần khéo léo từ chối quân lão cũng hiểu rõ dạng người trong chốn thần tiên như diệp trần hơn phân nửa đều không thích ồn ào náo động của thế tục cho nên cũng không có cưỡng cầu sau khi nói chuyện với diệp trần được hơn nửa giờ thì trực tiếp rời khỏi tuy nhiên lại để cho dịch sơn hà tự mình đưa diệp trần về vân châu trên đường trở về vân châu dịch sơn hà lộ ra vẻ vô cùng kích động cứ thế bám lấy diệp trần nói ra toàn bộ những hành động của hắn ở đảo quốc một lần diệp trần và dịch sơn hà đều là bạn cũ tự nhiên không có nghiêm túc giống như quân lão có thể lạm nhảm thoải mái như nói chuyện nhà chờ lúc dịp trần từ từ kể lại từng chuyện từng chuyện xong thì lúc này vân châu cũng đã ở trước mắt dịch sơn hà thở dài dịp lão đệ thứ lỗi cho ta nói lời không hay trước đây ta thật không nghĩ tới cậu có thể còn sống mà trở về từ đảo quốc càng thêm không nghĩ tới cậu chẳng những giết chết vũ hạt tiên nhân vậy mà có thể khiến chính phủ đảo quốc phải chịu thua hướng hoa hạ công khai xin lỗi Cậu làm được chuyện mà quân nhân hoa hạ chúng ta ai cũng muốn làm nhưng lại không làm được. Cậu có biết quy vọng và địa vị của ngươi bây giờ trong quân đôi đã biết qua dịp? Nói tới đây, dịch Sơn Hà bỗng nhiên nhớ tới quan hệ giữa dịp Trần và dịp Thiên Ca thì vội vàng kịp thời dừng lại thay đổi chủ đề cười ha ha, rồi mới vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Ta còn có một việc vui muốn chúc mừng cậu. Quân đội đã ra quyết định xét thấy lần này cậu có công lao lớn, nâng cao uy thế của hoa hạ chúng ta, chuẩn bị đặc biệt tăng lên hàm thượng tướng cho cậu. Hơn nữa làm thủ lĩnh của thần Long Vệ, sau này có thể tùy cơ ứng biến. Diệp Trần nghe được điều này, lông mày hơi nhíu, mặc dù hắn ta không quan tâm đến quân sự, thế nhưng cử động lần này của quân đội khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Thượng tướng Phải biết, toàn bộ Hoa Hạ Quốc, thượng tướng chẳng qua chỉ có khoảng 30 người mà thôi. Huống chi, dạng người giống như hắn trực tiếp từ hàm thiếu nhảy tới thượng tướng thì phóng tầm mắt toàn bộ lịch sử của hoa hạ quốc thì cũng chỉ có hắn là người đầu tiên còn về phần làm thủ lĩnh thần long vệ hơn nữa có thể tùy cơ ứng biến vậy thì càng thêm khó lường cũng giống như chỉ cần dịp trần không làm ra loại hành động phản quốc thì ở khắp hoa hạ đều có thể nghênh ngang mà đi tuy nhiên suy nghĩ kỹ một chút cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái lấy thực lực mà dịp trần biểu hiện ra bây giờ chỉ cần hắn còn ở hoa hạ một ngày thì có thể chấn nhiếp được các nước trên thế giới cho dù là mỹ quốc còn dám khiêu khích hoa hạ thì cũng cần phải cân nhắc một chút giống như một vị tướng quân nào đó trước đây của hoa hạ một mình dịp cuồng tiên đủ để bù đắp được cả năm vạn tinh binh hơn nữa còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi có thể ở bất kỳ chỗ nào trên toàn cầu đột nhiên buông xuống năm vạn tinh binh vậy thử hỏi có quốc gia nào không sợ không căn cứ vào nguyên nhân này quân đội hoa hạ vô luận là đưa ra điều kiện như thế nào để lôi kéo dịp trần thì đều tuyệt đối không quá đáng một chút nào vừa nghĩ tới đây dịp trần cười nhạt một tiếng như vậy vậy ông thay ta đa tạ quân lão một tiếng dịch sơn hà cười ha ha một tiếng nữa tạ thì cũng không cần quân lão nếu biết ngươi đáp ứng thì đoán chừng đi ngủ còn có thể cười tỉnh ngươi có biết quân lão tự mình đánh giá ngươi như thế nào không ồ đánh giá như thế nào Diệp Trần ngược lại là có chút hiếu kỳ nhìn không được mà hỏi tới. Dịch Sơn Hà chậm rãi nói. Quân lão, chỉ cần có dịp cuồng tiên ngươi, ít nhất đủ để bảo đảm cho hoa hạ 30 năm sau sẽ không xuất hiện chiến sự. Diệp Trần hơi sững sờ sau đó cười lắc đầu, ngoài miệng không có nói nhiều nhưng trong lòng lại âm thầm nói. Ta làm sao có thể ở trái đất nghỉ ngơi 30 năm? Nhiều nhất cũng chỉ một hai năm nữa mà thôi, chắc chắn phải tiến về tu chân giới tuy rằng hắn đã tìm được tàn hồn của hiên nguyệt nhưng nếu như có thể mà nói hắn vẫn hy vọng sau khi có thể làm thức tỉnh tàn hồn của hiên nguyệt đưa về tu chân giới nơi có thân xác của nàng ta chỉ có như vậy mới có thể coi như là hiên nguyệt hoàn chỉnh ngoài ra kiếp trước hắn bị bác đại tiên môn của tu chân giới cùng nhau vây công thù này cũng nhất định phải đáp lại đương nhiên còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn theo tu vi của hắn được đề cao không ngừng trái đất loại địa phương này sớm muộn cũng sẽ không chứa được hắn giống như một con rồng lớn thì không thể nào ở trong một cái hồ nhỏ, tu chân giới mới là sân khấu thuộc về hắn. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Trần lập tức bắt đầu suy nghĩ bay tán loạn, chớp mắt một cái, hắn đã trùng sinh về đây được gần nửa năm, ân oán trên trái đất cũng đã được giải quyết gần đủ rồi. Chuyện cần làm tiếp theo thật ra thì chỉ còn có ba chuyện. Thứ nhất, phục sinh mân côi và Diệp Thiên Ca. Thứ hai, thì phải thành lập một cái tông môn có thực lực cường đại để đảm bảo người thân và bạn bè của hắn được an toàn. Thứ ba, chính là thức tỉnh thần hồn của Hiên Nguyệt rồi mới tìm tới lối vào tu chân giới cùng nhau trở về tu chân giới. Suy nghĩ cân nhắc ba chuyện này ở trong lòng, Diệp Trần phát hiện, hai chuyện đằng sau thì tạm thời không vội vàng được. Bồi dưỡng thế lực của mình thì đang từng bước bắt đầu, một hai năm về sau thì chắc chắn có thể nhìn thấy được hiệu quả thần hồn của hiên nguyệt thì bây giờ đang ở trong cơ thể của tiêu nhược khi cũng đang từ từ khôi phục lại cũng cần phải có thời gian việc duy nhất mà hắn cần có thể làm là phải nhanh chóng tìm tới phần bản đồ thứ ba rồi mới tiến vào bồng lai tiên đảo tìm thần long chi huyết nghĩ tới đây diệp trần lập tức hướng về phía dịch sơn hà mở miệng nói đúng rồi lão dịch khoa lạc phu đoàn trưởng thiên lang quân đoàn của tô quốc đối với người này thì ông hiểu được bao nhiêu khoa lạc phu Dịch Sơn Hà nghe được Diệp Trần đề cập tới người thì thì rõ ràng cảm thấy ngoài ý muốn, tuy nhiên hơi trầm tư một lát, vẫn là từ từ mở miệng nói. Khoa Lạc Phu là kết quả của Tô Quốc cách đây 100 năm trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Theo như vào năm đó, Tô Quốc mới vừa cuộc khởi vì chống lại tinh quốc xã của đảo quốc và siêu năng cục của Mỹ quốc, Tô Quốc ở Bắc Cực Băng Nguyên tìm được huyết thanh của người sói thượng cổ, dùng làm thí nghiệm và cuối cùng bồi dưỡng được một nhóm quái vật nửa người nửa sói mà khoa lạc phu này chính là một nhóm người sói sớm nhất sau đó nhóm người sói đầu tiên này gần như tất cả đều chết yểu duy chỉ có khoa lạc phu này sống tiếp được người sói sau này chính là lấy hắn làm mô bản có thể nói là sản phẩm người sói phục chế từ người này hơn nữa khoa lạc phu này vốn là người sinh ra có thần lực ở sau khi được bồi dưỡng bằng huyết thanh của người sói thì thực lực càng thêm cường đại theo ghi chép trong tư liệu tuyệt mật của thần long vệ ở trong thế chiến thứ hai người này đã từng giao thủ với tam đại tiên nhân của đảo quốc, tuy rằng lấy một địch ba mà thua trận nhưng cũng là thoát khỏi một cách nhẹ nhàng, theo sức mạnh của cá nhân hắn thì chắc còn mạnh hơn cả vũ hạt tiên nhân. Tuy nhiên đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, sau sự thay đổi đáng kể của tô quốc thì người này biến mất. Diệp Trần nghe được lời này của dịch Sơn Hà thì lập tức trừng hai mắt một biến mất. Hắn thật vất vả mới đoạt được phần bản đồ trong tay vũ hạt tiên nhân, nếu như không tìm thấy khoa lạc phu, không lấy được phần bản đồ thứ ba này vậy hắn trước đó coi như là làm cho vui à." Dịch Sơn Hà thấy vẻ mặt của Diệp Trần trở nên khác thường thì lập tức nói. "Thật ra thì cũng không phải là biến mất hoàn toàn, chỉ là từ nay về sau hắn sẽ không còn xuất thủ nữa, đó là vì sự bất đồng giữa hắn với các quan chức cấp cao của Tô Quốc, sau đó Thần Long vệ cũng không tiếp tục chú ý tới người này, huống hồ." Nói đến đây, Dịch Sơn Hà dừng lại một chút, nếu như cậu muốn thám thính tung tích của hắn ta có thể ngay lập tức để cho thần long vệ đi thăm dò dịp trần nhẹ gật đầu ông phái người đi thăm dò đi bất kể tin tức nào về nơi ở của người này nhất định phải thông báo cho tôi biết càng sớm càng tốt tin tức này của dịch sơn hà nghe có vẻ là một ý kiến hay nhưng cũng khiến dịp trần ít nhiều có chút phiền muộn tuy nhiên trước mắt rõ ràng cũng không có biện pháp nào tốt hơn sau khi trở lại vân châu Diệp Trần sắp xếp ba người Lâm Vũ Y ở trong biệt thự số một rồi mới đi tới nhà hàng gặp mặt Tô Lam, đúng lúc Sở Phi Yên cũng có mặt ở đây. Trước khi đi đảo quốc, Diệp Trần cũng không có nói cho hai người tình hình thực tế, chỉ nói là mình có chuyện phải làm, đi một chuyến bên ngoài, bây giờ thấy Diệp Trần trở về tự nhiên tất cả đều rất vui vẻ. Đáng nhắc tới chính là Tô Lam tu luyện cũng đã được một khoảng thời gian, bây giờ đã bước vào cảnh giới luyện khí tầng một, tuy rằng thực lực tiến bộ cũng không lớn, nhưng thể chất đã vượt xa người bình thường. Hơn nữa sau khi bước vào con đường tu luyện, cả người Tô Lam cũng lộ ra vẻ trẻ trung hơn trước rất nhiều. Còn về sở phi yên, thì càng là tiến bộ thần tốc, bây giờ đã bước vào cảnh giới luyện khí tầng 6, với cả trước đó dịp trần truyền cho cô ta đạo Pháp, một khi thi triển ra cũng có thể đánh một trận với tông sư hóa kinh bình thường. Diệp Trần nghe Sở Phi Yên báo cáo sơ qua tình hình của từng người một trong thời gian vừa rồi. Em Thanh Nhã bây giờ cũng là luyện khí tầng 1, còn có em tô mạng bây giờ đã ngưng tụ ra chân nguyên Tin tưởng rất nhanh là có thể bước vào ngưỡng cửa tu chân Tu vi của sở phi yên phải vượt qua những người khác Để lúc Diệp Trần không có ở đây thì mọi việc sẽ do cô ta hướng dẫn thay Sau khi Diệp Trần nghe sở phi yên báo cáo xong thì nhẹ gật đầu Đúng rồi, phi yên bên hắc xăm lâm kia tiến triển như thế nào Sở phi yên trong coi tập đoàn tô Diệp là đại quản gia tài vụ của Diệp Trần sau khi chúng đệ tử tiêu giao Sơn Trang di chuyển đến Hắc Sâm Lâm, muốn xây dựng lại tông môn một lần nữa việc này cũng là do sở phi yên một tay thu xếp sở phi yên nói ngay vật liệu xây dựng tông môn dựa theo anh nói toàn bộ đã mua sắm đầy đủ bây giờ trên cơ bản toàn bộ đã đến nơi hai ngày sau chắc là có thể khởi công đệ tử tiêu giao sơn trang đều có thực lực cường đại tốc độ xây dựng tông môn chắc là so với công ty xây dựng bình thường nhanh hơn nhiều tuy nhiên bởi vì muốn đảm bảo chất lượng tốt nhất chỉ sợ công trình này cũng phải xây dựng ít nhất gần nửa năm. Sợ Phi Yên từng lời nói rõ một lần cho Diệp Trần nghe về tiến độ công việc xây dựng tông môn ở Hắc Sâm Lâm không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Mọi việc đều được Phi Yên kể rõ từng chi tiết, ngay cả Diệp Trần sau khi nghe xong cũng không nhịn được khẽ cười nói. Phi Yên, thật ra thì cô không cần phải quá chú trọng việc đó như thế, cô cứ cắt cử một người chú tâm quan sát công việc ở Hắc Sâm Lâm là được không nghĩ tới sở phi yên lại trực tiếp liếc mắt một cái, nói. Anh nói thật đơn giản dễ dàng quá. Đệ tử tiêu giao Sơn Trang không quen là việc này, mà việc này thì không thể để người bình thường biết được, cho nên tôi chỉ có thể tự mình làm thôi. Tô Lam ở một bên thấy thế, nhìn không được trêu ghẹo nói. Tiểu Trần, cháu xem phi yên tốt cỡ nào a? À? Chẳng những giúp cháu làm việc thỏa đáng, còn thường xuyên giúp gì quản lý nhà hàng, Cô bé tài mạo song toàn như vậy thế nhưng là đốt đèn lồng cũng khó tìm à, cháu cần phải nắm chặt cơ hội nha. Sở phi yên nghe được điều này, gương mặt xinh đẹp như bị chà sát một chút, hai má đỏ bừng thẹn thùng dẫm chân, dì Lam, dì nói cái gì đó. Nói xong thì một mặt thẹn thùng chạy ra ngoài cửa, tuy nhiên khi đi tới cửa bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, lần nữa quay đầu lại nói. Đúng rồi, dịp trần còn có một việc ngô lỗi người bạn tốt của anh gần đây hình như xảy ra một chút vấn đề dịp trần nghe được điều này thì ngay lập tức nhướng mày lỗi tử ông ta xảy ra chuyện gì đôi mi thanh tú của sở phi yên cau lại nói đó là loại cảm giác tôi không thể nói rõ ràng được khi tôi tới trường tìm em thanh nhã lần trước tôi đã đối mặt với hắn và luôn cảm thấy rằng tình trạng của hắn không hoàn toàn đúng lắm dịp trần nghe được điều này thì không thể không hít sâu một hơi vẻ mặt có chút phát lạnh được rồi tôi đã biết bây giờ tôi đi tới trường học một chuyến nếu quả như thật có người dám gây chuyện ở dưới mắt tôi thì tôi nhất định sẽ làm cho kẻ đó phải hối hận khi xuất hiện trên thế giới này nửa năm vừa qua dịp trần thật sự là quá bận rộn nhất là mấy tháng gần đây nhất đến một lần gặp mặt ngô lỗi cũng không có thời gian nếu không phải sở phi yên nhắc nhở thì hắn thật đúng là không có nghĩ ra có người lại dám đánh chủ ý tới người bạn tốt của mình đạt được tin tức này dịp trần lập tức ngồi không yên sau khi vội vàng chào hỏi tô lam và sở phi yên xong thì ngay lập tức rời khỏi nhà hàng hướng trường trung học số một vân châu chạy tới khi chạy tới trường học thì đúng lúc gặp phải tan học buổi chiều thế là dịp trần không có đi vào trong trường mà trực tiếp ở cửa ra vào đợi ngô lỗi đi ra thế nhưng đợi mười mấy phút mà vẫn không thấy ngô lỗi đi ra ngay tại lúc dịp trần đang muốn trực tiếp đi vào trường học để tìm thì đúng lúc này nhìn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc đang từ trong sân trường đi ra bỗng nhiên chính là đường thanh nhã đã lâu lắm rồi không nhìn thấy đường thanh nhã bây giờ cả người có vẻ như cao lớn hơn trước hơn nữa dáng người càng ngày càng thêm kiên cường trong tư thế hiên ngang và tươi mới đó còn mơ hồ lộ ra một cổ khí tức cao quý khó mà hình dung được chẳng những dung mạo so với trước đó còn xinh đẹp hơn khí chất cũng đã có thay đổi rất lớn người khác có lẽ không biết nhưng dịp trần thì lại hết sức rõ ràng nguyên nhân đây là bởi vì cô ta tu luyện trên người đã có một chút khí chất của thần Điểu Phượng Hoàng. Diệp Trần đang muốn đi qua chào hỏi thì lúc này bỗng nhiên ở một bên có một thiếu niên bộ dáng đẹp trai, trong tay cầm một bó hoa hồng to lớn, trực tiếp nửa quỳ trước mặt Đường Thanh Nhã, lớn tiếng nói: "Nữ thần Thanh Nhã, anh thật sự rất yêu em. Vì em, anh có thể làm bất cứ chuyện gì." Mà nhiều học sinh ở xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này vậy mà không cảm thấy kinh ngạc chút nào, ngược lại thì nhau lắc đầu thở dài ngao ngán, ai lại một tên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Từ khi khai giảng năm nay đã được hơn một tháng, người công khai hướng đường thanh nhã tỏ tình không đến 100 thì cũng là 80 đi. Việc này thật đúng là có người rảnh rỗi thống kê đấy, tính thêm vị ở trước mắt này hình như tổng cộng đã là 86 người. Hơn nữa, từ trước đến giờ đều chưa từng có ai khiến đường thanh nhã để ý. Ha ha, đây là chuyện đương nhiên, nhìn xem đường thanh nhã giờ đã là nữ thần đệ nhất trường trung học số 1 Vân Châu của chúng ta, đâu thể dễ dàng bị hấp dẫn bởi vài ba tên con trai lất cất như vậy. khi mọi người còn bận bàn tán chuyện trước mắt, đường thanh nhã vẫn như cũ không buồn liếc mắt nhìn thiếu niên đang quỳ gối trước mặt mình, vẻ mặt lạnh nhạt không rõ buồn vui trực tiếp bước qua hắn. ai? mọi người sớm đoán được sẽ có kết quả như thế, nhưng vẫn như cũ nhìn không được thở dài một trận. quả nhiên nữ thần đúng là không có dễ dàng chạm tới a. À. ta giống như nghe được tiếng tan nát cõi lòng a. À. Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần cũng không thể không lắc đầu mà cười rồi mới từ từ đi tới. Cử động này của Diệp Trần rất nhanh đã tạo ra sự chú ý cho nhiều học sinh ở xung quanh. Mau nhìn, mau nhìn. Lại có một tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng đi về phía nữ thần Đường gia. Thật đúng là kẻ trước ngã xuống đã có kẻ sau tiến lên a. Nhìn xét ra thì anh chàng này thực sự quá đẹp trai a. Này, đẹp trai có thể làm được cái gì? nữ thần đường gia cũng không phải loại cô gái nông cạn bị soái ca hấp dẫn a à? chờ đó mà xem đoán chừng nữ thần đường gia nhìn cũng không thèm nhìn một cái ai tội gì mà phải tự rước lấy nhục nhã như vậy trong tiếng nghị luận của mọi người diệp trần đã chậm rãi đi tới trước mặt đường thanh nhã hai mắt đường thanh nhã nhìn xuống đất gương mặt lạnh lùng xinh đẹp vẫn còn đang chậm rãi tiến lên cũng không có để ý tới phía trước là diệp trần thẳng đến lúc diệp trần phải nhẹ giọng gọi Thanh Nhã. Đường Thanh Nhã nghe được giọng nói này thì thân thể mềm mại ngay lập tức hơi chấn động một chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, lúc này mới nhận ra Diệp Trần đang ở trước mặt mình. Vốn là trên gương mặt xinh đẹp giống như một tảng băng trôi ngay lập tức giống như gió xuân thổi qua, trong nháy mắt được hòa tan, lộ ra vẻ mặt mừng rỡ sau đó giống như chim bay về rừng, chạy về phía Diệp Trần, sau đó trước mặt tất cả mọi người đều đang trận mắt khá hốc mồm, lao vào trong ngực của Diệp Trần. Tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều choáng váng, thậm chí còn có người dùng hai tay ôm đầu, có người bảo người kia tác hộ cái xem có phải đang mơ hay không thế là rơi mất cái răng cửa, mọi người đều không thể tin được những gì mình vừa thấy là sự thật. Ta, ta không có nhìn lầm chứ. Nữ thần Đường gia vậy mà chủ động nhào vào trong ngực của tiểu tử này. Cái tên này có lai lịch gì? Ta nghe nói nữ thần Đường gia có một người bạn trai thần bí, thế nhưng là từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua chẳng lẽ chính là người này sao? Ta hình như nghe được rất nhiều âm thanh tan nát cõi lòng, nghe được tiếng nghị luận của mọi người, ngay cả Diệp Trận cũng không thể không sờ lên cái mũi, cúi đầu vỗ vỗ bả vai Đường Thanh Nhã, thấp giọng nhắc nhở. Có nhiều người đang nhìn này. Đường Thanh Nhã lúc này mới kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không muốn rời khỏi vòng tay của Diệp Trận thế nhưng vẫn phải rời khỏi. Một tháng vừa rồi anh chạy đi đâu a? À? Từ sau kỳ thi thử năm ngoái anh không có quay trở lại trường học nếu như không phải năm ngoái anh thi đứng đầu trường còn có bạch lão sư giúp một tay biện hộ cho anh chỉ sợ trường học sớm đã đuổi anh đi a à. Đường thành nhã rời khỏi vòng tay của dịp trần sau đó thì hé miệng cười trêu ghẹo nói cảnh tượng này lập tức để cho mọi người xung quanh phải ghen ghét một hồi dịp trần cười nhạt một tiếng tỏ ra không có vấn đề nói đuổi thì đuổi đi a à. đến trường học đối với dịp trần bây giờ mà nói đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa dừng lại một chút diệp trần đang định hỏi thăm chuyện của ngô lỗi thì ngay vào lúc này cái tên vừa mới hướng đường thanh nhã tỏ tình công khai kia đột nhiên lao tới vẻ mặt nổi giận đùng đùng nói thanh nhã em từ chối anh có phải bởi vì tiểu tử này hay không đôi mi thanh tú của đường thanh nhã lập tức nhăn lại gương mặt xinh đẹp cũng hơi phát lạnh lạnh lùng nói đúng thì thế nào lư nhất phàm tôi đã nói rồi tôi và anh hai chúng ta không có khả năng anh dập tắt cái ý nghĩ này đi." Lương Nhất Phạm lập tức tức giận đến hai mắt đỏ bừng, không thể không nhìn về phía Diệp Trần, cái tên này thì có gì tốt? Hắn có chỗ nào mạnh hơn so với Lương Nhất Phạm ta? "Tiểu tử, ta muốn solo với ngươi một trận." Mọi người nghe được tiếng nói chuyện của hai người thì ngay lập tức nhao nhao xôn xao không ngừng. Hóa ra hắn chính là con trai của Lưu quản dân nhà giàu mới nổi ở tỉnh Thiên Nam chúng ta tên là Lương Nhất Phạm a. Nghe nói hắn vì truy cầu nữ thần Đường gia cố ý chuyển trường từ Thiên Hải về Vân Châu. Đây chính là tiêu chuẩn cao giàu đẹp trai. Lần này có trò hay để xem rồi. Nhưng mà phụ sự kỳ vọng của mấy người thích náo nhiệt, đối mặt trước sự khiêu khích của Lương Nhất Phàm thì thiếu niên kia không rõ có phải là bạn trai của nữ thần Đường gia không cũng không có phản ứng gì, trực tiếp bỏ ngoài tai lời nói của Lương Nhất Phàm kéo tay Đường Thanh Nhã chuẩn bị rời đi. Mọi người thấy thế thì ngay lập tức thi nhau thở dài lắc đầu. Ai, không nghĩ tới người đàn ông mà nữ thần Đường gia ngưỡng mộ trong lòng thế mà lại nhát gan như vậy. Thậm chí ngay cả dũng khí chiến một trận vì nữ thần mà cũng không có. Nữ thần Đường gia làm sao lại đi thích loại người hèn nhát như vậy? Trong giọng nói trào phúng của mọi người, Lương Nhất Phàm cũng lao lên lần nữa, trực tiếp ngăn cản đường đi của hai người. Tiểu tử, nếu như ngươi ngay cả dũng khí solo với bản thiếu cũng không có, vậy có thể chứng minh ngươi căn bản không xứng với thanh nhã. Diệp Trần không thể không khẽ chau mày, vốn đối phương trong mắt hắn chăng qua chỉ là một con kiến hôi không có ý nghĩa, cho nên hắn căn bản không có để ở trong lòng, thế nhưng bị một con dung dế liên tiếp khiêu khích cũng đã để cho trong lòng của hắn có hơi chút khó chịu. Solo với ta sao? Ngươi không xứng. Cùng lúc nói xong lời này, Diệp Trần thuận tay vung lên, Lưu Nhất Phạm kia lập tức cảm nhận được chính mình giống như bị một chiếc xe tải đụng trúng, trực tiếp bay ra ngoài lăn về phía trước hơn 10 mét. Như thế này còn là Diệp Trần chỉ dùng một phần ngàn lực đạo, bằng không đã sớm đánh cho hắn ngay cả cạn bã cũng không còn. Xoạt. Mọi người thấy cảnh tượng này thì tất cả lập tức đều xôn xao. Không có người nào thấy rõ được động tác của Diệp Trần, bọn họ chỉ thấy Lưu Nhất Phạm không biết như thế nào đột nhiên bay ra ngoài. Thiếu gia. Trong nhóm người bên cạnh lập tức có 5 người lao ra nhanh chóng chạy tới trước mặt Lưu Nhất Phạm, Đỡ hắn từ dưới đất dậy, chắc là người mà Lưu Gia phái đi làm vệ sĩ bảo vệ Lương Nhất Phàm Các hạ là cao nhân phương nào? Vì sao hạ độc thủ đối với thiếu gia nhà chúng ta như vậy? Trong năm tên vệ sĩ đó thì cầm đầu là một người đàn ông trung niên, hai mắt đang gắt gao nhìn chầm chầm dịp trần, trầm giọng mở miệng nói. Hắn nghe lệnh của gia chủ Lưu Quảng Dân, đến đây để bảo vệ Lương Nhất Phàm bây giờ Lương Nhất Phạm bị người đã thương hắn tự nhiên là khó thoát khỏi bị trách phạt nếu như không phải mơ hồ cảm nhận được đối phương là một tên cao thủ người đàn ông trung niên này vào lúc này chỉ sợ sớm đã động thủ báo thù cho lương nhất phàm lương nhất phàm sau khi được bốn tên vệ sĩ khác đỡ dậy thì lập tức tức giận nổi trận lôi đình chú lý phí lời với hắn làm gì chú đánh gãy hai chân của hắn báo thù cho ta Hư. lương nhất phàm vừa nói xong lời này thì ngay lập tức dịp trần hừ nhẹ một tiếng một đạo công kích vô hình bằng thần hồn trực tiếp nở bắn ra mà tới A. À. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ngay sau đó mọi người đã nhìn thấy, Lư Nhất Phạm bỗng nhiên che lấy hai chân của mình đang liều mạng kêu gào, "Chân của ta, chân của ta." Người đàn ông trung niên kia thấy thế thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, "Các hạ rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ muốn đối nghịch với Lư gia chúng ta hay sao?" Diệp Trần cười lạnh, "Lư gia sao? Không nghĩ tới ta Diệt Tứ đại gia tộc Vũ, Mạc, Liễu, Lục" ngược lại lại làm cho lưu gia các ngươi nhặt được chút tiện nghi. Nghe được lời này của Diệp Trần, nhiều học sinh ở xung quanh đều nghe thấy mà không hiểu là có ý gì, nhưng người đàn ông trung niên kia dường như nghĩ tới điều gì đó, ngay lập tức sắc mặt thay đổi hoàn toàn, ngay cả hai chân đều đang run cầm cập. Chẳng lẽ ngươi, ngươi là, không có khả năng? Ngay vào lúc người đàn ông trung niên này đang nghi ngờ không thôi thì đột nhiên từ đoạn người bên ngoài có một ông lão đi vào. Ông Mạnh nhìn thấy ông lão này xuất hiện đường thanh nhã vội vàng hô to một tiếng hóa ra ông lão này bỗng nhiên chính là mạnh huyền lễ khách khanh của đường gia dịp trần trước khi tới đảo quốc lo lắng cho sự an nguy của đường thanh nhã đã từng cố ý dặn dò qua đường nghiệp cần phải để cho người bảo về đường thanh nhã thật tốt cho nên mỗi ngày đến trường tan học đều do mạnh huyền lễ tự mình đưa đón vừa rồi mạnh huyền lễ ở ngã tư phía trước thấy đường thanh nhã lâu rồi mà chưa thấy xuất hiện hơn nữa cũng chú ý tới động tỉnh bên này thế là chạy tới thanh nhã cháu không sao chứ mạnh huyền lễ nhìn thấy đường thanh nhã bình yên vô sự thì lập tức thở phào nhẹ nhõm sau đó lúc này mới nhận ra là còn có diệp trần ở một bên thân thể lập tức hơi chấn động một chút vội vàng bước nhanh đi tới trước mắt diệp trần mà cùng lúc đó người đàn ông trung niên kia cũng nhận ra được mạnh huyền lễ thì vội vàng nên đón Mạnh Huyền Lễ bây giờ chẳng những là khách khanh đệ nhất của đường gia gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam mà còn là một tên tông sư hóa kình. Bây giờ ở giới võ đạo của tỉnh Thiên Nam cũng coi là thanh danh hiển hách, người đàn ông trung niên kia là người theo võ đạo há lại sẽ không biết. Ai nha? Hóa ra là Mạnh Tông Sư Giá Lâm. Tại hạ Lý Hưng Vũ bái kiến Mạnh. Lời nói khách sáo của người đàn ông trung niên kia vẫn chưa nói xong thì lại phát hiện Mạnh Huyền Lễ chỉ hướng hắn khoát tay áo, cũng đã bước nhanh qua người hắn một cách dứt khoát. Lý Hương Vũ thấy thế thì sắc mặt lập tức tái mét, trong lòng nén giận một hồi, Lý Hương Vũ ta dù sao cũng là nửa bước tông sư, trên cảnh giới so với ngươi cũng chỉ kém có nửa bậc mà thôi, ngươi thế mà cũng dám không đến xỉa tới ta, thật sự là quá cuồng vọng. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, sự khó chịu trong lòng của Lý Hương Vũ đã được thay thế bởi sự vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy, Mạnh Huyền Lễ không để ý tới hắn, sau khi bước nhanh vượt qua bên người hắn vậy mà nhanh chóng đi tới trước mặt thiếu niên thần bí kia, cung cung kính kính hành lễ như một tên đệ tử, "Diệp sư. Ngài trở về từ lúc nào vậy?" Hóa ra, Sở Dĩ Mạnh Huyền Lễ có thể đột phá cảnh giới tông sư hóa kình là may mắn có được ở mấy tháng trước được Diệp Trần thuận miệng chỉ điểm một câu, từ đó về sau Mạnh Huyền Lễ nhìn thấy Diệp Trần thì vẫn luôn hành lễ theo kiểu đệ tử hành lễ với sư phụ. Lý Hưng Vũ nhìn thấy cảnh tượng này thì cả người lập tức đều choáng váng sau đó lại nghĩ tới lời nói trước đó của Diệp Trần, trong nháy mắt như rớt vào hầm băng, dọa đến toàn thân toát ra mồ hôi run rẩy một trận. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, hôm nay ta vừa về Vân Châu, mạnh lão không cần phải đa lễ. Mạnh huyền lễ lên tiếng, sau đó nhìn sơ lướt qua tình huống ở đây, cũng đã đoán được bảy tám phần chuyện này, ngược lại nhìn về phía Lý Hương Vũ ở một bên, giống như cười mà không phải cười nói, trong đôi mắt lộ ra chút hàng ý, Lý lão đệ, sẽ không phải là ngươi mạo phạm dịp tiên sinh chứ. Lý Hưng Vũ nghe được điều này thì lập tức dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. dịp, dịp tiên sinh. Mạnh Tông Sư, ngài nói hắn chính là vị dịp dịp. Hư. Mạnh Huyền lễ nặng nề hư một cái, cười lạnh nói. Vân Châu chúng ta chẳng lẽ còn có vị dịp tiên sinh thứ hai nào hay sao? Phu phu. Nghe được lời này của Mạnh Huyền lễ, Lý Hưng Vũ lập tức không nhịn được nữa, trực tiếp quỳ xuống đất, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra tiểu nhân có mắt không biết thái sơn mong rằng dịp tiên sinh thứ tội tên tuổi của vân châu dịp tiên sinh thì người dân bình thường cũng không được biết nhiều cho lắm thậm chí phần lớn người dân ở vân châu chỉ biết có tào tứ gia và đường lão gia tử mà thôi còn chưa nghe nói gì nhiều về vân châu dịp tiên sinh cả nhưng đối với người trong giới võ đạo mà nói thì tên tuổi của dịp tiên sinh có thể nói là như sắm bên tai nhất là từ sau một trận chiến trên sông thiên giang kia qua đi Diệp Trần đã là cao thủ đệ nhất trong giới võ đạo của Hoa Hạ, Lý Hưng Vũ lại sẽ không biết. Mà nhiều học sinh ở xung quanh thấy được cảnh này thì lại là xì xào bàn tán. Bọn họ đều chỉ là học sinh bình thường, làm sao có thể biết được tên tuổi của vị Diệp Tiên sinh này. Đều tưởng rằng người của đường gia đến cho nên mới làm cho Lưu Nhất Phạm và thủ hạ của mình bị dọa thành ra cái dạng này. Dù sao, bây giờ ở trong tỉnh Thiên Nam, gần như không ai không biết, gia tộc đệ nhất tỉnh Thiên Nam bây giờ thì ngoài đường gia ra thì không thể là ai khác. Mạnh huyền lễ thấy Lý Hưng Vũ thức thời như thế, hai lòng nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần cung kính nói. Diệp sư, ngài xem việc này thì nên xử lý như thế nào? Lúc này Diệp Trần ở chỗ này làm trễ nải không ít thời gian, hơn nữa hắn cũng không có hứng thú đi tính toán chi ly với mấy con kiến hôi này, thế là nhàn nhạt liếc qua Lý Hưng Vũ còn ở trên mặt đất, trở về nói cho Lưu Quảng Dân. Nếu như hắn không quản giáo con trai của mình cho tốt vào, ta không ngại để hắn đầu thai làm người một lần nữa." Quản xuống một câu nói kia xong thì ngay lập tức kéo Đường Thanh Nhã đi ra khỏi đám người ở đây, Mạnh Huyền Lễ ngay lập tức cũng bước nhanh đi theo. Hô. Lý Hưng Vũ thấy Diệp Trần không có tiếp tục truy cứu thì ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này Lương Nhất Phạm vẫn còn đang che lấy hai chân của mình mà kêu lên, hắn vừa rồi cũng không nghe rõ ràng đối thoại giữa Lý Hưng Vũ và Diệp Trần sau đó nhận ra không thấy bóng dáng của dịp trần và đường thanh nhã đâu nữa thì lập tức cuốn lên chú lý chú làm gì vậy chú sao có thể thả tiểu tử kia dễ dàng như vậy ba Lương nhất phàm còn chưa nói xong đã bị lý hưng vũ trực tiếp một bàn tay quăng vào mặt câm miệng lại chính ngươi muốn đi tìm cái chết thì cũng đừng kéo theo ta lý hưng vũ trực tiếp nổi giận nói giờ phút này hắn thật có ý nghĩ muốn bóp chết Lương nhất Phạm này Lưu Nhất Phàm thì lập tức bị một cái tác này của Lý Hương Vũ đánh cho hồ đồ, ngươi ngươi, ngươi dám đánh ta. Ta thế nhưng là chủ tử của ngươi. Lý Hương Vũ cười lạnh, ta chẳng qua chỉ là thu cha của ngươi 500 vạn cho nên đồng ý bảo vệ ngươi một thời gian, ngươi thật đúng là coi ta là gia nô của lưu gia các ngươi rồi sao. Trở về ta sẽ trả lại tiền cho cha của ngươi, chuyện làm ăn này ta không dám làm nữa. Quảng xuống câu nói này, Lý Hương Vũ trực tiếp quay người đi. Theo suy nghĩ của Lý Hưng Vũ thì Lưu Nhất Phạm này vậy mà dám can đảm đoạt nữ nhân với vị kia, chỉ sợ đã làm mất lòng vị kia, ở ngoài miệng thì vị kia mặc dù không có tiếp tục truy cứu, thế nhưng khó bảo đảm sau này sẽ không tìm Lưu Gia tính sổ sách, hắn cũng không muốn bị Lưu Nhất Phạm liên lụy tới đến lúc đó chết mà không hiểu vì sao mình chết. Thật ra thì hắn làm sao biết được rằng, loại mặt hàng giống như Lưu Nhất Phạm này, ngay cả tư cách để dịp trần đối phó còn không có nếu như vừa rồi hắn động sát niệm trực tiếp giết chết thì chỗ nào sẽ còn có cái gì để thu về mà tính sổ sách đây chứ? mà lương nhất phạm và bốn tên vệ sĩ kia nhìn thấy lý hưng vũ thế mà cứ như vậy đi, tất cả lập tức đều có vẻ mặt không hiểu gì. lại nói diệp trần và đường thanh nhã cùng đi từ trong đám người ra, lúc này mới nói ra mục đích tới trường học lần này của chính mình. đường thanh nhã vốn còn tưởng rằng diệp trần là đặc biệt tới đây để gặp chính mình nghe được lời nói này của hắn thì ngay lập tức trong lòng cảm thấy một hồi mất mát tuy nhiên vẫn nói ngay hôm nay ngô lỗi cũng không có tới trường học cũng không nói với tôi xin nghĩ giúp ông ấy hơn nữa giữa trưa tôi gọi điện thoại cho ông ấy cũng không có bắt máy nói tới đây thì lông mày của đường thanh nhã nhíu chặt lại nói hơn nữa cái ông này gần đây quả thực có chút kỳ lạ chẳng những trạng thái tinh thần rất kém cỏi hơn nữa người cũng biến thành trầm mặc ít nói giống như hoàn toàn thay đổi một. Đường Thanh Nhã lập tức một năm một mười nói ra tình huống mà mình biết cho Diệp Trần. Sau khi Diệp Trần nghe xong cũng lập tức mơ hồ cảm giác được một chút không ổn, đi. Đi ngô gia nhìn xem trước đã. Chỉ chốc lát sau, hai người ngồi xe lúc mạnh huyền lễ đến đi tới nhà của ngô lỗi. Tuy nhiên để cho hai người thất vọng là ngô lỗi thế mà cũng không có ở trong nhà. Hơn nữa trước đó ở trên xe đường thanh nhã lại liên tiếp gọi cho ngô lỗi 10 cuộc điện thoại, từ đầu tới cuối đều không có người nghe ngay cả cha mẹ của ngô lỗi sau khi nghe được mục đích hai người đến thì bọn họ cũng nói là đã hai ba ngày này không có nhìn thấy con trai của mình vốn bọn họ cho là bởi vì sắp tới kỳ thi đại học cho nên con trai ở lại trường cho nên cũng không có quá để ở trong lòng lúc này mới ý thức được là xảy ra vấn đề lớn ngô bá hùng lập tức để cho người đi điều tra một lần toàn bộ những nơi mà ngô lỗi có khả năng đi tới cuối cùng vẫn không tìm thấy hắn đâu cả cho tới lúc này thì mọi người mới ý thức được ngô lỗi đã mất tích mẹ của ngô lỗi cực kỳ sốt ruột lập tức kéo lấy cánh tay diệp trần khóc như mưa nói tiểu trần vì biết cháu có bản lãnh lớn cháu nhất định phải nhanh đi cứu tiểu lỗi a à? diệp trần nhẹ gật đầu vì cứ yên tâm đi lỗi tử là bạn bè tốt của cháu cháu nhất định sẽ tìm ra cậu ấy sau khi trấn an mẹ của ngô lỗi diệp trần hít sâu một hơi từ từ đi tới cửa sân thấp giọng lẩm bẩm nói Tuy rằng thương thế trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục, thế nhưng vì lỗi tử cũng chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Vạn lý truy hồn Sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, tinh thần niệm lực tràn đầy trong thể nội Diệp Trần đã khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Lần trước thi triển một chiêu này là ở nơi vắng vẻ người ở thư thớt thì có thể nói là tương đối dễ dàng. Mà lần này lại là ở trong nội thành có nhân khẩu dày đặc, từ đó so sánh có thể thấy được là kết quả tìm kiếm sẽ chậm chạp hơn rất nhiều cũng càng tiêu hao nhiều lực lượng thần hồn hơn tuy nhiên vì để tìm kiếm tung tích người bạn tốt của mình hắn cũng chỉ có thể đánh liều thử một lần cũng may thành phố vân châu cũng không lớn chắc còn trong giới hạn chịu đựng của dịp trần chỉ cần ngô lỗi còn ở trong thành phố vân châu thì hắn chắc chắn có thể tìm được rất nhanh theo thần niệm của dịp trần kéo dài không ngừng một dặm năm dặm mười dặm Số người đã được thần niệm của Diệp Trần quét qua đã vượt qua 10 vạn nhưng vẫn chưa tìm thấy hành tung của Ngô Lỗi ở đâu cả. Hết cách rồi, Diệp Trần đành phải tiếp tục mở rộng phạm vi lục soát. Chỉ trong chớp mắt, thần niệm của Diệp Trần đã đạt tới 50 dặm, gần như bao trùm toàn bộ nội thành của thành phố Vân Châu vào trong, vậy mà vẫn không có bất kỳ kết quả nào. Ngay vào lúc Diệp Trần đã cảm thấy không có hy vọng, chuẩn bị thu hồi tinh thần niệm thực, thay những biến pháp khác thì đột nhiên tâm niệm vừa động, ừ tìm được. Thế nhưng là, tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa khí tức của lỗi tự giống như. Hơi kinh ngạc qua đi, Diệp Trần cũng không lo được nhiều như vậy, chào hỏi với mọi người một tiếng rồi thẳng hướng kia mà đi. Hơn 10 phút sau, Diệp Trần đi tới trại chăn nuôi lớn nhất Vân Châu. Đúng vậy, Diệp Trần cảm ứng vị trí chính là ở chỗ này cho nên lúc trước hắn mới cảm thấy kỳ quái như vậy. Đây là một cái khe núi nhỏ, trong khe núi này chăn nuôi gà vịt dê bò các loại gia súc gia cầm, xung quanh thì có lưới sắt cao lớn ngăn cản phòng ngừa người ngoài tiến vào lúc này thì đã là đêm khuya diệp trần trực tiếp tung người nhảy lên vượt qua lưới sắt cao tới mấy thước đi thẳng tới vị trí của ngô lỗi đợi tới lúc diệp trần tìm được ngô lỗi thì ngay lập tức thấy được cảnh tượng mà ngay cả hắn cũng có chút khiếp sợ chỉ thấy lúc này ngô lỗi trốn ở trong một cái góc trong tay ông một con dê rừng vào lúc này đang ghé vào trong cổ của con dê kia liều mạng hút máu lỗi tử ông đang làm cái gì đó. Diệp Trần không thể không quát khẽ một tiếng, thân thể lập tức nhoáng một cái đã đi tới trước mặt ngô lỗi. Ngô lỗi lúc này mới đột nhiên ngẩng đầu lên chỉ thấy đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt trắng bệch, so với hơn hai tháng trước thì quả thực nhìn giống như hai người khác nhau. Đóng. Càng thêm quỷ dị là ngỗ lỗi dường như đã hoàn toàn quên đi mất Diệp Trần là ai, ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy hắn vậy mà hướng về phía hắn gầm nhẹ một tiếng, như là giả thú, sau đó hai chân đạp một cái, đánh về phía hắn. Hô! Gió lớn thổi ào ào xung quanh. Tu vi của ngô lỗi vậy mà cũng đã so với trước đó tăng lên rất nhiều, đoán chừng chắc là trước sau luyện khí tầng 4. Tuy nhiên, lấy thực lực của hắn tự nhiên không tạo thành nguy hiểm một chút nào đối với Diệp Trần. Diệp Trần thuận tay vỗ ở trên đỉnh đầu ngô lỗi một cái trực tiếp đánh ngất xỉu hắn đi, sau đó kẹp lấy hắn vào dưới xương sườn rồi ngay lập tức rời khỏi trại chăn nuôi này sau khi ra khỏi khe núi nhỏ diệp trần mang theo ngô lỗi đi tới một con suối nhỏ gần đó đặt hắn ở trên một tảng đá to lớn lúc này mới bắt đầu kiểm tra rõ ràng tình huống trong cơ thể của hắn sau một lát vẻ mặt diệp trần phát lạnh trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm hóa ra lỗi tử bị người hạ sâu độc khó trách cũng dám đánh chủ ý tới trên người bạn của ta ta chẳng cần biết ngươi là ai ngươi chắc chắn phải chết sau khi Diệp Trần tự lẩm bẩm một lúc thì bàn tay trực tiếp đặt ở tại vị trí tim mạch của ngô lỗi, từ từ rót chân nguyên vào trong đó. Sau một lúc lâu, hai con ngươi của Diệp Trần bỗng nhiên ngưng tụ lại, đi ra. Sư Một con tiểu trùng quỷ dị có màu đen như mực đã từ vị trí trái tim của ngô lỗi bỗng nhiên chui ra, bị Diệp Trần một phát bắt được. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần bắt lấy cổ trùng từ trong thân thể ngô lỗi ra, cũng không có việc nó đi mà lại cất vào bên trong càng không trạc lấy tử kim hồ lô ra ném con cổ trùng này vào bên trong hồ lô đó giữa người thi cổ trùng và cổ trùng chắc chắn sẽ có tồn tại liên hệ nào đó hắn còn phải thông qua con cổ trùng này để đào ra kẻ đứng đằng sau chuyện này tự nhiên không thể cứ tùy tiện hủy đi như vậy sau khi thu kim hồ lô vào trong càng không trạc dịp trần ở mi tâm của ngô lỗi nhẹ nhàng điểm một cái sau đó ngô lỗi ngay lập tức từ từ tỉnh lại ô diệp tử sao ông lại ở chỗ này chúng ta đây là ở đâu ôi đầu tôi đau quá sau khi ngô lỗi tỉnh táo lại đầu tiên là choáng váng sau đó thì đầu đau đớn một lúc những hành động trước đó rõ ràng đã không nhớ gì nữa cả dịp trần thở dài một hơi đại khái nói lại tình huống cho ngô lỗi một lần sau khi ngô lỗi nghe xong thì vẻ mặt ngay lập tức trở nên trắng bệch diệp tử ý mà ông nói là tôi bị người hạ trùng độc cho nên chạy tới đây hơn nửa ngày để hút máu những con động vật kia nói tới đây ngô lỗi lúc này mới phát hiện trong miệng của mình trên tay tất cả đều là vết máu lập lức nhìn không được nôn khang một trận lập tức vội vàng chạy tới dòng suối nhỏ bên cạnh để rửa sạch dịp trần chờ hắn rửa sạch rồi lúc này mới từ từ nói lỗi tử sau khi ông bị người ta hạ sâu độc thân thể khẳng định sẽ có chút dị dạng ông bây giờ suy nghĩ cẩn thận một chút là lúc nào ông bắt đầu cảm thấy cơ thể có biểu hiện khác thường. Cảm xúc của ngô lỗi lúc này cũng từ từ bình tĩnh lại, cúi đầu suy nghĩ một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Tôi nhớ ra rồi. Vào lúc đón Tết, cả nhà chúng ta đi về phía đông nam của Á Châu để du lịch, đi ngang qua thủ đô nước Chim La, đã từng đi qua một ngôi miếu cổ. Vào lúc buổi tối trở về khách sạn thì tôi bắt đầu bị sốt cao không giảm, vì thế mà nằm bệnh viện ở nơi đó tới ba ngày. Về sau khỏi bệnh rồi, sau khi về nước thì cuối cùng tôi cũng cảm thấy trên người có chỗ nào đó có vấn đề. Đại khái là từ ba, bốn ngày trước tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, thấy có người đi qua trước mắt tôi, tôi không nhìn được muốn nhào tới cắn nát cổ họng của người đó, muốn hút khô máu của bọn họ. Về sau loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng, tôi đã từng đi qua muốn tìm ông giúp một tay thế nhưng khi đó ông không ở nhà, tôi cảm thấy rất sợ, sợ làm ra cái chuyện gì đó kinh khủng cũng không dám nói cho người nhà và bằng hữu, cho nên ta trốn tới chỗ này. Sau khi nghe ngô lỗi kể chuyện xong, Diệp Trần Đại Khái đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Tuy nhiên còn có một vấn đề, hắn bây giờ còn chưa xác định được là đối phương đến tột cùng là hướng về phía ngô lỗi mà tới hay là vì mình mà đến. Theo lý thuyết, ngô lỗi chưa từng đi qua chim la quốc, cũng không có kết thù kết oán với ai, vậy tại sao đối phương phải hạ trùng độc để hại hắn? nhưng nếu như là hướng về phía mình mà đến thì dường như không có ý nghĩa gì hắn làm như vậy sẽ chỉ chọc giận chính mình mà thôi tuy nhiên không cần biết là xuất phát từ nguyên nhân gì có một vấn đề mà diệp trần rất rõ ràng đó chính là người hạ trùng độc này phải chết lỗi tử ngôi miếu cổ kia ở chỗ nào ông chắc là còn nhớ chứ ngô lỗi ngay lập tức gật nhẹ đầu đó là địa điểm du lịch rất nổi danh của thủ đô chim la quốc rất dễ dàng tìm tới rất tốt khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, xem ra chúng ta phải trở lại chốn cũ một lần. Chớp mắt một cái, đã trở lại Vân Châu được mấy ngày. Cổ trùng trong cơ thể của ngô lỗi tuy rằng đã bị Diệp Trần lấy ra thế nhưng còn phải tỉnh dưỡng một thời gian, tự nhiên không có khả năng ngay lập tức chạy tới chim la quốc. Trong thời gian mấy ngày này, Diệp Trần đặt tinh lực chủ yếu ở trên luyện chế thăng long đan. Mà bây giờ Thanh Long Đại Trận trong biệt thự sớm đã không đủ để chèo chống cho việc tu luyện của Diệp Trần chỉ có đan dược mới có thể làm cho tu vi của Diệp Trần nhanh chóng tăng lên. Tuy nhiên, thăng long đan này dù sao cũng là đan dược cấp 3 hay có thể gọi là tam phẩm hay tam giai gì đó cũng được, lấy tu vi bây giờ của Diệp Trần để mà luyện chế thì vẫn tương đối khó khăn, hao phí khoảng thời gian mấy ngày, liên tiếp thất bại vài chục lần còn chưa thành công. Thôi, thử lại một lần cuối cùng này vậy, nếu còn không thể thành công vậy cũng chỉ có thể chờ sau khi từ chim la trở về thì lại tiếp tục luyện chế vậy. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần quyết định đánh cuộc lần cuối. Hô! Một lần nữa khai lò, gọi tam mùi chân hỏa ra. Bá bá bá! Các loại dược liệu từng loại được đưa vào trong lò đan. Có lẽ chính bởi vì không ông hy vọng gì cho nên lần này Diệp Trần có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nước chảy mây trôi vậy mà phát huy ra siêu trình độ. Năm, sáu tiếng sau. Oanh! Đan lô bỗng nhiên trung mạnh một lúc, rơi xuống trên mặt đất, vẻ mặt Diệp Trần hiện ra sự vui mừng, không nghĩ tới thế mà thành công. Mở nắp đang lô ra, một luồng khói màu tím bay ra, cả phòng lập tức tràn ngập mùi thơm. Mà ở trong lò đan kia, bỗng nhiên có ba viên đan dược màu tím nằm trong đó. Năng lượng của một viên thăng long đang đủ để bù đắp được mấy chục viên bồi nguyên đan, hơn nữa năng lượng có thể hấp thu được đầy đủ, có lẽ ít nhất có thể làm cho ta tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu không phải ta tu luyện thôn thiên thần công, có thể trực tiếp thôn phệ năng lượng vượt xa sức chịu đựng của thân thể thì viên đang dược cấp 3 này dựa vào tu vi của ta bây giờ thật đúng là không dám sử dụng tùy tiện. Sau khi hơi cảm thán một câu, Diệp Trần cầm lấy một viên thăng long đang nhét vào trong miệng của mình. Oanh! Sau khi đang dược tiến vào trong bụng tan ra, Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cổ năng lượng bạn bạc trong nháy mắt xông vào kỳ kinh bát mạch của chính mình, sau đó là trăm mạch toàn thân, suýt chút nữa làm cho kinh mạch căng nứt. Diệp Trần lập tức vận chuyển thôn thiên thần công, bắt đầu thôn vệ chuyển hóa cổ năng lượng cùng bạo kia. Chớp mắt một cái, lại qua 7-8 tiếng đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Hô! Diệp Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong miệng nhỏ ra một ngụm khí bẩn, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, không nghĩ tới thế mà một hơi tăng hai cái cảnh giới nhỏ. Không hổ là thăng long Đan a. À. Lúc này tu vi của Diệp Trần đã đạt tới trúc cơ tầng 4 tuy rằng loại cảm giác tu vi tăng vọt này khiến tinh thần của dịp trần rất sảng khoái hận không thể ăn luôn cả hai viên thăng long đang còn lại thế nhưng là hắn cũng hiểu rõ nếu như làm vậy thì không nói đến kinh mạch của hắn có thể chịu đựng được hay không cho dù tu vi lại tăng lên thì căn cơ cũng sẽ bất ổn đạo lý dục tốc bất đạt này hắn vẫn hiểu được từ trong đan phòng đi ra chủ nhân bên ngoài có một người tên là lưu quản dân muốn cầu kiến ngài đã quỳ ở bên ngoài được một ngày một đêm Tuyết cơ một mực đứng ở ngoài cửa, hơi không người hướng Diệp Trần mở miệng báo cáo. Diệp Trần trực tiếp khoát tay áo, nói cho hắn biết, chuyện con của hắn ta sẽ không so đo, để hắn về đi thôi. Rõ. Tuyết cơ lập tức lên tiếng, bước nhanh hướng đi ra bên ngoài biệt thự. Chỉ chốc lát, tuyết cơ đi mà trở lại, ngoan ngoãn đứng hầu ở bên cạnh Diệp Trần một lần nữa. Anh tử chị của ngươi còn có vũ y nha đầu kia đối với hoàn cảnh mới đã thích ứng được chưa? Diệp Trần mở miệng hỏi lần nữa. Hóa ra, bắt đầu từ vài ngày trước, Giang khẩu anh tử mỗi ngày đều phải đi tới khoa não bệnh viện thành phố Vân Châu, tiếp nhận trị liệu vấn đề mất trí nhớ của nàng. Tuy trình độ của Diệp Trần vượt xa những bác sĩ khoa thần kinh kia, tuy nhiên hắn không có nhiều thời gian lãng phí vào chuyện như thế này. Loại chuyện mất thời gian mất sức lực này vẫn là giao cho bệnh viện tới làm thì tốt hơn. Còn về phần Lâm Vũ Y, Diệp Trần vì để cho cô bé nhanh chóng thích ứng với cách sống của người Hoa Hạ nên đã để Sở Phi Yên trực tiếp đưa cô bó sắp xếp tiến vào trường trung học số 1 Vân Châu, lấy thân phận là Hoa Kiều Đảo Quốc ở nơi đó đi học. Đương nhiên, buổi tối Lâm Vũ Y vẫn trở lại trong biệt thự, dù sao ở đây thích hợp để cô bé tu luyện hơn. Tuyết cơ nghe Diệp Trần hỏi chuyện này, liền nói ngay. Thưa chủ nhân, chị ở phòng cao cấp trong bệnh viện, có y tá chăm sóc 24 trên 24 giờ, Tuy rằng vẫn luôn là hết muốn trở về Tuy nhiên Tu Vi bị chủ nhân phong ấn nên cũng không náo loạn được gì Còn về em Vũ Y thì bây giờ đã thích ứng với cách sinh hoạt ở trường Hơn nữa còn có đường thanh nhã chăm sóc thay Chủ nhân cũng có thể yên tâm Tuyết cơ không đề cập tới còn tốt Vừa nhắc tới đường thanh nhã thì trên mặt Diệp Trần lập tức hiện ra vẻ xấu hổ Mấy ngày trước đây Lúc hắn mang Lâm Vũ Y và Tuyết Cơ giới thiệu cho đường Thanh Nhã quen biết thì trên mặt đường Thanh Nhã hiện ra vẻ u oán giống như là thê tử nhìn thấy tướng công của mình bao nuôi tình nhân ở bên ngoài hơn nữa một lần bao nuôi chính là hai ai nghĩ tới phản ứng của đường thanh nhã diệp trần không thể không thở dài một tiếng thật ra thì tâm ý của đường thanh nhã đối với hắn thì hắn lại làm sao không biết với cả hai người ở kiếp trước vốn là có trải qua một đoạn thời gian yêu nhau khi hai người ở bên cạnh nhau thì ngay cả diệp trần cũng có lúc không tự chủ được rơi vào trong đoạn thời gian đã trải qua kia tuy nhiên hắn rất rõ ràng cho dù hắn đối với đường thanh nhã còn có một chút tình cảm còn lại như vậy thế nhưng người mà hắn yêu thực sự cuối cùng vẫn là hiên nguyệt cũng chỉ có hiên nguyệt nghĩ tới hiên nguyệt diệp trần lại không thể không nhớ tới tiêu nhược khi cũng không biết tàn hồn của hiên nguyệt bây giờ đã khôi phục được như thế nào rồi trước khi tới chim la thuận tiện tới thiên hải nhìn một chút đi vừa nghĩ tới đây diệp trần quay về phía tuyết cơ nói ta có việc phải đi xa nhà một chuyến trong khoảng thời gian này trong nhà do ngươi trông giữ. Tuyết cơ vội vàng không người đồng ý. Lái Ferrari ra khỏi biệt thự, Diệp Trần đi tới Ngô Gia trước một chuyến. Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng tẩm bổ, lại thêm có đan dược của Diệp Trần hỗ trợ, khí sắc của Ngô Lỗi đã trở nên sung mãn, trên cơ bản cơ thể đã khôi phục lại trạng thái lúc trước. Nhìn thấy Diệp Trần tới đây, Ngô Lỗi hiện ra vẻ rất hưng phấn, mà quyền sát trưởng nói. Diệp tử, là chuẩn bị khởi hành đi chim la sao? tôi đã không thể chờ đợi được rồi à đợi lúc chúng ta bắt lại cái tên gia hỏa hại tôi tôi nhất định phái oánh hắn thành đầu heo mới được để cho hắn biết sự lợi hại của ta một chút diệp trần gật đầu cười được đến lúc đó giao cho ông tự mình giải quyết chỉ có điều ông dám giết người sao ngô lỗi lập tức lập tức sợ giết người điều này không tốt lắm đâu ngô lỗi tuy được diệp trần đưa vào con đường tu chân Thế nhưng dù sao vẫn còn có tư duy của một cậu học sinh cấp 3 bình thường, làm sao hiểu được sự tàn khốc ở tu chân giới. Người không giết người, người tất sẽ giết ngươi, hoặc là không làm thì thôi mà đã muốn làm thì phải làm cho triệt để. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của Diệp Trần, đây đối với Ngô Lỗi mà nói, đây vừa đúng là cơ hội một lần ma luyện. Đi thôi, lên xe. Trước tiên theo tôi đi một chuyến tới Đại học Thiên Hải. Đại học Thiên Hải ông là muốn đi tìm chị Tô Mạng sao? Ngô lỗi vừa thuận miệng trò chuyện với Diệp Trần vừa nhảy tới ghế lái phụ xe Ferrari. Hơn 2 giờ sau, hai người đã tới Đại học Thiên Hải. Lỗi tử, ông ở trên xe chờ tôi, tôi đi một chút thì về. Diệp Trần dừng xe ở cổng trường, đang muốn xuống xe. Ngô lỗi lập tức cuốn lên, đừng nha. Anh em vẫn là lần đầu tiên tới Đại học Thiên Hải, tôi cùng ông đi vào chung đi. Đúng lúc đã lâu rồi ta không gặp chị Tô Mạng nói xong lời này ngô lỗi đã nhanh chân xuống xe diệp trần cười lắc đầu thật ra thì tôi không phải tới đây để tìm chị mạng tới là để gặp một người bạn khác ngô lôi lập tức sững sờ ông ở đại học thiên hải còn có người bạn khác làm sao tôi không biết diệp trần cũng không biết phải giải thích với ngô lỗi về thân phận của tiêu nhược khi như thế nào thuận miệng úp úp mở mở nói một người bạn mới quen cách đây cũng không lâu ngô lỗi cũng biết người bạn này của mình xưa đâu bằng nay làm việc với người thường tự nhiên là khác biệt thế là không hỏi thêm nữa chẳng mấy chốc hai người đã bước vào trong sân trường thần niệm của dịp trần quét qua dễ dàng bao trùm toàn nộ sân trường trong nháy mắt cũng đã khóa chặt khí tức của tô mạng và tiêu nhược khi để dịp trần hơi ngoài ý muốn một chút chính là hai người thế mà ở cũng một chỗ đều ở tại sân thể dục của đại học thiên hải không ổn rồi trước đó ta cũng không có nói cho chị mạng biết về chuyện liên quan tới tiêu nhược khi hai người bọn họ làm sao lại ở chung một chỗ, chẳng lẽ bọn họ quen biết nhau. Hơi cảm thấy kinh ngạc qua đi, Diệp Trần trực tiếp dẫn theo ngô lỗi hướng sân thể dục đi tới. Sân thể dục của Đại học Thiên Hải rất lớn, chờ khi hai người tới sân thể dục thì hai mắt của ngô lỗi lập tức sáng lên, Diệp tử ông mau nhìn. Có một trận bóng rổ kia. Khó trách làm sao lại trở nên náo nhiệt như vậy. Ngô lỗi là một tên mê bóng rổ, vừa nhìn thấy có tranh tài bóng rổ thì lập tức không đi được rồi. Đi. Đi xem một chút. Diệp Trần trực tiếp vung tay lên, hướng chỗ sân bóng rổ náo nhiệt kia đi tới. Bởi vì hắn cảm ứng được khí tức của Tô Mạng và Tiêu Nhược khi đều là đang ở trong sân bóng rổ chỗ này. Đi tới trước mặt, Diệp Trần mới nhìn thấy, bên cạnh sân bóng rổ bỗng nhiên treo một cái biểu ngữ màu đỏ, ở trên viết. Giải thi đấu bóng rổ vòng tròn lần thứ 23 của Đại học Thiên Hải, khoa kinh tế và thương mại với khoa ngoại ngữ. Diệp Trần lập tức giật mình, chị Tô Mạng học ở khoa ngoại ngữ mà tiêu nhược khi thì hình như là học ở khoa kinh tế và thương mại. Vấn đề này cũng đúng là có thể giải thích tại sao hai người Tô Mang và Tiêu Nhược Khi đều xuất hiện ở đây. Hai người nhẹ nhõm chen đến hàng đầu, ánh mắt Diệp Trần hơi quét qua trong đám người, rất nhanh khóa chặt được thân ảnh của hai người. Chỉ thấy, hai người lúc này đều mặc quần áo đội cổ động viên, đều đang trợ uy cho khoa của mình. Lúc này, Diệp Trần chợt nghe tiếng mọi người nghị luận ở một bên. Mau nhìn mau nhìn. Đó, đó, đó chính là tiêu nhược khi của khoa kinh tế và thương mại. Còn có đại mỹ nữ đối diện kia là tô mạng khoa ngoại ngữ. Còn cần ngươi phải giới thiệu sao? Cuộc so tài ngày hôm nay, 80% nam sinh đều hướng về hai đại mỹ nữ này mà tới A. Thật sự là quá đẹp. Nếu như ta có thể có được người bạn gái như vậy thì chết cũng đáng chớ nằm mơ giữa ban ngày loại mỹ nữ cấp bậc hại nước hại dân này cũng không phải chúng ta có thể tới gần được a à? đúng vậy tiêu nhược khi kia thì đừng nói người ta thế nhưng là thiên kim của tiêu thiên tá nhà giàu nhất tỉnh quảng nam không biết có bao nhiêu anh chàng đẹp trai giàu có đang xếp hàng chờ đấy sao có thể đến phiên chúng ta cơ chứ người mở miệng nói câu kia bị mọi người chế giễu một trận lập tức tỏ vẻ xấu hổ nhìn không được phản bác tiêu nhược khi thì ta không dám nghĩ thế nhưng ta nghe nói tô mạng kia hình như gia cảnh chỉ bình thường thôi à ta cố gắng một chút có lẽ cũng có cơ hội à không nghĩ tới hắn vừa mới thốt ra lời kia thì ngay lập tức có người cười lạnh chặn họng nói nếu như ngươi không muốn chết thì ta khuyên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian bỏ cái ý niệm này đi đi mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau nhìn về người mới nói chuyện kia ngay cả dịp trần cũng không thể không liếc mắt nhìn chỉ thấy người nói chuyện này là một tên thanh niên cường tráng mặt mũi đầy vẻ dữ tợn khí thế trên thân không yếu ở trong một đám học sinh bình thường thì rất có lực áp bách mạnh học trưởng lời này của anh là có ý gì chẳng lẽ tô mạng này cũng giống với tiêu nhược khi cũng có bối cảnh cường đại gì đó hay sao có người nhìn không được mà mở miệng hỏi mạnh học trưởng cười lạnh tô mạng này có bối cảnh cụ thể là gì thì ta cũng không rõ lắm chỉ có điều ta lại biết trước đó có mấy vị công tử ca ở thành phố Thiên Hải muốn đánh chủ ý với tô mạng này, kết quả về sau tất cả đều chết oan chết uổng. Cái gì? Mọi người nghe được điều này thì tất cả lập tức trừng lớn đôi mắt lên. Ngay cả Diệp Trần cũng không thể không có chút kinh ngạc, lúc trước hắn xác thực hướng ám bộ của thần Long Vệ và ba người Doãn Bách Xuyên Hạ xuống mệnh lệnh bắt buộc, chỉ cần có người dám có mưu đồ làm loạn đối với tô mạng thì đều như nhau giết hết. Thế nhưng là, hắn cũng không có nói là không cho phép bất kỳ một ai theo đuổi tô mạng a à. dù sao hắn vẫn luôn coi tô mạng như chị ruột của mình mà đối đãi không có động đậy tâm tư gì khác đối với cô ta mấy người doãn bách xuyên rõ ràng là hiểu nhầm ý tứ của chính mình thế mà xử lý toàn bộ người theo đuổi tô mạng vừa nghĩ tới đây diệp trần không thể không dở khóc dở cười mạnh học trưởng theo như ngươi nói như vậy thì chẳng lẽ tô mạng này được một vị đại lão nào đó coi trọng hay sao Mọi người tiếp tục nghị luận, tên thanh niên cường tráng kia nói sâu xa. Ta đây cũng không được rõ cho lắm. Nhưng mà trong những công tử ca chết đi vì theo đuổi tô mạng này thì trong đó không thiếu một số công tử quần là áo lực đỉnh cấp ở thành phố Thiên Hải này. Thế nhưng vẫn vậy cuối cùng thì vẫn không thể tránh thoát khỏi kết quả chết quan chết uổng. Điều này đủ để chứng minh. Vì đại lão đứng ở đằng sau tô mạng kia có thực lực không phải mạnh bình thường. Nói tóm lại, vẫn là câu nói kia, theo đuổi tiêu nhược khi kia có lẽ sẽ chỉ bị mạnh mẽ từ chối Nhưng theo đuổi cô nàng tô mạng này thì ngươi có khả năng ngay cả chết cũng không biết là chết như thế nào Mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh Mà cái người trước đó tuyên bố muốn theo đuổi tô mạng thì càng bị dọa đến đầu co rụt lại Hung ác nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía tô mạng một lần nữa với ánh mắt hiện ra vô cùng sợ hãi Ngô lỗi ở một bên nghe được tiếng bàn tán của mọi người, rất nhanh cũng đã phản ứng lại không thể không thấp giọng nói với Diệp Trần. Diệp tử, bọn họ hình như đang nói về chị Tô Mạng phải không? Còn có đại lão phía sau mà bọn họ nói sẽ không phải chính là ông chứ? Hai tay Diệp Trần tạo thành thế mở ra trước người, có chút bất đắc dĩ nói. Tôi chỉ phái người ở trong bóng tối bảo vệ chị Mạng, nhưng không nghĩ tới lại biến trở thành như vậy. Vừa nghĩ tới đây, bây giờ toàn bộ năm sinh Đại học Thiên Hải đối với Tô Mạng thì chỉ cần nghe thôi đều đã biến sắc. Diệp Trần cũng im lặng. Ngô lỗi cười hi hi ông lấy cánh tay Diệp Trần, thở giọng nói. Diệp tử, ông thành thật nói cho tôi đi, không phải ông thích chị của mình chứ. Đồ biến thái A. À. Hai mắt Diệp Trần lập tức đảo một cái trực tiếp cho hắn một khuỷu tay, tức giận nói. Đậu xanh rau muống. Đừng nói đó là những gì ông đang nghĩ, coi như thế thì lại làm sao. Tôi với chị Mạng không có quan hệ máu mũ gì a. À. Ngô lỗi lập tức vui vẻ, điều này cũng đúng tuy nhiên nếu là như vậy lớp trưởng đường thanh nhã bên kia thì làm sao bây giờ không phải ông muốn một mình thu hết cả chứ dịp trần càng thêm im lặng đang muốn mở miệng giải thích tuy nhiên vào đúng lúc này bóng rổ ở trên sân đột nhiên bay về phía hai người dịp trần đứng tại chỗ không hề động nhưng ngô lỗi thì trở tay nhận được bóng rổ sau đó thì vô ý thức ném ra ngoài trên không trung sẽ qua tạo thành một đường vòng cung hoàng mỹ, vô cùng tinh chuẩn rơi vào trong vòng rổ. Xoạt! Mọi người bị biểu hiện nghịch thiên của ngô lỗi làm cho kinh ngạc tới ngay người, ngay lập tức tất cả đều đồng loạt nhìn về phía hai người. Mà ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm cả tô mạng và tiêu nhược khi. Không ổn! Diệp Trần thầm nghĩ không ổn. Lúc đầu hắn chỉ dự định tới nhìn hai người một chút rồi đi ngay lập tức không nghĩ tới cái tên ngô lỗi này đột nhiên lại làm ra cảnh tượng như vậy. Quả nhiên, Tô Mạng và Tiêu Nhược khi nhìn về phía bên này, liếc mắt là thấy được Diệp Trần thì lập tức thi nhau mừng rỡ, sau đó chạy nhanh về phía hắn. Mà Tô Mạng và Tiêu Nhược khi thì vốn là tiêu điểm của toàn trường, cử động lần này của hai người bọn họ tự nhiên là dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Ngay cả cầu thủ trên sân bóng rổ của hai đội cũng không nhìn được mà thi nhau ngừng lại, đứng tại chỗ để quan sát. Đến đây nữ thần đang đi về phía ta mau nhìn tô mạng cười với ta kìa nói bậy rõ ràng là cười với ta mới đúng a à? chuyện gì xảy ra vậy mà có thể để cho hai đại mỹ nữ cùng lúc di chuyển chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử vừa rồi ném quả bóng vào rổ kia sao mọi người bàn tán xôn xao đồng thời vô cùng tò mò ngô lỗi cũng là đắc ý một trận trong lòng thầm nghĩ chị tô mạng chắc là nhận ra chúng ta còn về tiêu nhược khi kia thì chẳng nhẽ là coi trọng mình sao? Chẳng mấy chốc, ngỗ lỗi phát hiện ra mình đã cả nghĩ quá rồi. Tiểu tử thúi. Hai người các em sao lại tới đây? Tô mạng nhanh chân đi tới trước mặt, một mặt mừng rỡ mở miệng nói. Diệp Trần, anh là tới tìm tôi sao? Ngay sau đó thì tiêu nhược khi cũng tới một câu. Mà hai người thì gần như là cũng một lúc đi tới trước mặt Diệp Trần. Xoạt. Cảnh tượng này Chẳng những mọi người ở xung quanh nhìn thấy mà ngây người Ngay cả ngô lỗi ở một bên cũng hơi sững sờ Thậm chí ngay cả tiêu nhược khi và tô mạng Cũng không thể không hai mắt nhìn nhau một cái Rõ ràng là cũng không nghĩ tới Đối phương thế mà cũng biết dịp trần Tuy tô mạng và tiêu nhược khi không phải bạn bè Nhưng hai bên đều là nhân vật nổi tiếng Ở trường Đại học Thiên Hải Cũng đều là đội trưởng đội cổ động viên của khoa mình Chẳng những hai người biết đối phương Thậm chí còn có thể nói là đối thủ Ta sát ta không có nhìn nhầm chứ. Hai đại mỹ nữ vậy mà cùng đi về phía một người. Tiểu tử này có lai lịch gì? Vậy mà có thể cùng một lúc được cả hai nữ thần ưu ái. Mọi người liên tiếp nghị luận, đồng thời từng ánh mắt ước ao ghen tị thi nhau bắn về phía Diệp Trần. Diệp Trần cần gì phải quan tâm tới người khác đang nghĩ gì, hướng hai người mỉm cười, chị mạng, nhiều khi, ta có việc vừa đúng đi ngang qua thiên hải cho nên thuận tiện ghé thăm hai người một chút. Chúng ta... Tô Mạng nghe được lời này của Diệp Trần ngay lập tức đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, người đã tiến tới trước mặt Diệp Trần, sau đó lặng lẽ véo ở trên cánh tay hắn một cái, thấp giọng nói. Tiểu tử thúi, em thành thật khai báo cho chị biết, em quen với Tiêu Nhược Khi lúc nào. Tiêu Nhược Khi cũng hơi ngạc nhiên, Diệp Trần, hóa ra anh cũng quen biết Tô Mạng học tỷ sao. Năm nay Tô Mạng học đại học là năm thứ ba, mà Tiêu Nhược Khi thì vừa mới học đại học năm thứ hai, cho nên tiêu nhược khi tự nhiên gọi tô mạng là học tỷ không đợi dịp trần mở miệng tô mạng ngay lập tức hơi ưỡn bộ ngực cao ngất của cô ta ra một cái ngạo nghễ nói tôi là chị của hắn tiêu nhược khi thấy cử chỉ của tô mạng và dịp trần rất thân mật lúc đầu trong lòng còn cảm thấy rất khó chịu bây giờ nhìn thấy thái độ tô mạng đối với chính mình lại mơ hồ có một chút địch ý trong lòng nhất thời càng thêm khó chịu bản thân cô ta cũng không phải là một người thích nhẫn nhịn lập tức ông chặt lấy một cánh tay khác của Diệp Trần, nở nụ cười xinh đẹp nói. Tô học tỷ thật là biết nói đùa. Chị họ Tô, anh ấy họ Diệp, hơn nửa dáng dấp hai người không giống nhau một chút nào thì làm sao lại là chị em được. Lại nói, em thế nhưng là nghe Diệp Trần từng nói qua, từ nhỏ anh ấy là đứa trẻ mồ côi, làm sao lại có chị được. Xoạt. Mọi người ở xung quanh thấy cảnh này thì lại thi nhau bàn tán một lần nữa trong mắt mọi người từ trước tới nay hai đại nữ thần này luôn cao cao tại thượng thế mà bởi vì một thiếu niên không biết lai lịch chẳng nhẽ là tranh giành tình nhân sao cái tên này đến cùng là có lai lịch gì ngay cả diệp trần nghe được cử động lần này của tiêu nhược khi thì cũng tức sạm mặt lại cô gái này lại bắt đầu làm trò này này chị ấy thật sự là chị của tôi diệp trần một mặt bất đắc dĩ nói vẻ mặt tiêu nhược khi trong nháy mắt cứng đờ sau đó vội vàng buông cánh tay diệp trần ra vẻ mặt lúng túng nói. a ê, ê, vừa rồi tôi chỉ nói đùa thôi à. Nếu như bây giờ ở trên mặt đất mà có một cái lỗ thì tiêu nhược khi chắc chắn sẽ chui vào mà không do dự chút nào. Lần này thế nhưng mà quá mất mặt rồi. Cô ta làm sao cũng không nghĩ tới đối thủ của chính mình là tô mạng thế mà lại là chị của Diệp Trần. Tình huống hình như mơ hồ có chút không ổn a. À. Tô mạng thì hừ nhẹ một tiếng, mặt đầy vẻ đắc ý. Người ở đây nhiều quá, Chúng ta chuyển sang chỗ khác trò chuyện tiếp đi Dịp Trần nói xong Hay tay bắt lấy cổ tay trắng ngần của hai người Dưới ánh mắt vô cùng ghê tị của tất cả các nam sinh ở đây đi ra ngoài Ai? Hoàn toàn là không được để mắt tới Ngô lỗi ở đằng sau Mặt mũi u oán thì thầm một tiếng Cũng vội vàng bước nhanh đi theo Mà sau khi bốn người đi thì toàn bộ sân bóng rổ lập tức sôi trào Hai đại nữ thần vậy mà cứ như vậy đi theo tiểu tử này rồi sao? cái tên kia ngoại trừ dáng dấp đẹp trai chút thực sự không nhìn ra hắn có chỗ nào kỳ lạ cả a à? chẳng lẽ tên đó là công tử ca của gia tộc siêu lớn nào hay sao hừ ta thấy hắn là ngại mệnh sống được quá dài cũng dám cùng một lúc trêu chọc hai người này đúng vậy a à. ta nghe nói thái tử gia của tập đoàn cửu châu gần đây đang theo đuổi tiêu nữ thần nếu để cho hắn biết được chuyện này tên này còn có đại lão thần bí phía sau tô nữ thần kia nữa khẳng định cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lại nói, sau khi Diệp Trần mang theo hai người rời khỏi sân thể dục thì lúc này mới buông cổ tay trắng gần của hai người ra. Nói nghe một chút đi, hai người các ngươi làm sao chung một chỗ. Tô Mạng lấy hai tay ông vai, lấy ra dáng vẻ của một bà chị, hai mắt đe dọa nhìn Diệp Trần và Tiêu Nhược khi chậm rãi mở miệng nói. Vừa nghĩ tới Diệp Trần thế mà cùng với đối thủ của mình có quan hệ mập mờ, Tô Mạng không hiểu tức giận, trong lòng cảm thấy rất khó chịu không đợi diệp trần mở miệng giải thích tiêu nhược khi ở bên cạnh lập tức nghe không vô này tô học tỷ chị nói chuyện có cần phải khó nghe như vậy hay không cái gì gọi là chung một chỗ tôi với em trai chị chỉ có quan hệ bạn bè bình thường thôi à tô mạng cười lạnh bạn bè bình thường sao vừa rồi cô hình như không có nói như vậy thì phải tiêu nhược khi lập tức cũng nổi giận coi như tôi và diệp trần là loại quan hệ đó thì lại như thế nào Chị chỉ là chị của anh ấy cũng không phải mẹ của anh ấy a. À. Chị có phải là quản quá trọng rồi hay không? Ta chính là muốn xen vào đấy. Hơn nữa ta kiên quyết phản đối ngươi và em trai ta cùng chung một chỗ đấy. Hư Tô mạng không nhường chút nào. Mắt thấy hai người càng nhau nhau thì càng hung, Diệp Trần đang muốn mở miệng khuyên can thì ngay vào lúc này bỗng nhiên có một giọng nói đột ngột vang lên, thật là khéo a. À. Tiêu đại mỹ nữ. A. À. Tô đại mỹ nữ cũng ở đây sao? Xem ra vận khí của bản thiếu hôm nay cũng không tệ đi. Người nói chuyện là một tên thanh niên có bộ dáng tuấn lãng, chỉ có điều trong đôi mắt lại lộ ra màu dâm dê, đang lúc nói chuyện hai mắt còn quét trên dưới toàn thân của Tô Mạng và Tiêu Nhược khi liếc đi liếc lại. Tô Mạng và Tiêu Nhược khi nhìn thấy người này, cùng nhau nhắn đôi mi thanh tú lại, uông tư tệ, làm sao đi chỗ nào cũng thấy ngươi. Ngươi có phiền hay không? tiêu nhược khi trực tiếp thể hiện ra vẻ mặt chán ghét nói, rõ ràng trước đó đã không ít lần bị tên này làm phiền. Hết chương 400, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.